Chương 734 triển lãm cơ bắp. Trên bầu trời, mưa nhỏ tí tách lịch rơi xuống, ở đây không ai bung dù, trong không khí có chứa nhẹ nhẹ hàn ý. Cười ra trang trang chủ, cười ngân hà đến. Lại là hét lớn một tiếng, từ rừng rậm lối vào truyền đến. Cười ngân hà một mình một người từ nhập khẩu đi tới, nhìn chung quanh một vòng, hướng tam đại gia người hơi hơi khom người, theo sau ngồi ở nhất bên ngoài trên chỗ ngồi. Một đạo lại một đạo hét lớn một tiếng, từ rừng rậm nhập khẩu truyền đến, một đạo lại một đạo thân ảnh, đi đến, sau đó lựa chọn nhất thích hợp chính mình vị trí, ngồi xuống. Tác tổ từ phất lôi trên sa mạc phương. Trương Huyền đứng ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang, khống chế trong cơ thể khí, dung nhập kinh mạch giữa. Theo anh một thanh âm vang lên, Trương Huyền rốt cuộc đem một sợi khí, dung nhập chính mình cánh tay phải kinh mạch giữa, quang dung nhập này một sợi khí, liền hao phí hắn ba cái giờ thời gian. Đường này lũ khí dung nhập kinh mạch nháy mắt, Trương Huyền dưới thân lưu xa, bỗng nhiên bạo khởi. Lấy khí thay đổi quanh thân hoàn cảnh, Trương Huyền trên mặt lộ ra vui mừng, này công pháp quả nhiên cường đại. Trương Huyền hiện tại, có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cánh tay thượng kia lực lượng cường đại cảm. Lần đầu tiên thành công, là nhất thong thả, kế tiếp, liền phải nhẹ nhàng nhiều. Trương Huyền một lần nữa nín thở ngưng thần, tìm kiếm vừa mới đem khí dung nhập kinh mạch cảm giác, tiếp tục tiến hành. Diệt thế đổ lục bước đầu tiên, chính là muốn đem trong cơ thể mỗi một chỗ mạch lạc, đều dung nhập khí đi vào. Kinh thành, rừng rậm, buổi chiều 4 điểm. Bầy biện ở lâm phố bên hàng phía sau ghế dựa đã tiếp cận không còn chỗ ngồi, các đại địa hạ thế lực, sôi nổi đã đến. Yến Kinh Nam cung gia, ngồi ở đệ nhị bài vị trí, Hàng Thị Nhạc gia, cũng ngồi ở đệ nhị bài, trước một loạt vị trí, trừ bỏ kinh thành tam đại gia người bên ngoài, cơ hồ đều là không, đại gia rõ ràng. Nơi này vị trí, khẳng định sẽ có người tới ngồi. Buổi chiều 6 giờ. Kinh thành trên không mưa nhỏ không những không đình, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nước mưa làm ướt mọi người quần áo, lại không ai phát ra âm thanh, đều trầm mặc ngồi ở chỗ này. Lần này cổ võ thế gia đại hội, vốn nên là một hồi thịnh yến, nhưng bởi vì quang minh đảo hạ màn, thì tộc cường thế quật khởi, mà diễn biến thành hiện tại này phiên bộ dáng. Một đạo thình lình xảy ra tiếng cười to, đánh vỡ nơi này quỷ dị trầm mặc. Ha ha ha, các ngươi Tiêu thị người, nhiều năm như vậy cũng không có gì tiến bộ sao, thực lực vẫn là kém như vậy. Này tiếng cười to, từ rừng rậm nhập khẩu truyền đến. Lưỡng đạo thân ảnh, bay nhanh chiều bên này tiếp cận, hai người tất cả đều đạp không mà đi, chỉ là một màn này, liền xem ở đây đông đảo ngầm thế lực trừng lớn đôi mắt. Đạp không mà đi, ở bọn họ trong mắt, đây là thần tiên thủ đoạn. Này hai người đều là trung niên, người cười ta Tiêu thị không có tiến bộ, các người Tô thị không cũng giống nhau, tới làm ta nhìn xem, thực lực của ngươi như thế nào. Hai người ở không chung tay không chiến thành một khối, tốc độ mau đến ở đây đại bộ phận người đều thấy không rõ, một người đánh ra một trường, trực tiếp cách không đem một cây đại thụ tề eo chụp đoạt, như vậy uy lực, làm các đại địa hạ thế lực người, đồng thời hít hà một hơi. Kinh thành tam đại thế gia người cầm lái, híp mắt nhìn trên không hai người. Này hai người lấy như vậy hình thức xuất hiện, đơn giản chính là muốn triển lãm thực lực. Người này trưởng uy lực không được, xem ta. Một người khác hét lớn một tiếng, đồng dạng đánh ra một trưởng này lại là hướng về lâm phố bên ngầm thế lực mọi người đánh đi. Cơ thủ lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp nắm lên một phen ghế gỗ, hướng không trung vứt đi. Này ghế gỗ mới phi một nửa, liền đột nhiên chia năm xẻ bảy mở ra, là đã chịu vừa mới người nọ đánh ra một trưởng ảnh hưởng. Mà người nọ đánh ra khí, cũng bị cơ thủ một ném ra ghế gỗ sở triệt tiêu rớt. Hai vị nếu muốn đánh, nhưng đổi cái địa phương đi đánh. Cơ thủ một mở miệng. Không chung hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời thu tay lại, một người hướng cơ thủ vừa uống nói, chúng ta tưởng ở đâu đánh, khi nào yêu cầu hỏi các ngươi ý tứ. Mặt khác một người nhìn chung quanh một vòng, cũng uống nói, các ngươi mọi người, tốc tốc rời đi nơi này. Các đại địa hạ thế lực người bị như vậy quát lớn. Trên mặt nhiều ít đều có chút không nhìn được, nhưng cố tình lại không dám phản bác, trước mặt này hai người, triển lãm ra tới thực lực quá cường, không nói kia đạp không mà đi thần dị, cũng không nói kia cách không là có thể chụp đoạn một cây đại thụ cường hãn, chỉ là kia mau đến làm người hoa mắt tốc độ, đều làm này đó ngầm thế lực người, sinh không dậy nổi cái gì lòng phản kháng. Ngồi ở lâm phố bên mọi người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt tập kết ở kinh thành tam đại gia trên người. Cơ thủ một khoanh tay nhìn hai người. Đây là lần này triệu khai cổ võ thế gia đại hội nơi. Cổ võ thế gia đại hội,
loại này rách nát ngoạn ý, còn khai đại hội, cười chết cá nhân, Tiêu Thị người nọ, trực tiếp vươn một tay, bước chân một vượt, bỗng nhiên chiều cơ thủ một vò tới, hắn tốc độ so với phía trước, càng thêm tấn mãnh. Ở đây mọi người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, Tiêu Thị người này cũng đã tới rồi cơ thủ một phụ cận. Khi nào, thị tộc cũng có thể không tuân thủ quy củ. Một đạo tiếng quát, từ cơ thủ một thân sau vang lên, liền thấy một cây ngân thương, khơi mào kéo dài mưa phùn, từ cơ thủ một thân sau, phát sau mà đến trước, kia hàn mang lập lòe đầu thương, thẳng đến Tiêu Thị người nọ mà đi. Tiêu Thị người nọ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước chân liên tiếp lui 2 mét, lúc này mới tránh thoát kia đem đột nhiên đánh úp lại ngân thương. Một người thân xuyên màu bạc trường bào trung niên nam nhân, từ cơ thủ một thân sau chậm rãi xuất hiện, hắn diện mạo phi thường bình thường, trên người lại tản ra một cổ lạnh thấu xương chi thế. Tiêu Thị người nhìn tên này ngân bào nam nhân, mày nhăn lại, ra tiếng nói, ngân bào khách. Các ngươi phía chính phủ người, khi nào bắt tay duỗi đến cổ võ thế gia tới. Bị xưng ngân bào khách nam nhân, đem trường thương đứng ở bên cạnh, mặt vô biểu tình nói, gần nhất các ngươi nháo đến quá hung, ta tới tuyên bố mấy cái quy củ. Quy củ, Tiêu Thị người hừ lạnh một tiếng, không còn có nói chuyện. Rừng rậm xuất khẩu chỗ, tam chi thật dài đội ngũ, từ lối vào đi đến, đi tuốt đàng trước phương, phân biệt là Tô Thị Tô Văn Hiến, Trúc Thị Trúc Hoa Thái, cùng với Tiêu Thị đương nhiệm tộc trưởng, Tiêu Minh Hiền. Này ba người đi tới, trên người tự nhiên tản ra một cổ không giận tự uy khí thế. Trúc Hoa Thái vẻ mặt tươi cười đánh giá trước mắt hết thảy, nếu ngân bào khách đều lộ diện, này mặt mũi chúng ta Trúc Thị không thể không cho, liền tới nghe một chút này quy củ cũng hảo. Tô Văn Hiến gật đầu đáp, không tồi, rốt cuộc này thị tộc, cũng không phải chúng ta Tam gia, hiện tại nếu thị tộc xuất thế đã thành tất nhiên, này quy củ, tự nhiên muốn trước tiên lập hảo. Tô Văn Hiến này một phen lời nói, bên trong hỗn loạn rất nhiều ý tứ, đầu tiên là nhắc nhở ngân bào khách, chính mình Tam gia, đều không phải là thị tộc quan trọng nhất Tam gia, còn có càng cường, tiếp theo nói cho ngân bào khách, thị tộc tất nhiên muốn xuất thế, không cần thiết nhằm vào chính mình Tam gia. Tiêu thị tộc trưởng Tiêu Minh Hiền là một cái nhìn qua phi thường hiền từ người, không có quy củ, không thành phạm vi, quy củ thứ này, sớm lập sớm hảo, sớm lập sớm hảo a, ha ha ha. Ba người sau khi nói xong, lẫn nhau liếc nhau, theo sau Triều Lâm phố trung ương vị trí đi đến, bọn họ mang đến thị tộc con cháu, phân tán đến rừng rậm chung quanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 735 Bạch Bào Khách. Tác Tô Tư phất lôi trên sa mạc, Trương Huyền dưới chân lưu sa không ngừng bạo khởi, tạc ra một cái lại một cái lỗ thủng, theo sau lại bị lưu sa sở vùi lấp. Có thể nhìn thấy, Trương Huyền lộ ở y ngoại làn da, một mảnh đỏ bừng, ở đem khí dung nhập kinh mạch đồng thời, hắn khí huyết cũng ở bạo trướng. Trương Huyền hít sâu một hơi, bỗng nhiên phát ra hét lớn một tiếng, theo sau một tiếng khí bạo, này mặt đất cát bụi, toàn bộ dương lên. Trương Huyền cả người, cũng tại đây một khắc phảng phất hao hết cả người sức lực giống nhau, một chút tê liệt ngã xuống ở lưu sa thượng, mồm to thở hổn hển, hắn khóe miệng, câu lấy một nụ cười, hao hết mấy cái giờ thời gian, hắn rốt cuộc đem khí dung nhập cả người kinh mạch giữa, trong đó hung hiểm trình độ, không đủ vì người ngoài nói cũng. Hiểu rõ thứ, khí đều phá tan Trương Huyền kinh mạch, toàn hướng hắn trái tim, kia khí cực mãnh, đạo đạo như châm, nếu thật chui vào trái tim nội, Trương Huyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá cũng may, một cổ khí xoáy tụ tự bụng xuất hiện, ngăn cản ở kia toàn hướng Trương Huyền bộ ngực khí, làm Trương Huyền hữu kinh vô hiểm hoàn thành này diệt thế đổ lục bước đầu tiên. Trương Huyền dùng sức thở hổn hển mấy khẩu khí thô, theo sau một quyền oanh khai mặt đất lưu xa, trở lại lao chung. Huyền Thiên vẫn luôn đều ngồi xếp bằng ở ba tầng trên mặt đất, thấy Trương Huyền trở về, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hoàn thành. Ân, Trương Huyền gật đầu. Huyền Thiên ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Nhưng ngữ khí như cũ bình tĩnh nói, nếu luyện xong rồi, ngươi cũng nên rời đi, trong khoảng thời gian này, nhiều hơn thể hội, ngươi mang đến vài thứ kia, cũng đủ đại gia học tập một đoạn thời gian, ngày gần đây, liền không cần đã trở lại đi, ta chờ ngươi lên làm thần phạt sự kia một ngày. Trương Huyền nhìn Huyền Thiên, sau thật sâu cúc một cung, đại ca, đa tạ, ta tất nhiên ngồi trên thần phạt sự vị trí, mang các ngươi rời đi. Huyền Thiên nhẹ giọng cười nói, ha ha, ly không rời đi. Tạm thời không nói, ngươi không cần học chúng ta bản lĩnh đi ra ngoài mất mặt liền hảo, cuối cùng, ta lại dạy ngươi nhất chiêu, ngươi thả xem trọng, ta xưng chiêu này vì. Diệt thế, ma kiếm. Ở địa ngục nhà giam trên không, kia vạn dặm không mây trên bầu trời, đột nhiên ngưng kết ra một đạo hắc khí,
hắc khí tụ thành một phen tiểu kiếm bộ dáng, chỉ có 30cm trường, ngưng tụ không đến 3 giây, liền tiêu tán thiên địa chung. Ở màu đen tiểu kiếm giờ nháy mắt, một đạo thân ảnh, từ đại mạc phóng lên cao, lấy cực nhanh tốc độ, biến mất tại đây phiến đại mạc giữa. Địa ngục nhà giam nội, Huyền Thiên nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, trong mắt mang theo một tia hoài niệm nói, lúc trước ngươi lực bài chúng nghị, chia lìa cổ võ thế gia cùng thị tộc, làm khí cùng binh vĩnh thế không được muốn gặp, lo lắng kia một ngày đã đến, bất quá, hiện giờ trời đất này, có tiểu tử này tồn tại, chẳng sợ kia một ngày thật sự đã đến, cũng không thiếu đấu tranh khả năng. Ba tầng lối vào, sóng tỉ đám người, sôi nổi thò đầu ra, toàn nhìn trên đỉnh đầu. Lão đại, Trương Huyền đi rồi, thấp bé nam nhân ra tiếng. Ai, sóng tỉ thở dài, thật là có điểm luyến tiếc tiểu tử này. Đúng vậy, không thể ngược tiểu tử này, còn có cái gì lạc thú, hy vọng hắn có thể ở bên ngoài hảo hảo sống sót, không cần chết nhanh như vậy, thần ẩn hội, kia cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương a. Huyền Thiên đứng dậy, cũng nhìn phía trên, một cái có thể đem bàn tay đến bất cứ địa phương thế lực, làm sao có thể đủ đơn giản, bất quá, trong lòng ta có loại dự cảm. Cái gì dự cảm, thấp bé nam nhân tò mò hỏi. Cường thế ngàn năm thần ẩn hội, rất có khả năng sẽ ở Trương Huyền tiểu tử này trên tay có hại a, ha ha ha. Huyền Thiên cười lớn một tiếng, theo sau vung tay lên, đi, xem phim truyền hình đi. Kia bộ hàng long thập bát trưởng có điểm ý tứ, ta nghiên cứu một chút, quay đầu lại chờ Trương Huyền tiểu tử tới, giao cho hắn. Kinh thành, rừng rậm, buổi tối 8 giờ. Sắc trời đã hoàn toàn đen đi xuống, mấy cái đèn dây tóc, chiếu rọi ở lâm phố chung quanh, mưa nhỏ vẫn như cũ tại hạ. Mọi người ngồi ở chỗ này, đã mấy cái giờ. Bạch bào khách, người có nói cái gì, nói thẳng là được, không cần thiết bán này cái nút. Phía trước tên kia tiêu thị người ra tiếng. Không vội, bạch bào khách lắc lắc đầu, dân dĩ thực phi thiên, này đã qua cơm chiều thời gian, vẫn là ăn cơm trước tương đối hảo. Khương gia con cháu nhóm, bưng lên tinh xảo thức ăn nhanh, đưa cho ở đây mỗi người. Trừ bỏ bạch bào khách tiếp nhận thức ăn nhanh sau chậm gì gì ăn lên bên ngoài, còn lại người, đều không có động. Đương bạch bào khách chậm gì gì ăn xong, đã là 8 giờ rưỡi. Cơm ăn xong rồi, có cái gì liền mau nói đi. Tiêu thị người nọ không kiên nhẫn nói. Bạch bào khách cười cười, theo sau ra tiếng, lần này quy củ, không nhằm vào bất luận cái gì một nhà, chẳng sợ cổ võ thế gia, vẫn là ngầm thế lực, hoặc là thị tộc, tính cả lưỡi dao sắc bén, đều cần thiết cộng đồng tuân thủ. Bạch bào khách vươn một ngón tay, đệ nhất, các ngươi không được lại ở người thường trước mặt, bày ra vượt rào lực lượng, cái này lực lượng, kinh chúng ta cộng đồng thương nghị, đại khái là ở C cấp dưới, tinh chuẩn điểm nói, các ngươi sở biểu hiện ra ngoài tốc độ, không thể mau quá một bậc vận động viên, sở bày ra tới lực lượng, cũng không thể lớn hơn 75kg cấp quyền anh tay, nói như vậy các ngươi minh bạch đi. Mọi người nghe bạch bào khách nói, không nói gì. Đệ nhị, bạch bào khách vươn đệ nhị căn ngón tay, ở sáng sớm hừng đông lúc sau, mãi cho đến hiện tại thời gian này, ân. Buổi tối 8 giờ rưỡi, mặc kệ là thị tộc, vẫn là cổ võ thế gia, bao gồm thấp nhất cấp ngầm thế lực, đều không được triển khai bất luận cái gì đấu tranh, thời gian này điểm đến bình minh trước, các ngươi ái sao đánh, chính mình đem huyết lau khô là được, minh bạch sao. Bạch bào khách nói xong, cố ý nhìn mọi người liếc mắt một cái, chờ bọn họ trả lời. Mọi người như cũ qua lại đối diện, không ai dẫn đầu ra tiếng. Nếu đều minh bạch, ta đây nói đệ tam điểm. Bạch bào khách đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, đệ tam, ở quy định thời gian nội, chúng ta sẽ không làm ra bất luận cái gì quấy nhiễu các ngươi tranh đấu hành động. Đương nhiên, nếu ai trái với quy định, ta tưởng, hậu quả là cái gì, các ngươi người lãnh đạo hẳn là sẽ rất rõ ràng. Các đại bình thường ngầm thế lực người, qua lại đối diện vài lần, đều âm thầm gật gật đầu, hiện tại thị tộc cường thế, có như vậy một cái quy định, tương đương là ước thúc ở thị tộc. Hiện tại, cho các người 3 phút thời gian để ý kiến, nếu không có ý kiến nói, ta liền đi trước, các người sẽ, chính mình khai. Bạch bào khách ra tiếng nói. Ở đây, chỉ có nước mưa rơi xuống đất thanh âm, như cũ không ai mở miệng. Thị tộc tuy rằng cường thế, nhưng hiện tại cũng mới vừa xuất thế, ở đây xếp hạng tối cao, đơn giản là một loạt hành thứ 9 trúc thị, ở trúc thị phía trước, còn có 8 đại thị tộc, trúc thị đương nhiên sẽ không ngây ngốc đưa ra ý kiến, hiện tại ai ra tiếng. Ai liền trở thành thị tộc chim đầu đàn, trúc thị hiện tại nổi bật đã quá thịnh, chèn ép ngầm thế lực còn hành, nhưng cùng bạch bào khách loại này đối nghịch, trước mắt tới nói, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn.
thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. 3 phút, nói mau không mau, nói chậm không chậm, ở mọi người nín thở giữa, liền như vậy trôi đi. Nếu các vị không có gì ý kiến, vậy nói như vậy định rồi, kế tiếp sao, chính là chư vị chính mình thời gian, chúng ta cửu cục người, liền không quấy rầy. Bạch bào khách nắm lên hắn ngân thương, thân hình chợt lóe, liền rời đi nơi này. Chương 736 ta cũng muốn tuyên bố quy củ. Ở bạch bào khách rời đi nháy mắt, rất nhiều ngầm thế lực người, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bạch bào khách không có cố tình đi cho bọn hắn gây bất luận cái gì áp lực, nhưng bạch bào khách đứng ở này, khiến cho bọn họ có một loại không thở nổi cảm giác, loại cảm giác này, chỉ có đối mặt viễn siêu chính mình cường giả khi, mới có thể xuất hiện. Trời mưa càng lúc càng lớn. Ha ha ha, Tô Văn Hiến cười lớn một tiếng, các vị cổ võ thế gia các lão bằng hữu, chúng ta mấy trăm năm trước, cũng là cùng căn cùng nguyên, hiện tại lâu như vậy không thấy, lẫn nhau chi gian hiểu biết càng ngày càng ít, như vậy, ta Tô Thị trước đánh cái dạng. Tô Văn Hiến nói, hướng phía sau một người thanh niên đưa mắt ra hiệu, Tô Bắc, người đi, cấp các vị tiền bối vấn an. Bị Tô Văn Hiến gọi Tô Bắc thanh niên, ước 22 tuổi tả hữu, thân cao 1m8. Diện mạo xoái khí, hắn hơi hơi khom người, là, gia chủ. Tô Bắc đi ra phía trước, ánh mắt nhìn quét đang ngồi mọi người, theo sau hơi hơi mỉm cười, các vị, Tô Thị Tô Bắc tiến đến lãnh giáo. Không lễ phép, Tô Văn Hiến quát lớn một tiếng, người đứng ở chỗ này, hướng ai lãnh giáo, muốn ở chư vị tiền bối trước người đánh sao? Là Tô Bắc vô lễ, Tô Bắc hơi hơi khom người, theo sau một trưởng triều hoàn ngồi trung ương lâm phố chụp đi. Ở Tô Bắc một trưởng này dưới, vô số mộc chi tắc nứt từng khúc nứt, rửa sạch ra một tảng lớn đất trống ra tới, Tô Bắc đi đến lâm phố trung ương, lại lần nữa ra tiếng nói, Tô gia Tô Bắc, tiến đến lãnh giáo. Đang ngồi rất nhiều ngầm thế lực, hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là lãnh tụ cấp bậc, nhưng không có một người dám tiếp thu Tô Bắc khiêu chiến, liền Tô Bắc vừa mới lộ ra kia một tay, liền đủ để nghiền áp bọn họ. Bọn họ cũng cuối cùng minh bạch, vì sao vô cùng cường thế quang minh đảo sẽ ở trong một đêm chìm vào đáy biển, địa ngục quân vương tuy rằng cường đại, nhưng cũng không có kia ngự không mà đi thần tiên thủ đoạn. Ta tới, một người cơ gia người trẻ tuổi cắn răng nhảy ra tới. A, Tô Bắc hướng đối phương khẽ cười một tiếng. Ngươi cười cái gì, cơ gia người trẻ tuổi quát. Tô Bắc trên mặt tràn ngập khinh thường, trong miệng nhẹ thở nói, rác rưởi. Đã đến giờ buổi tối 9 giờ, cả tòa kinh thành, đã bị một mảnh tấm màn đen bao phủ. Hạ một ngày liên miên mưa phùn, làm người tâm tình cũng đi theo khói mù lên, mọi người về đến nhà, mở ra tivi, oa ở trên sofa, chán đến chết nhìn một ít tivi tiết mục. Đêm mưa chung, một hàng 6 người, đạp bộ ở trong mưa, màu đen ô che mưa che đậy bọn họ gương mặt. Ngẫu nhiên có lên đường tránh mưa người đi đường nhìn đến này 6 người, tất cả đều giống như thấy quỷ giống nhau, đi nhanh chạy đi, tại đây 6 người hành tẩu quỹ đạo thượng, mang theo nhẹ nhẹ dòng khí, nếu nhìn kỹ. Nước mưa ở rừng ở bọn họ ô che mưa thượng không đến 1 cm chỗ khi, liền hướng hai bên cắt mở. Rừng rậm giữa, Tô Bắc vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở lâm phố chung, ở hắn bên người, đã nằm sấp xuống 7 tên thế gia con cháu, này 7 người đều không ngoại lệ, tất cả đều ở hắn thủ hạ căng không đến nhất chiêu. Ta đi trước phòng vệ sinh, ngồi ở Tô Văn Hiến phía sau Lâm Thanh Hạm đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói. Tô Văn Hiến xem cũng không xem Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái. Hắn chính đầy mặt tươi cười nhìn chằm chằm trong sân. Ai, nhàm chán a, đi đi WC. Trúc Hoa Thái duỗi người, cũng đứng dậy, đồng thời đối Tô Văn Hiến nói, lão Tô a, các ngươi Tô thị kia nữ oa, lớn lên không tồi, không bằng chúng ta hai tộc cũng đi lại đi lại. Ha ha, Tô Văn Hiến cười lớn một tiếng, Trúc tộc trưởng phải có ý tứ này, ta Tô Văn Hiến từ chối thì bất kính a. Lão Tô, việc này, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự, nhà ta kia nghịch tử cũng đến mau thành hôn tuổi tác. Trúc Hoa Thái đưa lưng về phía Tô Văn Hiến phất phất tay, theo sau đi nhanh rời đi. Khoảng cách này không xa phòng vệ sinh chung, Lâm Thanh Hạm đứng ở công cộng bồn rửa tay trước, rửa sạch khuôn mặt, sang quý đồ trang điểm cũng không có bị nước mưa một hướng liền rớt. Trúc Hoa Thái từ phía sau đã đi tới, vặn ra vòi nước, nhà đầu, có giấy sao, ta này bị người hầu hạ thói quen, thượng WC liền giấy cũng chưa mang. Lâm Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười. Từ ba lô rút ra một bao khăn giấy tới, tiền bối là tâm hệ thiên hạ, tự nhiên sẽ không nhớ rõ này đó việc nhỏ. Ha ha, Trúc Hoa Thái cười hai tiếng, ngươi thật là người Mỹ, này cái miệng nhỏ cũng ngọt. Trúc Hoa Thái nói, duỗi tay chiều kia bao khăn giấy cầm đi.
Đang ở Trúc Hoa Thái sắp bắt lấy khăn giấy thời điểm, một con bàn tay to từ một bên duỗi tới, bắt lấy Lâm Thanh Hạm lấy ra kia bao khăn giấy. Ai nha nha, ta này bụng cũng khó chịu không được. Lão Trúc a, này một bao giấy hai ta dùng cũng đủ rồi, ta không được, đi vào trước a. Tô Văn Hiến bắt lấy khăn giấy, ôm bụng, toàn bộ chiều phòng vệ sinh nội phóng đi. Trúc Hoa Thái đường trường liền đi theo Tô Văn Hiến phía sau, mở miệng nói, lão Tô a, ngươi muốn khăn giấy, làm nhà ngươi này nữ oa lại cho ngươi một bao không phải được rồi, một hai phải cùng ta đoạt cái gì. Ha ha, Tô Văn Hiến cười một tiếng, đem khăn giấy xé mở, liên tục trừ một nửa ra tới, đưa cho Trúc Hoa Thái, lão Trúc, ta phải đi trước. Nói xong, Tô Văn Hiến kéo ra một cái hố vị đại môn, đi vào đi tướng môn gắt gao quan trụ. Vào cửa trước tiên, Tô Văn Hiến liền đem hắn cầm ở trong tay còn thừa nửa bao khăn giấy tất cả đều đem ra, cẩn thận nhìn. Phòng vệ sinh ngoài cửa, Lâm Thanh Hạm mại động nhẹ liên, chậm rãi đi tới. Đương nàng một bước đi ra phòng vệ sinh khi, nàng dưới chân dính một mảnh nhỏ plastic giấy rớt ở phòng vệ sinh trước cửa, Lâm Thanh Hạm nghênh diện đi tới một người. Đúng là Trúc gia tên kia cấp Trúc Hoa Thái hội báo tình huống thanh niên, khom lưng nhặt lên plastic giấy, cất vào trong túi. Lâm Thanh Hạm một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi. Lâm Phố Trung, không có thế gia con cháu lại hướng Tô Bắc khởi xướng khiêu chiến. Ha ha ha, không nghĩ tới này đàn cổ võ thế gia, lại là như vậy không còn dùng được, vẫn là để cho ta tới thử xem ngươi thân thủ đi. Tiêu Thị một người thanh niên đi ra, tên là Tiêu Nghĩa. Tiêu Nghĩa đi vào vườn hoa chung, đương trường cùng Tô Bắc chiến ở bên nhau, hai người đánh khó phân thắng bại, từng người đều đem mạnh nhất thực lực bày ra ra tới, xem chung quanh những cái đó ngầm thế lực, là kinh hãi không thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Văn Hiến cùng Trúc Hoa Thái đi rồi trở về. U, như thế nào chúng ta Tô Thị cùng Tiêu Thị đánh nhau rồi? Tô Văn Hiến cố ý lộ ra một bộ thực kinh ngạc biểu tình, lớn tiếng nói, chẳng lẽ là này đàn cổ võ thế gia phế vật, cũng không được. Ha ha, cổ võ thế gia, khi nào hành quá. Trúc Hoa Thái lớn tiếng tiếp được lời nói cha. Ngồi ở một bên Tiêu Minh Hiền trên mặt treo mỉm cười, cũng không nói lời nào. Hảo, Tô Bắc, không cần lại đánh, nếu cổ võ thế gia các vị tiền bối không dám tiếp chiến, vậy quên đi đi. Tô Văn Hiến phất phất tay. Tô Bắc cùng Tiêu Thị Tiêu Nghĩa đồng thời dừng tay, toàn vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía các đại địa hạ thế lực. Ở này đó thì tộc cường đại khí thế hạ. Các đại địa hạ thế lực, đều có loại thở dốc khó khăn cảm giác. Tô Văn Hiến lớn tiếng nói, nếu các vị tiền bối cũng không nghĩ ôn chuyện, vậy dung ta Tô Văn Hiến nói thượng hai câu, vừa mới, phía chính phủ cửu cục tuyên bố ba điều quy củ, như vậy kế tiếp, ta Tô Văn Hiến, cũng muốn tuyên bố mấy cái quy củ. Chương 737 chúng ta nói tính. Tô Văn Hiến về phía trước đi ra một bước, này một bước lăng không, lại bán ra một bước, giống như là ở đi một tầng vô hình bậc thang giống nhau. Dần dần đi đến mọi người trên 0,5 mét chỗ. Tô Văn Hiến trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Trúc Hoa Thái quay đầu lại, hướng thường xuyên đi theo hắn bên người thanh niên nói, Trúc Nguyên, ta này muốn cùng lão Tô phản cái thông gia, người mang theo ta con dâu tương lai, đi trước cùng Tiểu Phong giao lưu cảm tình. Đúng vậy, Trúc Nguyên gật đầu, theo sau nhìn về phía bên người một người 17 đến 18 tuổi thanh niên, Phong thiếu gia, người trước theo ta đi đi. Ta sẽ đi. Dùng ngươi nói, thanh niên vẻ mặt không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Trúc Nguyên liếc mắt một cái, theo sau lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng, vừa mở miệng liền có thể nhìn đến trong miệng một ngụm răng vàng. Vị cô nương này, ngươi cũng theo ta đi đi, Trúc Nguyên nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Lão Tô, ngươi đáp ứng ta việc hôn nhân, cần phải tính toán a. Trúc Hoa Thái xông lên phương hô một tiếng. Tô Văn Hiến không thèm để ý phất phất tay, này nữ oa, lão Trúc ngươi muốn xem thượng. Liền đưa nhà ngươi đương tức phụ. Hắc hắc, Trúc Phong ngậm thuốc lá, vẻ mặt hạ lưu nhìn Lâm Thanh Hạm, cặp kia đáng khinh đôi mắt, trên dưới đem Lâm Thanh Hạm cả người nhìn quét mấy lần, tiểu mỹ nhân nhi, đêm nay, ta sẽ làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Lâm Thanh Hạm trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, bất quá cũng không có nói cái gì, đi theo Trúc Nguyên, chiều một bên không ai địa phương đi đến. Trúc Phong tiến đến Lâm Thanh Hạm bên người, duỗi tay chiều Lâm Thanh Hạm trên người sờ soạng. Lâm Thanh Hạm cố ý nhanh hơn bước chân, tránh thoát Trúc Phong móng heo. Trúc Phong đứng ở tại chỗ ngây ra một lúc, theo sau nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm bóng dáng âm hiểm cười nói, hắc hắc, ta liền thích loại này nóng bỏng tính cách. Ba người cũng không có đi ra quá xa khoảng cách, như cũ ở Tô Văn Hiến có thể nhìn đến tầm mắt giữa. Thỉnh cầu của ngươi, tộc trưởng đáp ứng rồi, bất quá có cái yêu cầu.
Trúc Nguyên thanh âm rất nhỏ truyền vào Lâm Thanh Hạm trong tai. Cái gì yêu cầu? Lâm Thanh Hạm thấp giọng hỏi nói. Trúc Nguyên cũng không có trực tiếp trả lời Lâm Thanh Hạm vấn đề, mà là hỏi ngược lại, theo ta được biết, người cùng cái kia Quang Minh Đảo có quan hệ đi. Lâm Thanh Hạm ánh mắt lộ ra khinh thường, sớm không có quan hệ. Ha ha, Trúc Nguyên nhẹ nhàng cười, các người trì gian cụ thể là thật đoạn vẫn là giả đoạn, này đã không quan trọng, kia tòa đảo, dù sao đã chìm vào đáy biển. Trúc Nguyên nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở chú ý Lâm Thanh Hạm biểu tình, đương hắn phát hiện Lâm Thanh Hạm trên mặt không có bất luận cái gì gợn sóng biến hóa thời điểm, hắn trong lòng mới yên lòng. Trúc Nguyên không biết chính là, ở biết được Trương Huyền đã chết tin tức sau, Lâm Thanh Hạm đem chính mình nhốt ở trong phòng, mỗi một giây, đều ở đối chính mình tiến hành thôi miên, ở mấy ngày nay thời gian, nàng mỗi ngày đều phải đối chính mình nói thượng vô số lần Trương Huyền đã chết, từ ban đầu gào khóc, đến bây giờ dần dần chết lặng. Trúc Nguyên tiếp tục nói, ở làm ngươi có được Tô gia phía trước, chúng ta tộc trưởng hy vọng, ngươi có thể vẫn luôn đãi ở chúng ta Trúc Thị, lấy một cái tộc trưởng con dâu thân phận, cũng sẽ không làm ngươi ở Trúc Thị chịu khổ, nếu không có vấn đề nói, chúng ta giao dịch liền tính đạt thành. Lâm Thanh Hạm quay đầu nhìn mắt đứng ở chính mình phía sau Trúc Phong mắng một ngụm răng vàng, hướng Lâm Thanh Hạm hắc hắc cười, hắn người này thân mình không cao, chỉ có 1m65 tả hữu, ở nam nhân giữa tuyệt đối thuộc về thấp bé một loại. Diện mạo cũng phi thường giống nhau. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, không có vấn đề, bất quá các người muốn rõ ràng, cuối cùng một chương bản vẽ, bị ta thả lên, trừ phi các người khẳng định Tô Thị có thể đem dư lại bản vẽ giao cho các ngươi, nếu không muốn được đến mấu chốt nhất đồ vật, chỉ có thể ta tự mình cho các ngươi. Hảo, Trúc Nguyên mở miệng, vậy chúc chúng ta, hợp tác vui sướng, kế tiếp, khiến cho tiểu thiếu gia tới bồi ngươi đi. Trúc Nguyên nói xong, đi hướng một bên. Một bên Trúc Phong, xoa xoa tay trưởng, đầy mặt hạ lưu chiều Lâm Thanh Hạm đi tới, mỹ nhân nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta, hắc hắc hắc. Lâm Thanh Hạm một tay bỏ vào chính mình túi sách, bắt lấy lạnh băng đoạn chủy bắt tay, nhìn dần dần tiếp cận Trúc Phong, vài giây sau, nàng buông ra tay, cười nói, Trúc thiếu gia, hiện tại, có phải hay không trước mặt chính sự quan trọng. Lâm Thanh Hạm thanh âm này vừa ra, liền nghe Lâm Phố phía trên Tô Văn Hiến, phát ra một đạo hét lớn một tiếng. Từ nay về sau, này cổ võ thế gia, toàn bộ muốn nghe chúng ta thị tộc phái, hết thảy xếp hạng, cũng từ hôm nay trở đi, lại không có hiệu lực, chư vị cổ võ thế gia các đồng bào, nhưng có ý kiến. Tô Văn Hiến trên cao nhìn xuống, nhìn quét phía dưới. Cổ võ thế gia giữa, một mảnh trầm mặc. Ta hỏi các ngươi, nhưng có ý kiến. Tô Văn Hiến lại lần nữa ra tiếng, lần này ngữ khí, so với phía trước muốn nghiêm khắc không biết nhiều ít. Lão Tô, không cần như vậy hùng hổ dọa người sao. Trúc Hoa Thái đột nhiên ra tiếng, người này đột nhiên nói như vậy một cái quy củ, làm đại gia như thế nào tiếp thu a? Đại gia chính là thích tự do, mới tổ kiến từng người thế lực, một chút muốn cho đại gia nghe chúng ta phái, không khỏi có chút quá bá đạo. Trúc Hoa Thái thanh âm này vừa ra, rất nhiều ngầm thế lực, đều chiều Trúc Hoa Thái đầu tới thiện ý ánh mắt. Bất đồng với Tô Thị cùng Tiêu Thị từ lên sân khấu liền có cường thế, Trúc Hoa Thái cho tới nay, tuy rằng lời nói bá đạo, nhưng cũng không có làm cái gì chèn ép ngầm thế lực hành động, đều là Tô Thị cùng Tiêu Thị, ở triển lãm từng người cơ bắp. Đứng ở trên không Tô Văn Hiến nghe được lời này, khẽ cau mày, lão Trúc, người đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Trúc Hoa Thái cười cười, chúng ta thị tộc, lánh đời nhiều năm như vậy, đều không phải là muốn tranh đoạt cái gì, chỉ là tưởng càng tốt truyền thừa đi xuống, hài hòa mới là quan trọng nhất sao? Trúc Hoa Thái một bộ người hiền lành bộ dáng. Tô Văn Hiến sắc mặt liên tiếp biến ảo, cuối cùng hít sâu một hơi, lão Trúc, mỗi cái thị tộc, có mỗi cái thị tộc muốn đổ vật, các người Trúc thị trầm quang minh đảo, được đến chính mình muốn, ta tự nhiên cũng muốn được đến ta muốn. Tô Văn Hiến nói xong, không hề xem Trúc Hoa Thái, mà là mặt hướng tam đại thế gia, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, ta nói quy củ, các ngươi nhưng có ý kiến. Ầm vang tiếng vang. Một đạo tia chớp ở không trung xẹt qua, điện quang lập lòe nháy mắt, đem mỗi người trên mặt biểu tình đều ấn chiếu rành mạch. Ta hỏi các ngươi, Tô Văn Hiến nhéo lên nắm tay, các ngươi, nhưng có ý kiến. Lâm phố chung quanh, có một loạt nhà gỗ, ngày thường làm nghỉ phép nấu cơm dã ngoại chi dùng, hôm nay toàn bộ không hạ. Một người áo tím lão giả đứng ở nhà gỗ cửa sổ chỗ, ra tiếng nói, này Tô Văn Hiến, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn thiếu kiên nhẫn a. Khương lão đầu, yêu cầu ngươi ra tay. Ân, thân xuyên màu vàng trường bào lão giả gật gật đầu, run lên hạ cổ tay áo,
ở hắn phía sau, có một cây trường 2 mét, khoan nửa thước trường trụ hình vật thể, bị một tầng cũ bố sở cái, thấy không rõ cái gì bộ dáng. Nếu các ngươi không nói, Tô Văn Hiến ánh mắt tràn ngập hàn mang, như vậy. Nhà gỗ chung, lão giả đẩy ra cửa phòng. Đang ở lúc này, một phen màu đen đại đao, mang theo một cổ làm nhân tâm run khí thế, từ trong bóng đêm bổ tới, thẳng đến Tô Văn Hiến mà đi. Cổ võ thế gia sự, chúng ta nói tính. Lục đạo thân xuyên hắc y thân ảnh, tại đây đêm mưa hạ, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Chương 738 lấy người máu, tế ta đại ca. Đêm mưa hạ, sáu người từng người khởi động một phen hắc dù, cầm đầu người nọ thanh âm, cùng với bay về phía Tô Văn Hiến binh khí, đều làm ở đây các đại địa hạ thế lực người, chừng lớn đôi mắt. Nhà gỗ trước, hoàng bào lão giả dừng hình ảnh ở kia, trên mặt lộ ra mỉm cười, bọn họ vẫn là tới. Lâm Thanh Hạm đứng ở cách đó không xa, thân thể bỗng nhiên chấn động, cầm đầu người nọ thanh âm, nàng tuy rằng nghe được không nhiều lắm, nhưng cũng một chút là có thể nghe ra, là đến từ ai. Nước mưa tế mà dày đặc tưới xuống. Màu đen đại đao đánh tan Tô Văn Hiến chân dẫm khí, thẳng tắp cắm trên mặt đất, này lưỡi dao thượng phát ra sát khí, làm người cả người không tự giác bốc lên nổi da gà. Các ngươi lại là người nào? Tô Văn Hiến ánh mắt nhìn về phía đã đến sáu người, mày nhăn lại, liền kia đem hắc đao thượng sở phát ra sát khí, đối hắn tuy rằng không có tạo thành ảnh hưởng, nhưng cũng làm hắn có thể cảm nhận được trong đó kia phân nhiếp người khí thế. Sáu người cầm đầu người nọ, không đi xem Tô Văn Hiến, mà là thanh âm trầm thấp nói cho ta, cái nào là Trúc Thị. Ở đây mọi người, đều đoán được này đã đến sáu người thân phận, theo bản năng đem ánh mắt chiều Trúc Hoa Thái nhìn lại. Sáu người đồng thời đem ánh mắt tỏa định ở Trúc Hoa Thái trên người. Tô Văn Hiến nhìn nhìn đã đến sáu người, lại nhìn nhìn Trúc Hoa Thái, theo sau hơi hơi mỉm cười, đứng ở một bên, không nói chuyện nữa, những người này, hiển nhiên là tới tìm Trúc Thị phiền toái. Tô Văn Hiến tự nhiên sẽ không đi giúp Trúc Thị nói cái gì. Tiêu Minh Hiền như cũ lão thần khắp nơi ngồi trên một bên, trên mặt mang theo mỉm cười. Trúc Hoa Thái sắc mặt biến đổi, hắn thật sự không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng còn có người tới khiêu khích chính mình, đi phía trước bước ra một bước, nhìn chằm chằm đã đến sáu người, phương nào bọn đạo trích, dám hướng ta Trúc Thị kêu gào. Giết các ngươi người, cầm đầu người nọ, cánh tay lăng không vung lên, kia cắm trên mặt đất màu đen trường đao. Giống như đã chịu nào đó hấp lực, trực tiếp bị cầm đầu người một lần nữa lấy về trong tay. Sáu đem hắc dù, cũng tại đây trong lúc nhất thời, bị bọn họ từ trong tay buông ra, chậm rãi rơi xuống mặt đất, hắc dù hạ nhân mặt, rõ ràng triển lộ ở mỗi người trong mắt. Người đồ, mọi người nhìn đứng ở cầm đầu người, chẳng sợ lúc trước đã đoán được bọn họ thân phận, nhưng vẫn là không tự kìm hãm được kinh hô ra tiếng. Quang Minh đảo mười vương, mỗi một người, đều là thế giới ngầm truyền kỳ. Ở biết được Quang Minh đảo bị trầm lúc sau, mọi người phản ứng đầu tiên, đều là không thể tin được. Hiện giờ, người đồ một lần nữa trở về, nói thẳng muốn sát Trúc Thị, Quang Minh đảo, như cũ là cái kia cường thế Quang Minh đảo. Ở Bạch Trì sáu người hiện thân lúc sau, ở đây ngầm thế lực, đều phảng phất có người tâm phúc giống nhau, thế giới ngầm thánh địa Quang Minh đảo, không phải nói mà thôi. Sát, Bạch Trì hét lớn một tiếng, hắn phía sau còn lại năm người, tất cả đều nhích người. Lấy cực nhanh tốc độ, chiều Trúc Hoa Thái phóng đi. Tương Lai nhẹ nhàng phất tay, vô số căn cương châm, chiều Trúc Hoa Thái bắn nhanh mà đi, đây là nàng kết hợp hiện đại khoa học kỹ thuật cùng đường môn ám khí sở nghiên cứu phát minh ra tới một loại kiểu mới vũ khí, mỗi một cây cương châm bên trong, đều ẩn chứa có thể đem một chiếc xe thiết giáp hoàn toàn tạc hủy cường đại năng lượng. Bạch Trì một bước đạp không, múa may cự nhận, chiều Trúc Hoa Thái bổ tới. Bạch Trì này đạp trống không động tác. Làm các đại địa hạ thế lực trong lòng mênh mông, nguyên lai, không phải thị tộc mới có như vậy thần tiên ngự không thủ đoạn, ngầm thế lực người, cũng có thể làm được. Đối mặt Bạch Trì này một đao, Trúc Hoa Thái không có lựa chọn chính diện nghênh đón, mà là làm ra né tránh động tác. Trước nay đến liền vẫn luôn cường thế thị tộc, ở Quang Minh đảo tiến công hạ bắt đầu né tránh. Một màn này, là xem các thế lực lớn nhiệt huyết sôi trào. Khương lão đầu, này Quang Minh đảo mấy cái hài tử, trạng thái không thích hợp. Người cháu gái nàng. Nhà gỗ trước, áo tím lão giả hướng hoàng bào lão giả mở miệng. Hoàng bào lão giả trên mặt mang theo một mặt khẩn trương thần sắc, bọn họ mạnh mẽ tăng lên chính mình khí, tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được thật lớn lực lượng tăng lên, nhưng di chứng cũng là phi thường nghiêm trọng. Áo tím lão giả nhíu mày nói, là chuyện gì làm này đó hài tử như vậy đua đâu. Chỉ có một, vẫn luôn không nói chuyện áo bào trắng lão giả mở miệng.
Quang Minh đảo lần này, thiếu tới một người a. Bạch Trì sáu người sát nhập Trúc Thị trong đám người, trong nháy mắt, liền mang đi mười mấy điều Trúc Thị con cháu tánh mạng, đứng ở cách đó không xa Trúc Nguyên, trực tiếp gia nhập chiến đấu giữa, mà Trúc Hoa Thái Nhi tử Trúc Phong, còn lại là một bộ sợ hãi bộ dáng, tránh ở Lâm Thanh Hạm phía sau. Lâm Thanh Hạm trong mắt mang theo kích động, nhìn chằm chằm Quang Minh đảo đã đến sáu người, nhưng kích động thần sắc, tùy thời gian chuyển rời, chậm rãi trôi đi. Không có khả năng, Bạch Trì bọn họ đều tới, Trương Huyền đâu? Trương Huyền đâu? Lâm Thanh Hạm nỗ lực muốn tìm đến Trương Huyền bóng dáng, nhưng Quang Minh đảo chỉ tới sáu người, liếc mắt một cái là có thể đảo qua, căn bản không có Trương Huyền. Nữ nhân trong lòng mới vừa bốc cháy lên hy vọng, lại một lần tan biến. Quân vương vì sao không có hiện thân? Cũng có người chú ý tới điểm này, Trương Huyền được xưng là địa ngục quân vương, mỗi có Quang Minh đảo chinh chiến là lúc, tất nhiên ở quân vương dẫn dắt dưới, nhưng hôm nay cũng không có kiến giải ngục quân vương thân ảnh. Hay là, Quang Minh đảo là thật sự trầm, trên đảo chỉ sống hạ sáu vị vương giả, quân vương đã không ở. Có người ra tiếng nói, trên mặt mang theo cô đơn chi ý. Không có khả năng, có người dùng sức lắc đầu, quân vương có thể nào không ở. Trương Huyền, chẳng những là Quang Minh đảo thực lực lãnh tụ, càng là tinh thần lãnh tụ, có hắn nơi Quang Minh đảo, mới là chân chính Quang Minh đảo. Bạch Trì hai mắt màu đỏ tươi, ngay cả trong tay hắn màu đen đại đao thượng, đều mang theo một mặt màu đỏ nhạt quang mang, Trúc Thị cầu tặc, hôm nay, ta muốn ngươi vì ta ca đền mạng. Bạch Trì hét lớn một tiếng, một đao thật mạnh chiều Trúc Hoa Thái bổ tới, lưỡi dao thượng tản mát ra một đạo cuồng bạo đao mang, tản ra màu đỏ nhạt. Mặt đất cỏ khô tại đây một đao hạ toàn bộ tách ra. Tương lai đám người, cũng đều có vẻ phi thường táo bạo, nhưng bọn hắn trên người, cũng không có Bạch Trì trên người cái loại này màu đỏ nhạt quang mang. Tương lai ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Trì liếc mắt một cái, quát khẽ nói, ngu ngốc, khống chế cảm xúc. A, à, Bạch Trì ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, trên mặt toàn là điên cuồng. Hôm nay, phải giết Trúc Thị, tóc đỏ phát ra trầm thấp thanh âm, niết bạo một người Trúc Thị con cháu đầu. Máu tươi vẩy ra, lấy các ngươi máu, tế điện đại ca. Sát, Alex hai thanh loan đao ở trong tay không ngừng xoay tròn, giống như bay nhanh vận chuyển huyết tích tử, Trúc Thị con cháu, hơi chạm vào tức chết. Nguyệt thần không nói gì, nhưng nàng xuống tay tàn nhẫn trình độ, chút nào không thể so người khác muốn kém, roi dài thượng che kín gai ngược, một roi vứt ra, ai đều phải né tránh ba phần. Làm này Trúc Thị, nợ máu trả bằng máu, hải thần múa may hắn màu lam trường đao. Kéo đầy trời nước mưa, hắn vốn chính là trên biển bá chủ, một cảm ứng khí, liền đối với này thủy có khác thường thân thiết cảm. Kéo dài mưa phùn, ở hải thần trên tay, biến thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén. Một người tuổi già lão giả, tuy rằng dáng người cẩu lũ, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm, Quang Minh đảo quản gia Peace, ở rất nhiều năm sau, lần đầu tiên đi ra Quang Minh đảo, một lần nữa bắt đầu rồi hắn giết chóc. Chương 739 thực lực bò lên. Quang Minh đảo sáu người trong miệng thanh âm, làm ở đây người đồng thời trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ, kia địa ngục quân vương, Quang Minh đảo chủ, thật sự đã chết? Thế giới ngầm truyền kỳ, đã từng nhắc lên cách mạng, lật đổ vương sẽ địa ngục quân vương, thật sự đã chết sao? Quang Minh đảo mọi người trong miệng nói, đã nói cho ở đây mọi người đáp án. Hoa hồng trắng có thể nhìn đến nước mưa tự trước mắt rơi xuống, lúc trước nam nhân kia, chỉ dùng một ánh mắt. Liền sợ tới mức chính mình hai chân nhũn ra nam nhân, hắn thật sự sẽ bại. Hắn thật sự sẽ chết. Lâm Thanh Hạm đứng ở nơi đó, mặt đẹp sớm bị ướt nhẹp, nhìn không ra là nước mưa vẫn là nước mắt. Muốn ta Trúc Thị đền mạng, cuồng vọng, Trúc Hoa Thái hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn hiện tại còn không có nháo minh bạch trước mặt xuất hiện những người này là làm gì đó, nhưng hắn làm thị tộc, lần này ngang trời xuất thế, hiếu thắng thế nghiền áp cổ võ thế gia, tự nhiên không có khả năng cùng đối phương hảo hảo lý luận. Trước chiến lại nói, Trúc Hoa Thái có thể nhìn ra tới, trước mặt này đó, bất quá là sáu cái hóa hình cảnh mà thôi, hóa hình, với hắn mà nói, có chút quá yếu a. Trúc Hoa Thái hư không nắm chặt, không chung nước mưa, lấy một loại khác thường trạng thái, ngưng kết thành một phen thủy nhận, chiều dài một mét, bị hắn cầm ở trong tay, như vậy một màn, lại lần nữa đổi mới các đại địa hạ thế lực nhận chi. Tiểu bối, ngươi quá cuồng, ta thế ngươi trưởng bối, tới giáo dục ngươi. Trúc Hoa Thái hét lớn một tiếng, cầm thủy nhận bổ ra Bạch Trì sở bổ ra khí mang, theo sau lấy thủy nhận chiều Bạch Trì ngực đâm tới. Bạch Trì hai mắt đỏ bừng, đối mặt Trúc Hoa Thái tiến công, không tránh không né, tùy ý kia nhất kiếm chiều chính mình đâm tới,
như cũ huy đao bổ về phía Trúc Hoa Thái đầu. Trúc Hoa Thái mày nhăn lại, vội vàng biến chiêu, không hề thứ hướng Bạch Chỉ, mới vừa kia nhất kiếm, liền tính đâm đến Bạch Chỉ trên người, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn bị thương, lúc này đây, Trúc Thị là muốn lấy thắng tuyệt đối tư thái, đạp lên mọi người trên đầu. Bạch Chỉ này phiên không muốn sống đấu pháp, làm Trúc Hoa Thái cảm giác có chút khó giải quyết. Cẩu tặc, ta muốn ngươi vì ta ca đền mạng. Bạch Chỉ một đao không có kết quả, lại lần nữa huy đao chiều Trúc Hoa Thái bổ tới. Bằng ngươi còn không xứng làm tộc trưởng đối thủ. Trúc Nguyên từ một bên vào tới, tự bên hông rút ra một phen tế kiếm, hướng Bạch Chỉ đại đao thượng chọn đi. Cút ngay, một đạo thanh thúy tiếng quát vang lên, Nguyệt Thần roi dài mang theo một trận tiếng xé gió tưởng, thẳng tắp chiều hướng Trúc Nguyên. Trúc Nguyên vội vàng huy kiếm ngăn cản, cùng roi dài giao tiếp, mang theo tảng lớn hỏa tinh. Bạch Chỉ này một lần nữa chém ra một đao, không có bất luận cái gì trở ngại hướng Trúc Hoa Thái mà đi, kia đao mang thượng màu đỏ, càng thêm tươi đẹp. Làm thịt ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Bạch Chỉ gào thét lớn, có loại mất đi lý trí điên cuồng. Thủ Lăng nhất tộc, trung thân bản quân vương Tả Hữu, quân vương ánh mắt sở chỉ chỗ, tất nhiên là bọn họ đao kiếm sở hướng nơi. Trương Huyền lúc trước Trúc ra một trận chiến, đuổi giết Trúc Thị kia hắc sam trung niên, sau bóp nát di động, khởi động đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch, từ ngày đó lúc sau, Trương Huyền không còn có cùng Quang Minh đảo liên hệ một lần, Bạch Chỉ đám người, càng là làm phí lôi tư cùng tóc đỏ tràn ra vô số người, đi tìm Trương Huyền tin tức, đáng tiếc cái gì đều tìm hiểu không đến. Trương Huyền vô tin tức, làm Bạch Chỉ đám người trong lòng vẫn luôn đều nghẹn một đoàn hỏa, liền chờ hôm nay. Màu đỏ quang mang từ Bạch Chỉ lưỡi dao trước bắt đầu lan tràn, dần dần lan tràn đến Bạch Chỉ trên người hắn màu đỏ quang mang, càng ngày càng thịnh. Nơi xa nhà gỗ trước, hoàng bào lão giả cùng áo tím lão giả đồng thời trừng lớn đôi mắt, sao có thể? Đứa nhỏ này hơi thở, từ hóa hình cảnh, vẫn luôn ở hướng ngưng khí cảnh bò lên. Thủ Lăng nhất tộc, vốn là thiên phú dị bẩm, hắn trong lòng tràn ngập lệ khí, lại bị ngoại vật sở ảnh hưởng đến, hiện tại hắn thực lực cấp tốc bò lên, nhưng phản vệ cũng là phi thường đại. Áo bào trắng lão giả nhìn Bạch Chỉ, trong miệng nói. Bạch lão đầu, ngươi không tính toán quản sao? Thủ Lăng nhất tộc, tuy là thị tộc, nhưng cùng mặt khác thị tộc cũng không giống nhau, các ngươi chi gian. Hẳn là vẫn luôn đều có liên hệ đi. Thân xuyên hoàng bào Khương lão đầu hỏi. Ha ha, Bạch lão đầu cười cười, loát loát tròm dâu, Thủ Lăng nhất tộc truyền nhân, còn không cần ta tới nhọc lòng. Bạch Chỉ, khống chế tốt người cảm xúc, tương lai thấy cả người đều bị màu đỏ quang mang bao trùm Bạch Chỉ, ra tiếng hô to một tiếng, trong ánh mắt kia phức tạp thần sắc, càng ngày càng dày đặc. Lúc trước ở khởi động đảo nhỏ lưu lạc kế hoạch lúc sau, trên đảo, tất cả mọi người ở khẩn cấp tu luyện là lúc. Bạch Chỉ tìm tới tương lai, muốn cho tương lai, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng, giúp hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. Tương lai lúc ấy cũng xem minh bạch Bạch Chỉ trạng thái, biết Bạch Chỉ bởi vì Trương Huyền sự, đã lâm vào ma chướng, nếu không giúp hắn sẽ đem chính mình vây ở một cái tư duy khốn cảnh giữa, đi không ra. Tương lai lúc ấy suy xét luôn mãi, cuối cùng đem một tiểu khối hỏa tinh giao cho Bạch Chỉ, nói cho Bạch Chỉ, hỏa tinh nội ẩn chứa năng lượng cực kỳ thần bí, có xâm lược tính. Cũng đem lúc trước Trương Huyền bụng khí xoáy tụ bị hỏa tinh xâm chiếm một màn nói ra, nói cho Bạch Chỉ tiểu tâm sử dụng. Bất quá tương lai hiện tại xem, Bạch Chỉ hiển nhiên không có đem chính mình lời nói nghe tiến trong tai, hắn đã bị hỏa tinh ảnh hưởng tới rồi. Nương màu đỏ quang mang bao trùm Bạch Chỉ toàn thân thời điểm, Trúc Hoa Thái đều không khỏi cẩn thận rất nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mặt người thanh niên này khí, thẳng bức chính mình, thả trên người hắn. Còn mang theo một cổ làm chính mình đều cảm thấy tim đập nhanh cổ quái. Bạch Chỉ một đao đánh xuống, này một đao, ngay cả mặt đất đều bị Bạch Chỉ bổ ra cái khe, lan tràn 4-5 mét khoảng cách mới dừng lại, kia cuồng bạo màu đỏ khí mang, càng là thổi quét đi ra ngoài mười mấy mét, những cái đó che ở phía trước cây cối, tất cả đều bị đồng thời chặt đứt, lề sách chỉnh tề, có thể thấy được này khí mang sắc bén trình độ. Trúc Hoa Thái duỗi tay vung lên, vô số giọt mưa ngưng kết thành thủy kiếm, chịu hắn chỉ huy. Đi, Trúc Hoa Thái duỗi tay một lóng tay, thủy kiếm thẳng kia màu đỏ đao mang mà đi, cùng màu đỏ đao mang ở trong không khí lẫn nhau triệt tiêu. Trúc Hoa Thái trong mắt nhiều ra vài phần coi trọng, tiểu bối, ngươi tuổi không lớn, này đó cổ quái thủ đoạn còn không ít, mạnh mẽ tăng lên thực lực của chính mình, loại này bí pháp, chỉ sợ chỉ có tà giáo mới có đi, các ngươi ngầm thế lực, dám cùng tà giáo cấu kết. Bạch Chỉ giờ phút này, đã hoàn toàn không màng Trúc Hoa Thái đang nói cái gì. Hắn trong mắt tràn ngập sát ý, chỉ nghĩ đem trước mắt người, chảm với đao hạ.
Sát! Bạch Trì múa may đại đao, liên tục bổ ra ba đạo khí mang, này khí mang vừa ra, chung quanh người sắc mặt tể biến. Mau lui lại! Bạch Trì này ba đạo đao mang, đều không phải là đơn thuần nhằm vào Trúc Hoa Thái một người, bao gồm phân tán chung quanh Trúc Thị con cháu, cũng đều là Bạch Trì mục tiêu. Nhưng Trúc Hoa Thái có thể ngăn trở Bạch Trì đao mang, còn lại người không có như vậy thực lực, đặc biệt là những cái đó ngầm thế lực người, loại trình độ này chiến đấu, nói khó nghe một ít, bọn họ nếu tham dự trong đó, liền pháo hôi tư cách đều không đủ trình độ. Trúc Thị hai gã ngự khí cảnh tuổi trẻ đệ tử, bị đao mang xẹt qua, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, đã bị một đao chém eo, huyết lưu đầy đất. Phú càng lúc càng lớn, mưa to mà xuống, xúc rửa mặt đất máu loãng. Các đại địa hạ thế lực, toàn bộ rời xa nơi này, loại này chiến đấu, bọn họ liền gần điểm quan khán, cũng chưa tư cách. Chương 740 Trúc Thị chịu thua. Ba đạo đao mang, lấy Bạch Trì vì trung tâm, chiều ba cái bất đồng phương hướng chém tới. Mặt đất xuất hiện ba đạo vết rạn, này vết rạn so Bạch Trì vừa mới chỉ bổ ra một đao khi càng sâu, càng dài. Bạch Trì trên người hồng mang càng ngày càng thịnh, thực lực của hắn, theo thời gian trôi qua, ở dần dần gia tăng. Đồng thời, hắn cả người cũng có vẻ càng ngày càng cuồng bạo, từ hắn hiện tại phát ra này ba đạo đao khí là có thể nhìn ra, hắn đã không riêng gì nhằm vào Trúc Hoa Thái một người, liền một bên đông đảo ngầm thế lực đều đã chịu liên lụy. Tiểu bối, làm càn. Lưỡng đạo tiếng quát đồng thời vang lên, từ hai bên mà đến, phất tay đánh tan Bạch Trì phát ra đao khí, này hai người, đồng dạng trong tay kiềm giữ khí hình binh khí, đều là ngưng khí cao thủ. Tô Văn Hiến cùng Tiêu Minh Hiền tướng lẫn nhau liếc nhau. Này hai tộc xếp hạng, đều so Trúc Thị muốn dựa sau, Tô Thị đệ thập, Tiêu Thị đệ thập nhất. Ở Tiêu Thị giữa, chỉ có Tiêu Minh Hiền một người, đạt tới ngưng khí cảnh, mà Tô Thị, tắc có ba người. Hiện tại Trúc Thị, sở bãi ở bên ngoài ngưng khí cảnh, đã xuất hiện ba người, này Trúc Thị ngưng khí cao thủ, tuyệt đối không ngừng như vậy mấy cái. Tiêu Minh Hiền mở miệng nói, Tô Lão Ca, ta tưởng, chúng ta hai tộc về sau có thể nhiều đi lại đi lại. Tiêu Hiền đệ tương mời. Ta Tô Văn Hiến thụ sủng nhược kinh a, nhất định tới cửa bái phỏng. Tô Văn Hiến cười ha ha một tiếng. Tô Lão Ca chịu tự mình tới, là ta Tiêu Minh Hiền phúc khí. Hai người ý tứ thực minh bạch, Trúc gia hiện tại sở biểu hiện ra ngoài cường thế, đã vượt qua hai người dự tính. Hiện tại thị tộc, tổng cộng liền bọn họ tam tộc xuất thế, tuy rằng đương này chim đầu đàn, nhưng cũng là tốt nhất tranh đoạt tài nguyên thời cơ. Nếu mặc kệ Trúc thì mặc kệ, bọn họ hai tộc tất nhiên sẽ ở rất nhiều địa phương. Nơi trốn bị Trúc Thị sở chèn ép. Ba gã ngưng khí cao thủ vây quanh Bạch Trì, tuy rằng thế cục thượng lấy ba đối một, nhưng ở khí thế thượng, lại là Bạch Trì này nhân tài mới xuất hiện, càng tốt hơn. Bạch Trì trên người, mạo màu đỏ quang mang, này thượng sở phát ra đồ vật, làm ba gã Trúc Thị ngưng khí cao thủ, đều có loại cả người khởi nổi da gà cảm giác. Bắt lấy hắn, Tô Văn Hiến hét lớn một tiếng, ba gã ngưng khí cao thủ, phân ba cái bất đồng phương hướng, chiều Bạch Trì sát đi. Đối mặt ba gã ngưng khí cao thủ, Bạch Trì không hề sợ hãi, múa may trong tay trường đao. Ba gã Trúc Thị ngưng khí cao thủ mới vừa hướng một nửa, đã bị đầy trời ánh đao bắt buộc lui, ước chừng mười mấy đạo ánh đao, chiều ba người bổ tới. Tuy là này ba gã ngưng khí cao thủ, đều có chút biến sắc, bọn họ không phải bởi vì Bạch Trì tiến công thủ đoạn, mà là bởi vì Bạch Trì biến hóa, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Trì sở bổ ra ánh đao, một đạo so một đạo uy lực hiếu thắng, cuối cùng một đạo. Thậm chí vượt qua đạo thứ nhất đao mang suốt gấp đôi uy lực, thả, Bạch Trì trên người khí cơ còn ở phóng đại. Hiện tại đã sắp đi vào ngưng khí trung kỳ thực lực. Nếu mặc kệ Bạch Trì lấy như vậy tốc độ cường đại đi xuống, chẳng sợ Trúc Thị ba gã ngưng khí cao thủ cộng đồng ra tay, chỉ sợ cũng muốn bị thua. Bạch Trì tiếng gầm gừ vang lên. Bạch Trì, tương lai đánh lui trước mắt đối thủ, hét lớn một tiếng. Chết, tất cả đều chết, hiện tại Bạch Trì, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Bất luận kẻ nào nói, hắn đều nghe không vào, hắn đồng tử giữa, toàn là hồng mang, phá lệ quỷ dị, làm người xem một cái, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Mười mấy nói đao mang, đem ba gã ngưng khí cao thủ bức lui. Không cần lưu thủ, chảm hắn, Tô Văn Hiến quát to, hắn mới vừa chú ý tới, những cái đó ngầm thế lực ánh mắt, đã dần dần không có phía trước cái loại này kính sợ, nếu lại thật lâu bắt không được trước mắt này thanh niên, lại tưởng lập uy, chỉ sợ cũng khó khăn. Ba người trong tay, đồng thời xuất hiện màu đỏ nhạt khí mang, này màu đỏ nhạt khí mang từ ba người trong tay phát ra, theo sau lan tràn tới rồi cùng nhau, hình thành một cái lưới lớn, chiều Bạch Trì trùm tới.
Bọn họ hiện tại sở bày ra tới công kích thủ đoạn, hoàn toàn là các đại địa hạ thế lực sở vô pháp tưởng tượng. Trúc Hoa Thái ba người phát ra da màu đỏ khí mang, phi thường tiếp cận với bạch trì trên người nhan sắc, nhưng so với ba người phát ra khí mang, bạch trì trên người hồng khí, lại càng thêm yêu dị. Sát 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 sát, bạch trì trong miệng loạn giống, liên tục múa may lưỡi dao. Lúc này đây, đao khí không có hướng phía trước như vậy lung tung tản mát ra đi, mà là ở bạch trì trước người trọng điệp, ngưng kết, đương này đao khí màu đỏ lóa mắt cực kỳ khi, bỗng nhiên lao ra, nhẹ nhàng cắt qua Trúc Hoa Thái ba người ngưng kết ra màu đỏ đại võng, cũng chút nào không chịu trở ngại hướng bầu trời chém tới. Đứng ở nơi xa hoa hồng trắng, đột nhiên cảm thấy gương mặt tê dần, duỗi tay một sờ, mới phát hiện, chính mình trên mặt, thế nhưng xuất hiện một đạo cắt ngân, rõ ràng khoảng cách chiến trường chỗ có 30 mét xa, thế nhưng còn bị ảnh hưởng tới rồi. Quanh thân cây cối, một ít plastic tạo hình mà thành giả lá cây, cũng từ trung gian vỡ ra, rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí liền này đầy trời nước mưa, đều ngăn cách ra một tảng lớn, làm bạch trì cùng với hắn nơi phía trên, đều hình thành một mảnh chân không mảnh đất, này trợ uy lực, không nói những cái đó ngầm thế lực người, chính là các đại thị tộc, đều cảm thấy có chút kinh ngạc cảm thán. Làm thịt các ngươi, làm thịt các ngươi, bạch trì lớn tiếng rít gào, nghiễm nhiên đã lâm vào điên cuồng giai đoạn, hắn khí thế còn ở bò lên, mạch máu ở hắn làn da tầng ngoài banh khởi, một mảnh huyết hồng, nhìn phá lệ thấm người. Trúc Hoa Thái ánh mắt lộ ra ngưng trọng, bọn họ không dám lại cùng bạch trì đấu đi xuống, nếu tưởng toàn lực chém giết, cũng không phải không thể làm được. Có thể tưởng tượng muốn chém sát hiện tại như vậy không muốn sống trạng thái hạ bạch trì, Trúc Hoa Thái ba người rất rõ ràng, chính mình cũng đến thân bị trọng thương, nếu này nếu là ở một cái không ai địa phương, làm cũng liền làm, nhưng cố tình, nơi này không riêng có như vậy nhiều ngầm thế lực nhìn, càng có Tô thị cùng Tiêu thị hai chỉ sói đói nhìn chằm chằm. Một khi bên ta thực lực bị hao tổn, khả năng liền vào ngày mai ban đêm, Tô thị cùng Tiêu thị người, liền sẽ dắt tay nhau giết đến Trúc thị. Tiểu Hữu, ta không biết ngươi luôn mồm kêu vì ai báo thù, chúng ta Trúc thị, tự hỏi cùng các ngươi không có gì tranh chấp. Tư tiền tưởng hậu, Trúc Hoa Thái vẫn là lựa chọn tạm thời chịu thua. Trúc Hoa Thái này thái độ vừa ra, các đại địa hạ thế lực người, trên mặt sôi nổi lộ ra vui mừng, Quang Minh Đảo, vẫn là cái kia Quang Minh Đảo, cường thế đến nhưng làm thị tộc cúi đầu. Đồng thời, các đại địa hạ thế lực cũng ở nghi hoặc, này Quang Minh Đảo chính là Trúc thị sở trầm, Trúc thị vì sao lại nói ra nói như vậy? Chẳng lẽ, ngoại giới những cái đó, cuối cùng là đồn đãi? Cần phải nói đồn đãi cũng không đúng, Quang Minh Đảo này mấy đại vương giả, đã nói được rành mạch, muốn lấy Trúc thị máu, tế điện quân vương. Trúc Hoa Thái là thái độ chịu thua, nhưng hiện tại trạng thái hạ bạch trì, căn bản là nghe không vào lời hắn nói, ở bạch trì trong lòng, chỉ có chém giết trước mắt người. Các ngươi Trúc thị, giết ta đại ca, hôm nay, tất yếu các ngươi nợ máu trả bằng máu, chúng ta Quang Minh Đảo, trước nay. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái địch nhân. Phí Lôi Tư hét lớn một tiếng, một con màu đỏ huyết chảo, từ hắn trước người xuất hiện, trực tiếp đem một người Trúc thị con cháu chảo bạo. Trúc Hoa Thái tức khắc hiểu rõ, nguyên lai này đó, đều là kia Quang Minh Đảo người, bọn họ có chút khó có thể tiếp thu, một cái bình thường ngầm thế lực, thế nhưng có thể cường đến như vậy. Chương 741 thần phạt xử đến. Quang Minh Đảo là một cái ngầm thế lực, sở biểu hiện ra ngoài cường đại. Ra ngoài tam đại thị tộc dự kiến, đồng thời, cũng làm ở đây tam đại thị tộc, đều cảm nhận được nguy cơ cảm. Đảo không phải nói trắng ra chỉ lực lượng làm tam đại thị tộc kiêng kỵ, tam đại thị tộc tộc trưởng, đều có thể nhìn ra tới, bạch trì trạng thái, bao gồm Quang Minh Đảo sở tới những người này, bọn họ lực lượng, tất cả đều là mạnh mẽ tăng lên đi lên, như vậy thực lực, còn vô pháp đối thị tộc tạo thành căn bản thượng ảnh hưởng, nhưng cố tình hiện tại thế cục thực kỳ diệu, tổng cộng hiện thân, chỉ có 3 cái thị tộc. Nếu cái nào thị tộc ở lực lượng thượng bị Quang Minh Đảo sở ảnh hưởng, như vậy dư lại 2 cái thị tộc. Tuyệt đối sẽ không cái gì đều không làm. Điểm này, Tô Văn Hiến, Trúc Hoa Thái, cùng với Tiêu Minh Hiền ba người, kia đều trong lòng biết rõ ràng. Bạch Trì đã ở một loại điên cuồng trạng thái, căn bản nghe không dưới Trúc Hoa Thái chịu thua nói, huyết hồng đao mang bị hắn không muốn sống điên cuồng bổ ra, hắn hiện tại sở sử dụng lực lượng càng nhiều, đối hắn bản nhân tạo thành ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Thân thể phụ tải, xa xa vượt qua hắn bản thân có khả năng thừa nhận cường độ, không riêng gì mạch máu đỏ bừng bạo khởi, cả người làn da, cũng đều giống như bị nóng bỏng nước sôi nấu quá giống nhau, đỏ bừng một mảnh. Đối mặt bạch trì bổ ra đạo đạo đao mang, Trúc Hoa Thái ba người không có lựa chọn chính diện cứng đối cứng, hiện tại bạch trì phát ra ra công kích cường độ, đã đạt tới có thể thương cập bọn họ trình độ.
Trúc Hoa Thái một bên né tránh Bạch Chí công kích, một bên trong lòng làm ra quyết định, hiện tại đã không phải cần thiết muốn cậy mạnh lập uy lúc, tiếp tục chiến đi xuống, tuyệt đối sẽ thương đến căn bản, bị còn thừa hai tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hơn nữa, Trúc Hoa Thái cũng không muốn, lại giúp thần ẩn hội đem việc này khiêng đi xuống. Trúc Hoa Thái tránh thoát một đạo đao mang, mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi thả nghe ta cùng ngươi giải thích, chúng ta Trúc thị cùng các ngươi quang minh đảo chi gian, có thiên đại hiểu lầm, trầm hạ các ngươi kia tòa đảo, đều không phải là chúng ta Trúc thị người, mà là. Trúc Hoa Thái nói còn chưa dứt lời, liền nghe một đạo tiếng quát, từ trên không vang lên, xuyên thấu đêm mưa, vang ở mỗi người bên tai. Đảo nhỏ dư nghiệt, tự mình vi phạm quy định, lạm dụng cấm thuật, đương sát. Tiếng quát như một ngụm chuông vàng, vang lên khi, mọi người tất cả đều chiều trên không nhìn lại. Liền thấy, bốn gã thân xuyên hồng bào người, che khuất gương mặt, phân bốn cái bất đồng phương vị, đứng ở không trung giữa. Một cổ cực cường áp bách tính, từ bốn người trên người phát ra lan tràn ra tới, chẳng sợ những cái đó ngự khí cao thủ, đều có chút khó có thể thở dốc cảm giác. Thần phạt xử. Tô Văn Hiến nhìn trên không đã đến bốn người, nhíu mày. Kia vẫn luôn đều bảo trì một bộ ôn hòa tươi cười Tiêu Minh Hiền, giờ phút này sắc mặt đều nổi lên chút biến hóa. Đã đến bốn người này, đúng là đem Trương Huyền đánh vào địa ngục nhà giam Chu Lam bốn người. Bốn người lăng không nhìn xuống phía dưới, đang xem hướng Bạch Trì là lúc, nghiêm trọng mang theo nồng đậm tham lam chi sắc, bọn họ rất rõ ràng, những người này thực lực tăng lên, đều không phải là cái gì cấm thuật. Mà là ở khổng lồ linh thạch năng lượng chống đỡ hạ mà làm được. Bình thường ngự khí cao thủ, nho nhỏ một khối linh thạch, là có thể làm này hưởng thụ cả đời, ở khổng lồ đầy đủ linh thạch năng lượng hạ, liền có thể làm cho bọn họ xuất hiện loại này trong cơ thể linh khí giật biểu tình huống. Chu Lam bốn người, tham lam liếm liếm môi, ở bọn họ biết tình báo chung, quang minh đảo ít nhất có mấy chục khối linh thạch, như vậy khổng lồ một số lượng, cũng đủ bọn họ bốn người, tiến vào ngưng khí hậu kỳ, không. Chẳng sợ thượng phú thần lúc đầu, cũng đều không phải là không có khả năng. Đảo nhỏ dư nghiệt, nhận lấy cái chết, Chu Lam bốn người đồng thời hét lớn một tiếng, cơ hồ ở đồng thời, đem khí ngưng binh trạng niết ở trong tay, từ bốn cái bất đồng phương hướng, tự không trung hướng Bạch Chỉ đánh tới. Chu Lam bốn người, không có chút hoa thái như vậy băn khoăn, hôm nay chỉ cần có thể bắt quang minh đảo người, chẳng sợ trả giá lại đại giới, đều là đáng giá. Chu Lam bốn người như vậy bất kể hậu quả ra tay, kia hình thành uy lực, hơn xa thượng Trúc Hoa Thái ba người có thể so sánh. Bốn đạo có 4 mét lớn lên trăng non hình kiếm khí, bị Chu Lam bốn người múa may mà ra, mang theo mãnh liệt phá tiếng gió cùng với làm người xem một cái đều cảm thấy tim đập nhanh cắt lực, chiều Bạch Trì phóng đi. Đối mặt bốn người cường đại công kích, Bạch Trì không tránh không né, trong mắt hắn, đối phó bất luận kẻ nào phương pháp, đều chỉ có một, kia đó là một đao chém tới. Cẩn thận, thấy Bạch Trì đối công kích như vậy nhìn như không thấy, tương lai nôn nóng hét lớn một tiếng, oanh ra lưỡng đạo ngọn lửa, chiều trong đó một đạo kiếm khí bước đi, này đủ để đem xe thiết giáp đều đánh cái đối xuyên viên đạn, ở gặp phải kia kiếm khí khi, không có thể hình thành bất luận cái gì một tia hiệu quả, không đợi nổ tung, liền bị sắc bén kiếm khí cắt thành hai nửa. Tóc đỏ vội vàng đánh ra một đạo khí tường đứng ở Bạch Trì trước người, muốn giúp Bạch Trì ngăn cản này đánh úp lại kiếm khí. Nhưng khí tường còn không có hoàn toàn hình thành, đã bị kiếm khí cắt đứt. Nói đến cùng, mặc kệ là tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vẫn là tóc đỏ, hai người bọn họ chân thật thực lực, chỉ có ngự khí cảnh, chẳng sợ hiện tại thông qua linh thạch, đem thực lực ngắn ngủi tăng lên tới hóa hình, cần phải tưởng cùng Chu Lam loại này ngưng khí cao thủ giao phong, còn hơi kém hơn quá nhiều. Lúc trước Trương Huyền, đó là thật đánh thật hóa hình thực lực, ở đối mặt Chu Lam khi, đều là bị hoàn toàn nghiền áp. Chu Lam đám người sở nắm giữ phương thức chiến đấu, cùng Quang Minh đảo mọi người hoàn toàn bất đồng. Nếu nói tay không giết người, Quang Minh đảo mọi người, đó là có thể ném ra Chu Lam đám người mấy cái phố, cần phải nói lấy khí hình thái tới chiến đấu. Quang Minh đảo những người này, bao gồm Trương Huyền, đều chỉ là một cái người mới học mà thôi, đối khí vận dụng, xa xa không bằng Chu Lam đám người như vậy linh hoạt. Bốn đạo kiếm mang bổ tới Bạch Trì trước người, Bạch Trì sở chạm mặt đất, xuất hiện đạo đạo vết rách. Các đại địa hạ thế lực người, vẻ mặt kinh hãi nhìn kia bốn đạo kiếm khí phách thượng Bạch Trì, trong lòng đều là lo lắng không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, Quang Minh đảo, kia đều thuộc về ngầm thế lực phạm trù, ở đây những người này, vẫn là càng có khuynh hướng Quang Minh đảo có thể thắng lợi. Một mảnh bụi đất ở Bạch Trì trước mặt bị nhấc lên, đêm này hoàn toàn che giấu, Chu Lam bốn người bổ ra kiếm khí, uy lực quá đủ. Mọi người ánh mắt,
giờ phút này đều tập trung ở Bạch Trì sở trạm địa phương, bọn họ không biết, như vậy cường đại bốn người, sở liên hợp phát ra công kích, Quang Minh đảo tên này tàn sát phương giới người sở hữu, rốt cuộc có không khiêng xuống dưới. Không trung vũ càng lúc càng lớn, có một loại tầm tã mà rơi cảm giác quen thuộc. Bạch Trì quanh thân bụi đất, thực mau bị nước mưa che lại đi xuống. Bạch Trì thân ảnh, cũng một lần nữa từ bụi đất chung, xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thật tốt quá, người đồ vương không bại, một người kinh hỉ hô to ra tiếng. Tuy là không bại, nhưng, một người thần sắc vô cùng lo lắng. Hô, hô, Bạch Trì mồm to thở hổn hển, một phen màu đen trường đao bối hắn niết ở trong tay, mũi đao cắm vào mặt đất, chống đỡ Bạch Trì còn có thể đứng ở chỗ này. Tuy là khiêng hạ bốn người một kích, nhưng đối Bạch Trì mà nói, cũng đã là cực hạn, có thể nhìn đến, hắn hắc y thượng, nơi trốn đều là vết rách, làn da thượng, cũng che kín rậm rạp, thật nhỏ miệng vết thương. Chương 742 khi dễ ta nhi tử. Bạch Trì như vậy trạng thái, hiển nhiên không có cách nào lại thừa nhận thần phạt xử lại một lần tiến công, cả người rậm rạp miệng vết thương, làm người nhìn thấy ghê người. Có ba phần tính dai, Quang Minh đảo Dư Nghiệt, nhận lấy cái chết. Chu Lam lại lần nữa uống ra tiếng, bốn người lại đánh ra một kích, lúc này đây, không hề là một người một đạo kiếm khí, mà là một người lưỡng đạo, ước chừng tám đạo kiếm khí, phong tỏa Bạch Trì quanh thân sở hữu phương hướng, thành góc chi thế, chiều Bạch Trì chém tới. Đối mặt này tám đạo kiếm khí, Bạch Trì chỉ có thể đứng ở tại chỗ, có thể nhìn đến, hắn hai chân ở không ngừng run lên, này không phải sợ hãi, cũng không phải kích động, mà là hắn cơ bắp, đang đứng ở một loại hỏng mất bên cạnh. Nguyên bản mạnh mẽ thu hoạch lực lượng, khiến cho Bạch Trì bản thân thừa nhận rồi áp lực cực lớn, giờ phút này lại bị Chu Lam bốn người hợp công, hắn có thể căng tiếp theo đánh không ngã, cũng đã là thực không thể tưởng tượng sự, hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, toàn dựa hắn cơ bắp bản thân ở ngạnh chống. Tương lai dưới chân phun ra ngọn lửa, cả người chiều Bạch Trì nơi địa phương bay vút mà đi, muốn mang Bạch Trì né tránh. Tóc đỏ bốn người, cũng sôi nổi đánh ra cái lồng khí. Muốn ngăn cản Chu Lam bốn người sở bổ ra kiếm khí. Mau tránh, Alex hét lớn một tiếng. Tóc đỏ bốn người dùng hết toàn lực, bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá mức thật lớn, Nguyệt Thần rút ra roi dài, bị kia kiếm khí dễ dàng tước đoạt, kiếm khí uy lực không giảm, thẳng đến Bạch Trì mà đi. Tại đây trong lúc nhất thời, tương lai vào tới Bạch Trì trước người, túm Bạch Trì liền hướng một bên lóe đi. Một khối chết đi, Chu Lam cười lạnh một tiếng, bàn tay một quán. Một chương màu lam khí võng trong tương lai bên cạnh hình thành, trực tiếp đem tương lai khấu tiến này đại võng bên trong. Màu lam khí võng trong tương lai, đừng nói mang theo Bạch Trì né tránh, chính là nàng chính mình, cũng chưa biện pháp chạy ra tám đạo kiếm khí công kích phạm vi. Chu Lam bốn người, trong mắt đều ngậm ý cười, phế bỏ những người này, hỏi ra Quang Minh đảo rơi xuống, cướp đoạt linh thạch, chờ lần sau thần ẩn hội bình xét cấp bậc, chính mình bốn người, tuyệt đối có thể ở hiện tại chức phụ thượng, lại phàn một tiết. Đối mặt này tám đạo kiếm khí, tóc đỏ bốn người dù cho lại sốt ruột, cũng là bất lực, bọn họ không giống tương lai, có được đẩy mạnh khí, bọn họ thậm chí liền này kiếm khí tốc độ đều theo không kịp, trơ mắt nhìn này tám đạo kiếm khí cùng kia trương màu lam khí võng tụ tập. Theo sau, một trận mãnh liệt khí lãng liền Bạch Trì cùng tương lai sở trạm địa phương hướng bốn phía tản ra, tám đạo kiếm khí oanh ở bên nhau, sở hình thành uy lực, làm Bạch Trì sở trạm địa phương, bỗng nhiên sụp đổ một đoạn, mặt đất ra nẻ. Vết dạn hướng chung quanh tản ra, khí lãng nơi đi qua, đem vài tên ngự khí cảnh trúc thị con cháu đều cấp ném đi ra ngoài, tóc đỏ đám người, cũng bị khí lãng đẩy ra mười mấy mét xa, bầy biện ở lâm phố bên bàn ghế, đã sớm tại đây khí khổng lồ uy lực hạ, hóa thành mảnh nhỏ bột mịn. Bụi đất cuồn cuộn, thẳng thượng trời cao, cho dù là này tầm tã mưa to, trong lúc nhất thời đều không thể đem này bụi đất áp xuống. Chu Lam bốn người, dần dần từ không trung rơi xuống, bọn họ có tự tin. Này bị kiếm khí đánh trúng một nam một nữ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn gã ngưng khí cao thủ, không để lối thoát ra tay, chẳng sợ Bạch Trì thật là ngưng khí cảnh, đều không có cái gì sống sót khả năng. Bị khí lãng ném đi tóc đỏ đám người nhanh chóng bỏ dậy, chiều kia bụi mù cuồn cuộn địa phương phóng đi. Chu Lam nhìn bốn người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng vung tay lên, trong miệng quát nhẹ. Lan! Theo này Lan tự xuất khẩu, lại một đạo kiếm khí bị Chu Lam chém ra. Thẳng đến tóc đỏ bốn người mà đi, chặn tóc đỏ bốn người vào tới trước bước chân. Còn lại ba gã thần phạt sử, tắc nhàn nhã chiều kia một mảnh xương khói nơi địa phương đi đến. Không trung sáng lên một đạo tia chớp, làm ở đây mọi người trong lòng giật mình, cảm thấy sợ hãi, Quang Minh đảo,
đây là thật sự bại sao, cường địch như thế nhiều, một cái tiếp theo một cái, vừa xuất hiện bốn người này, đều có thể nói thần tiên năng lực. Mưa to hạ càng mãnh, xúc rửa trên mặt đất vết máu, chẳng sợ như thế mưa to, cũng che giấu không được trong không khí lan tràn mùi máu tươi, Trúc thị rất nhiều đệ tử, đã chết nằm ở trên mặt đất. Các đại địa hạ thế lực người, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bụi mù nổi lên bốn phía địa phương, chờ mong, khả năng sẽ có nào đó kỳ tích xuất hiện. Bụi mù dần dần rơi xuống, một bóng người, mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở bụi mù giữa. Đương nhìn đến này bụi mù người trong ảnh thời điểm, có mấy cái ngầm thế lực lãnh tụ, nhịn không được phát ra hoan hô thanh âm. Tóc đỏ đám người trong mắt cũng lộ ra mừng như điên thần sắc. Chu Lam bốn người ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau một phen, chiều kia bụi mù hạ thân ảnh đi đến. Một đạo nhàn nhạt thanh âm, ở bụi mù trung vang lên, các người bốn cái lão đông tây, khi dễ một cái hài tử, còn có liêm sỉ một chút sao. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Chu Lam bốn người, đồng thời dừng lại bước chân. Đứng ở nơi xa nhà gỗ trước ba gã lão giả, tắc đồng thời thân thể chấn động. Áo bào trắng lão giả cười nói, xem đi, ta nói, thủ lăng nhất tộc truyền nhân, còn không cần ta tới lo lắng, này nhất tộc tuy rằng nhân số thiếu, nhưng kia bênh vực người mình trình độ, chính là bất luận cái gì một cái thị tộc đều không đuổi kịp. Chu Lam bốn người, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm bụi mù chung thân ảnh, ngươi là người phương nào? Ta, bụi mù chung, một đạo thân ảnh dần dần đi ra, hắn thân cao đại khái 1m75, tại đây tháng 11 thời tiết, ăn mặc một kiện bạch ngực, một cái quần lửng, trên chân lại dẫm lên một đôi dép lê, một bộ chẳng ra cái gì cả bộ dáng, hắn có một bộ râu quai nón, trong miệng ngậm một cây thuốc lá, tàn thuốc tại đây bầu trời đêm tiếp theo lượng buồn bã, các ngươi khi dễ ta nhi tử, ta này đương lão tử còn có thể mặc kệ. Bằng không, các ngươi thật đúng là khi ta Bạch Giang Nam, là cái người chết. Bạch Giang Nam, nghe thấy cái này tên nháy mắt, Chu Lam bốn người, trong mắt đồng thời lộ ra một bộ hoảng sợ chi sắc, đơn giản là, tên này, thật sự là quá vang dội. Vũ lực cái này hệ thống, tự cổ chí kim, vẫn luôn tồn tại, không riêng gì dưới mặt đất thế giới, nhân vũ lực chia làm mấy cái cấp bậc, ở thị tộc giữa, giống nhau dùng võ lực chia làm cấp bậc. 15 thị tộc, là ở cấp thấp thị tộc trong mắt cường đại tồn tại, nhưng vào 15 thị tộc liền sẽ phát hiện, đứng hàng thứ 15 thị tộc, cùng đứng hàng đệ nhất thị tộc, có khác nhau một trời một vực, thậm chí thị tộc giữa mỗi cao hơn một cái cấp bậc, kia đều có bản chất bất đồng. Mà ở 15 thị tộc phía trên, còn có một cái hoa hạ tổ chức, đối với cái này tổ chức, thị tộc xưng này vì người thủ hộ. Người thủ hộ cùng thần ẩn hội chi gian, làm sự tình là giống nhau, đại thể tới nói, đều là duy trì thị tộc cùng thế gia chi gian cân bằng, bất đồng chính là, thần ẩn hội là toàn cầu tính, mà người thủ hộ, chỉ nhằm vào hoa hạ. Người thủ hộ ở thị tộc trung địa vị, liền giống như quang minh đảo ở các đại địa hạ thế lực giữa giống nhau. Mà Bạch Giang Nam chi danh, cùng Bạch Trị ở quang minh đảo thượng danh hiệu, giống nhau như đúc. Chu Lam nhìn Bạch Giang Nam, hung hăng nuốt khẩu nước bọt, theo sau mở miệng, Bạch Giang Nam, người thân là người thủ hộ một viên, người hậu đại, gia nhập bình thường ngầm thế lực, thuộc về trái với. Chu Lam lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Giang Nam đánh gãy. Ta vui, người quản được sao? Chương 743 đi trộm mộ. Bạch Giang Nam này vui hai chữ, nói Chu Lam là á khẩu không trả lời được. Ở trên thực lực, Bạch Giang Nam có thể ở thị tộc giữa, có được như vậy địa vị, tự nhiên không phải Chu Lam bốn người có thể so sánh với, nhưng từ Bạch Giang Nam hiện tại trạng thái là có thể nhìn ra, hắn vừa mới ngạnh kháng Chu Lam bốn người bổ ra 8 đạo kiếm khí, cùng cái giống như người không có việc gì, thậm chí trên người liền một hạt bụi trần đều không có. Chu Lam nhìn mắt còn lại 3 gã thần phạt sử, kia 3 gã thần phạt sử là một câu cũng không dám nói. Người thường có người thường thế giới quần thể, ngầm thế lực có ngầm thế lực thế giới quần thể, đồng dạng, ngự khí cũng có ngự khí thế giới quần thể, người khác không biết Bạch Giang Nam đại danh, nhưng tại đây loại lấy ngự khí cảnh làm cơ sở thế giới quần thể chung, Bạch Giang Nam chính là có hiển hách uy danh. Bạch Giang Nam ánh mắt phóng hướng Trúc Hoa Thái, Tô Văn Hiến, đã Tiêu Minh Hiền 3 người, cười nói, ba vị cũng thật là hảo nhã hứng, nhàn không có chuyện gì, nhảy ra tới tìm tồn tại cảm sao? Thích tìm tồn tại cảm, đi lý thị đâu một vòng, hà tất tới tìm này đó bình thường ngầm thế lực phiền toái đâu. Trúc Hoa Thái 3 người liếc nhau, cũng chưa nói chuyện. Bạch Giang Nam hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, liền nghe phía sau truyền đến một trận kinh hô. Thúc thúc, người mau nhìn xem Bạch Chỉ đi. Bạch Giang Nam bỗng nhiên chiều phía sau nhìn lại, hiện tại bụi mù đã tan đi, tương lai cùng Bạch Chỉ sở chạm mặt đất,
sụp đổ đi vào một khối, dưới chân mặt đất ra nẻ mở ra, giờ phút này, Bạch Trì đã buông lỏng ra trong tay hắn màu đen đại đao, cả người bị máu tươi che kín, trên người vô số tinh mịn miệng nhỏ đều ra bên ngoài mạo máu tươi, hắn cả người ngã xuống tương lai trong lòng ngực, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp suy yếu. Bạch Giang Nam bước nhanh đi đến Bạch Trì trước người, nắm lên Bạch Trì thủ đoạn, đem ngón tay đặt ở Bạch Trì mạch đập thượng, nửa phút sau, Bạch Giang Nam mới thở phào một hơi, ra tiếng nói, Khương nha đầu, người có phải hay không lại nghiên cứu ra tân đồ vật, tiểu tử này trong cơ thể có một cổ khí lại tán loạn, ảnh hưởng hắn thần kinh. Tương lai nhấp nhấp miệng, không nói gì. Hành đi, ta biết người đi theo ta sư đệ, bí mật tàng đến nhiều, không muốn nói cũng thế, trở về cấp tiểu tử này đánh hai chi thuốc mê, ngày mai cũng liền tỉnh. Bạch Giang Nam phất phất tay, tiểu tử này, nhưng thật ra có vài phần chúng ta thủ lăng nhất tộc tâm huyết. Tương lai đám người nghe được Bạch Giang Nam nói, tất cả đều đại tùng một hơi, nếu Bạch Giang Nam nói không có việc gì, như vậy Bạch Trì khẳng định liền không có gì vấn đề, chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi, đối với bọn họ loại này mũi đao liếm huyết người, bị thương ngoài da tương đương không bị thương. Chu Lam ánh mắt không ngừng ở Bạch Giang Nam cùng Quang Minh đảo mọi người trên người bồi hồi, trầm mặc sau một hồi, như là làm cái gì quyết định giống nhau, đột nhiên mở miệng, Bạch Giang Nam, ngươi làm ngươi hậu đại, gia nhập bình thường ngầm thế lực, chúng ta thần ẩn hội quản không đến, nhưng hôm nay, là chúng ta thần ẩn hội bên trong vấn đề, ngươi tùy thân là người thủ hộ, còn không tư cách nhúng tay chúng ta thần ẩn hội bên trong sự đi, Trương Huyền tự mình trái với thần ẩn hội quy định, chúng ta ở đối hắn áp dụng hình phạt trước. Đã tuyên bố, hắn thế lực, đương có chúng ta thần ẩn hội tới tiếp nhận. Chu Lam lời này vừa ra, ở đây người thần sắc, đều là đồng thời biến đổi. Cho tới nay, dưới mặt đất thế lực đồn đãi chung, đều là Trúc Thị trầm Quang Minh Đảo, nhưng hiện tại xem ra, Quang Minh Đảo sự, cùng Trúc Thị một chút quan hệ đều không có, mà là cái này tự xưng thần ẩn hội tổ chức, thả người này nói, hắn đối địa ngục quân vương áp dụng hình phạt, kia nói cách khác, địa ngục quân vương không biết tung tích, cũng là những người này sở dẫn tới. Tương lai đám người ánh mắt, nháy mắt liền tỏa định tới rồi Chu Lam trên người, trong mắt tràn ngập thù hận thần sắc. Lâm Thanh Hạm sắc mặt, cũng là hơi đổi, nàng vẫn luôn cũng cho rằng Quang Minh Đảo sự cùng Trúc Thị có quan hệ, cho nên vẫn luôn đều ở Trúc Thị cùng Tô Thị giữa dẫn chiến, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này, giống như cùng Trúc Thị cũng không có cái gì quan hệ, cứ như vậy, chính mình làm hết thảy, chẳng phải là ở làm vô dụng công. Không, cũng không được đầy đủ là, Lâm Thanh Hạm đứng ở nơi đó, nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, Trúc Thị hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Quang Minh Đảo có ân oán, Trúc Thị lúc trước tàn sát Trúc gia. Trương Huyền cùng Trúc Thị có một trận chiến, đã sớm như nước với lửa. Bạch Giang Nam nghe Chu Lam nói, ha hả cười, các ngươi này thần ẩn hội người, cũng không phải gì hảo điều. Chúng ta thần ẩn hội như thế nào làm việc, tự nhiên không cần ngươi Bạch Giang Nam tới bình phán. Chu Lam mở miệng, hắn vẫn luôn đều đem thần ẩn hội treo ở bên miệng, chính là muốn cho Bạch Giang Nam ném chuột sợ vỡ đồ, hiện tại chúng ta là tiến hành thần ẩn hội bên trong sự tình, thỉnh ngươi Bạch Giang Nam tránh ra đi. Bạch Giang Nam nhún vai, hành đi, các ngươi thần ẩn hội làm gì, ta quản không được, bất quá ta vừa vặn cũng muốn mang theo ta sư đệ bộ hạ làm điểm sự, con người của ta sao, từ trước đến nay thích khi dễ người, tuy rằng các ngươi thần ẩn hội tới trước, nhưng ta còn là tưởng trước vội chuyện của ta, các ngươi có ý kiến sao? Ngươi, Chu Lam sắc mặt quính lên. Ân, Bạch Giang Nam hừ lạnh một tiếng, một cổ vô hình uy áp, thẳng đến Chu Lam mà đi. Chu Lam theo bản năng lui về phía sau hai bước. Như thế nào, có ý kiến sao? Bạch Giang Nam lại lần nữa hỏi. Chu Lam trong mắt mang theo mãnh liệt bất mãn, nhưng lại không dám trực tiếp phản bác Bạch Giang Nam. Ngươi muốn mang đi người, cùng chúng ta thần ẩn hội có quan hệ, chúng ta thần ẩn hội có quyền lợi biết, các ngươi người thủ hộ, là muốn làm cái gì? Làm cái gì? Bạch Giang Nam cười cười, trộm mộ mà thôi, như thế nào, các ngươi thần ẩn hội cũng cảm thấy hứng thú. Trộm mộ. Bạch Giang Nam nói, làm ở đây người. Trên mặt đều lộ ra nghi hoặc chi tình. Chỉ có đứng ở nhà gỗ trước ba gã lão giả, sắc mặt một trận mãnh biến. Hắn không phải là muốn. Áo bào trắng lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Giang Nam. Ngươi nhất lý giải hắn, hẳn là biết hắn muốn làm cái gì, nhìn dáng vẻ, thế cục so với chúng ta tưởng tượng giữa còn muốn nghiêm túc a. Hoàng bào lão giả lắc lắc đầu. Kẻ điên, áo bào trắng lão giả thấp giọng nói, hắn Bạch Giang Nam, vẫn luôn là như vậy. Muốn làm cái gì, liền đi làm cái gì. Đứng ở kia Bạch Giang Nam nhìn chung quanh bốn phía, theo sau mở miệng, chư vị, ta tính toán đi cậy sư phụ ta mồ,
có hứng thú, cùng nhau đến đây đi. Bạch Giang Nam nói xong, trực tiếp xoay người, hướng Tương Lai nói, Khương nha đầu, các ngươi đều theo ta đi. Ân, Tương Lai gật gật đầu. Hải thần đi lên trước tới, cõng lên Bạch Trì, đi theo Bạch Giang Nam, không có một chút lưu luyến rời đi nơi này. Ở đây, vô luận là thần ẩn hội người, vẫn là thị tộc người, hoặc là bình thường ngầm thế lực, đều có chút phát ngốc nhìn Bạch Giang Nam một đám người bóng dáng. Một ít điểm nhỏ ngầm thế lực, còn không biết Bạch Giang Nam theo như lời này sư phụ là ai, nhưng một bậc ngầm thế lực, bao gồm thị tộc, thần ẩn hội, kia nhưng đều rõ ràng minh bạch, Bạch Giang Nam trong miệng người, rốt cuộc là ai. Người nọ bị gọi hoa hạ cổ võ giới người thủ hộ, bị người quan lấy lục địa thần tiên chi xưng, lục diễn. Trúc Hoa Thái chờ tam đại thị tộc tộc trưởng, trên mặt biểu tình, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dẫy giụa. Lục diễn chi danh, đại biểu chính là thị tộc cổ võ một cái thời đại, hắn mộ có cái gì, ai cũng không biết, nghe nói, lục diễn đem hắn sở hữu đồ vật, đều đưa tới mộ. Chương 744 lục diễn mộ. Cổ võ giới vẫn luôn đều có một cái nghe đồn, nói lục diễn mộ, đó là trên thế giới này lớn nhất một tòa cổ võ bảo tàng, cái này đồn đãi, tồn tại thời gian rất lâu. Nhưng này chân thật tính, vẫn luôn không ai có thể chứng minh, rốt cuộc, trừ bỏ vị kia địa ngục quân vương ngoại, đại gia thậm chí liền lục diễn mộ ở đâu, cũng không biết. Giờ phút này, Bạch Giang Nam nói hắn muốn đi trộm lục diễn mộ, cái này làm cho mọi người, nhịn không được tâm động. Bạch Giang Nam đi khai quật một cái thật lớn bảo tàng, còn muốn kêu lên mọi người cùng nhau, ai đều có thể nghe ra tới nơi này mặt có miêu nị, nếu thật sự đi theo đi, rất có khả năng sẽ bị Bạch Giang Nam lợi dụng, cần phải không đi. Mọi người thật sự là có chút không cam lòng, ai biết kia mộ đều có cái gì, nói không chừng liền có nào đó, có thể làm chính mình nghịch thiên sửa mệnh đồ vật đâu. Ở đây mỗi người, nội tâm đều ở dãy giụa, rốt cuộc là có đi hay là không. Hiện Quang Minh đảo thuộc về ta thần ẩn hội quản hạt, hắn Bạch Giang Nam mang đi Quang Minh đảo người, dựa theo quy củ, chúng ta thần ẩn hội tất nhiên muốn đi theo nhìn một cái. Chu Lam mở miệng nói, lục diễn là hoa hạ cổ võ người. Cùng bọn họ thần ẩn hội không hề quan hệ, bọn họ tìm như vậy cái lấy cớ, đơn giản là tưởng đi theo phân một ly canh. Trúc Hoa Thái chờ ba gã thị tộc tộc trưởng qua lại liếc nhau. Trúc Hoa Thái mở miệng, hai vị, không bằng lần này, chúng ta kết bạn mà đi, như thế nào? Hảo, Tô Văn Hiến gật đầu. Tiêu Minh Hiền cũng là gật gật đầu, cười mà không nói. Bạch Giang Nam trong lòng đánh cái gì bàn tính, ở lục diễn mộ chung, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết. Bọn họ tam tộc, thực quyết đoán lựa chọn tạm thời liên hợp. Cơ gia đệ nhất cao thủ cơ thủ một, nhìn về phía nơi xa nhà gỗ phương hướng, chờ nhìn đến áo tím lão giả đối chính mình gật gật đầu sau, lớn tiếng mở miệng nói, hoa hạ sở hữu ngầm thế lực, theo chúng ta đi. Cơ thủ vừa nói xong, tổ chức nhân thủ, đi nhanh đuổi kịp Bạch Giang Nam đám người. Thị tộc cùng thần ẩn hội kiến giải hạ thế lực đã nhích người, cũng không hề ma kỷ, đuổi kịp Bạch Giang Nam. Bạch Giang Nam như là cố ý chờ đợi mọi người giống nhau, tuy rằng trước tiên hành động, nhưng tốc độ cũng không mau, thấy mọi người đều tới rồi, lúc này mới điều khiển một chiếc xe, mang theo Tương Lai đám người xuất phát. Lấy Bạch Giang Nam nơi chiếc xe cầm đầu, một cái mênh mông cuồn cuộn đoàn xe, từ rừng rậm trước xử lý. Châu Phi, buổi chiều 5 giờ, thời tiết như cũ nóng bức, một bóng người từ Tác Tô Tư Phất Lôi sa mạc vùng cấm giữa đi ra, nhìn mắt không chung, thẳng đến quốc tế sân bay mà đi. Một trận tự châu Phi bay đi hoa hạ quốc tế chuyến bay sắp từ sân bay cất cánh, Trương Huyền ngồi ở cơ đuôi nhất chỗ ngoặt vị trí, nhắm hai mắt, nghênh đón lần này dài đến 14 tiếng đồng hồ đi. Ở phi cơ cửa khoang sắp đóng cửa là lúc, một đạo thân xuyên màu đen áo choàng thân ảnh đi vào cabin, hắn trang điểm phi thường quái dị, áo choàng che khuất gương mặt, làm người vô pháp nhìn đến hắn diện mạo, người này thượng phi cơ sau, bước đi hướng cuối cùng một loạt, theo sau ở Trương Huyền bên cạnh trên chỗ ngồi xuống. Tiếp viên hàng không thanh âm ở cabin nội vang lên, cửa khoang đóng cửa, phi cơ bắt đầu lên không. Trương Huyền nhắm mắt chợp mắt, ngồi ở Trương Huyền bên cạnh người, cũng là không rên một tiếng, như cũ dùng áo choàng che khuất gương mặt. Theo thời gian trôi qua, phi cơ dần dần hướng hoa hạ phương hướng mà đi, sắc trời cũng càng ngày càng đen. 14 tiếng đồng hồ hành trình, ở cabin hành khách ngủ say trung thực mau liền qua đi. Chờ đến hoa hạ kinh thành khi, đã là buổi sáng 10 giờ. Trương Huyền đi nhanh rời đi sân bay, mới ra sân bay đại môn, đó là sắc mặt biến đổi. Là ai? Trương Huyền ánh mắt đột nhiên tàn nhẫn lên, một ít nguyên bản đứng ở Trương Huyền bên cạnh cách đó không xa người, đều theo bản năng nhìn mắt Trương Huyền,
theo sau cùng hắn kéo ra một ít khoảng cách, ở Trương Huyền trên người, tản ra một cổ nồng đậm, người sống chớ tiến hơi thở. Trương Huyền nhanh hơn nện bước, một lần nữa trở lại sân bay nội, mua một trương đi trước Bắc Hồ tỉnh vé máy bay. Ở Trương Huyền mua xong vé máy bay sau một giây, tên kia thân xuyên màu đen áo choàng người cũng đi tới lấy phiếu cơ trước, hắn vé máy bay, là trước tiên lấy lòng, đồng dạng là đi trước Bắc Hồ tỉnh, cùng Trương Huyền cùng ban phi cơ. Giữa trưa một chút chỉnh, một nhà từ kinh thành cất cánh phi cơ, ở Bắc Hồ tỉnh Bắc Bộ rớt xuống, Trương Huyền bước nhanh đi ra sân bay, đánh một chiếc xe, thẳng đến Thần Nông Giá Cảnh Khu. Thần Nông Giá Cảnh Khu, ở Hoa Hạ vẫn luôn đều bạn có một loại thần bí sắc thái. Tổng diện tích đạt tới 3.153 km vuông cảnh khu, chỉ có 1/4 địa phương, bị phía chính phủ khai phá, liệt vào du khách nhưng hoạt động khu vực, dư lại 3/4, toàn bộ đều bảo trì một loại nguyên thủy rừng rậm sắc thái. Có người nói, là phía chính phủ bảo hộ cảnh khu cây cối, cho nên lập cấm phạt lệnh. Bất quá, đi qua những cái đó không người khu chỗ sâu trong người lại biết, này cũng không phải phía chính phủ vì bảo hộ cây cối, mà là phía chính phủ. Cũng không hiểu biết kia thần bí nhất mảnh đất, căn bản không dám khai phá. Nếu từ không trung nhìn xuống, Thần Nông Giá chỗ sâu nhất địa phương, bị một mảnh rậm rạp đại thụ sở che đậy, tới rồi thu mùa đông, Thần Nông Giá trên không, càng là che kín một tầng sương mù dày đặc, từ không trung căn bản nhìn không tới bên trong có cái gì, mà ở bên trong, có một loại cường đại từ trường, sẽ làm sở hữu điện tử thiết bị toàn bộ không nhạy, muốn dùng camera linh tinh đồ vật tới tiến hành quay chụp ký lục, đều là không có khả năng. Trương Huyền mua một trương tiến vào cảnh khu phiếu, sau khi nghe xong các loại nhắc nhở không cần tiến vào không người khu những việc cần chú ý sau, bước đi vào này phiến nguyên thủy rừng rậm, chiều nhất trung tâm địa phương đi đến. Kia nhất trung tâm mảnh đất, Trương Huyền đã từng đi qua một lần, đó là hắn cho chính mình sư phụ hạ táng khi, sở đi. Vừa vào nguyên thủy rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt đó là che trời đại thụ, nếu không có bất luận cái gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm người, nếu không có cột mốc đường chỉ thị nói. Sẽ ở vài phút sau, hoàn toàn bị lạc tại đây phiến nguyên thủy rừng rậm giữa, căn bản đi không ra. Tại đây bốn phía đều là giống nhau cảnh vật trước mặt, Trương Huyền nện bước kiên định, thẳng tắp hướng tới một phương hướng đi tới, hắn sức của đôi bàn chân thực mau, chỉ dùng một giờ thời gian, liền hoàn toàn tiến vào không người khu, chung quanh nhìn không tới bất luận kẻ nào ảnh tồn tại. Cây cối rất cao, bởi vì mùa duyên cớ, nơi này đã không có mùa hạ cái loại này tươi tốt cành lá, không trung xanh thẳm một mảnh. Trong suốt, giống như đồng thoại trung lam thủy tinh không chung giống nhau. Theo Trương Huyền hành tẩu phương hướng, hắn vị trí địa phương, cũng càng ngày càng cao, đường hắn đi ra một rừng cây khi, đứng ở một chỗ núi lớn vỏ nhai bên, nhìn ra xa phương xa, nồng đậm sương mù che đậy hắn tầm mắt, chỉ có thể nhìn đến mông lung núi lớn bóng dáng, liên miên một mảnh, giống như một cái bàn nằm tại đây cự long. Trương Huyền dừng lại vẫn luôn nhanh chóng bước chân, đứng ở vỏ bên vách núi, mở miệng nói. Từ châu Phi một đường theo lại đây, cũng mệt mỏi đi. Mệt đến không phải rất mệt, người áo đen không hề che giấu từ Trương Huyền phía sau trong rừng cây đi ra, ở khoảng cách Trương Huyền còn có 10 mét thời điểm dừng lại bước chân, ta dọc theo đường đi đều ở tò mò một vấn đề, thật là làm ta như thế nào đều không nghĩ ra. Như thế nào, kinh ngạc ta có thể từ nơi đó ra tới. Trương Huyền xoay người, nhìn về phía đối phương. Địa ngục thành lập thời đại, không, chẳng sợ lấy thế kỷ vì đơn vị. Ta dùng ngón tay thêm ngón chân đều tính bất quá tới, ngươi là đầu một cái, có thể từ nơi đó ra tới người. Người áo đen thanh âm, mang theo một loại từ tính, đích xác ra ngoài ta dự kiến. Chương 745 có chênh lệch, đền bù thì tốt rồi. Người áo đen chậm rãi tháo xuống trên đầu áo choàng, lộ ra hắn mặt, đó là một chương có vẻ phi thường tái nhợt gương mặt, không hề huyết sắc. Ta làm ngục tốt 127 năm, lần đầu tiên thấy, có người từ ngục chung ra tới. Người này một tháng tới, rốt cuộc bỏ tù sao? Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, kia một đôi mắt, phảng phất muốn đem Trương Huyền cả người nhìn thấu giống nhau. Này người áo đen thân là ngục tốt, rất rõ ràng này địa ngục nhà giam trung quan đều là cái dạng gì nhân vật, lấy Trương Huyền như vậy thực lực, đừng nói có thể từ nhà giam trung ra tới, chỉ sợ tiến vào nhà giam trước tiên, liền sẽ bị bên trong đóng lại những cái đó ác ma sở xé nát, trừ bỏ Trương Huyền liền chưa đi đến vào địa ngục nhà giam điểm này ngoại. Người áo đen căn bản không thể tưởng được khác bất luận cái gì nguyên nhân, vì sao Trương Huyền có thể từ địa ngục nhà giam chung đi ra. Chỉ là người áo đen ở tò mò, lúc trước đem Trương Huyền đánh vào địa ngục nhà giam, là Chu Lam bốn người tự mình làm, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Trương Huyền nghe người áo đen nói,
ha hả cười, người nói ngươi là ngục tốt. Như thế nào, thực buồn cười sao? Người áo đen nhìn Trương Huyền. Là thực buồn cười, Trương Huyền gật đầu, kia nhà giam chung người đều đi hết, người này ngục tốt đương, cũng quá không xứng chức đi. Người áo đen cười lạnh một tiếng, người không cần cho ta nói loại này hồ ngôn loạn ngữ chi ngôn. Thiết, Trương Huyền bĩu môi, người nếu không tin, chính mình đi xuống nhìn xem liền biết, đại môn bãi ở kia, tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Họ Trương, người mặc cho rằng ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì bản tính, kia nhà giam rốt cuộc như thế nào, lần này ta tự mình đem ngươi ném vào đi, liền có thể biết được. Người áo đen thân hình vừa động, một tay thành chảo, chiều Trương Huyền chộp tới. Người áo đen tốc độ thực mau, công kích góc độ phi thường sắc bén, nếu là một tháng trước Trương Huyền, chẳng sợ đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ người áo đen này nhất chiêu, là có thể đem Trương Huyền đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể trở thành địa ngục nhà giam ngục tốt, trông coi nhà giam 127 năm, người này kinh nghiệm chiến đấu, là cỡ nào phong phú, không chút nào khoa trương nói, hắn trải qua quá hoa hạ nhất dung chuyển năm đoạn, sở trải qua chiến đấu, so Trương Huyền xem qua sự tích đều phải nhiều. Bất quá, ở Trương Huyền trải qua huyền thiên đám người huấn luyện sau, hắn phương thức chiến đấu, cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối mặt người áo đen tiến công, Trương Huyền chỉ dùng đơn giản nhất bước ngang thượng trọt, liền đem đối phương thế công phá giải, một cái vô cùng đơn giản động tác. Không nhiều không ít, có thể tưởng tượng phải làm đến như vậy, phi một sớm một chiều. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một cái đối mặt, là có thể nhìn ra đối phương hư thật. Người áo đen bị Trương Huyền một bước phá chiêu, trong ánh mắt thiếu vài phần coi khinh, nhiều chút ngưng trọng, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, bất quá, kinh nghiệm chiến đấu là một chuyện, thực lực chân chính chênh lệch, lại là một chuyện. Người áo đen duỗi tay với hư không một chảo, một phen màu đen trường giản bị người áo đen cầm ở trong tay. Này trường giản tuy rằng này đây khí ngưng kết mà thành, nhưng nhìn qua, phá lệ ngưng thật. Ở địa ngục đãi lâu như vậy, Trương Huyền rất rõ ràng, này lấy chán nản vật, đó là ngưng khí cảnh biểu hiện, cũng chỉ có ngưng khí cao thủ, có thể làm được như vậy, cũng ở ngay lúc này, mỗi người khí, đều sẽ phát sinh một ít thuộc tính thượng thay đổi, khí nhan sắc, cũng cùng thuộc tính có quan hệ, bất quá này khí thuộc tính cụ thể là như thế nào tới định, Huyền Thiên bọn người nói không rõ. Có người nói, là căn cứ lúc trước hấp thu linh khí thuộc tính tới thay đổi, nếu linh khí giữ ẩn chứa hỏa nguyên tố nhiều một ít, như vậy linh khí thuộc tính liền sẽ thiên hướng hỏa, cũng có người nói, cùng tính cách có quan hệ, cũng có cách nói là, cùng người huyết mạch giữa che giấu lực lượng có quan hệ. Mặc kệ là này linh khí thuộc tính vì cái gì sẽ phát sinh biến hóa, có thể xác định chính là, một khi tới rồi ngưng khí cảnh, khí không riêng có thể kết vật, kia khí nội ẩn chứa thuộc tính, cũng sẽ cấp khí phụ ra cực cường lực sát thương. Hỏa nguyên tố càng tăng lên khí, là thật sự có thể đem vật thể thiêu hủy. Người cảm ứng được khí lúc sau, mỗi một cái cảnh giới, kia đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hóa hình nghiền áp ngự khí, ngưng khí nghiền áp hóa hình. Trương Huyền, ta biết người này 10 năm, chiến đấu vô số, không thể phủ nhận, ở chiến đấu phương diện, ngươi là cái thiên tài, đáng tiếc, người ngự khí thời gian quá ngắn, ký lục chung, người cũng bất quá là cái hóa hình cảnh mà thôi, chẳng sợ ngươi cùng giai đoạn chiến lực vô song. Nhưng cảnh giới thượng chênh lệch, đều không phải là ngươi chiến đấu ý thức có thể đền bù. Người áo đen múa may một chút trong tay màu đen trường giản. Trương Huyền hít sâu một hơi, ngươi nói không tồi, ngưng khí đích xác nghiền áp hóa hình, bất quá, ngươi nói chênh lệch, đều không phải là vô pháp đền bù. Nga, người áo đen lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng, kia không bằng ngươi thi triển ra tới, làm ta kiến thức kiến thức. Trong lòng ta nhưng thật ra thật sự phi thường tò mò, ngươi lấy cái gì tới đền bù. Lúc này người áo đen, là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, rốt cuộc đó là ở cảnh giới thượng nghiền áp, giống như là một cái người trưởng thành đánh một cái tiểu hài tử, thả ở người trưởng thành trong tay còn cầm một phen vũ khí, như thế nào đều không thể cảm thấy chính mình sẽ thua. Trăm năm ngục tốt sinh hoạt, cũng làm người áo đen cảm thấy cực kỳ nhàm chán, hiện tại hắn, bất quá là tự cấp chính mình sinh hoạt tìm một liều gia vị. Lấy cái gì đền bù? Trương Huyền khóe miệng chậm rãi liệt khai, rất đơn giản a, tỉ như ta cũng tăng lên tới ngưng khí cảnh thì tốt rồi. Cái gì, người áo đen thân thể chấn động, ở Trương Huyền giọng nói rơi xuống sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trương Huyền trên người khí thế, chính lấy một loại cực nhanh tốc độ, ở bò lên. Thần nông giá trên không, sương mù dày đặc tràn ngập, giờ phút này, Trương Huyền sở chạm tiểu bên vách núi, sương mù dày đặc đang ở bay nhanh kích động, mà ở Trương Huyền bên cạnh, một phen ám kim sắc trường kiếm, đang ở chậm rãi ngưng tụ. Người áo đen cảm thấy có chút không ổn,
không hề chờ đợi Trương Huyền, cầm giản chiều Trương Huyền chiều tới. Không trung, một đạo thật lớn giản ảnh chiều Trương Huyền ném tới, tại đây không người khu vực, người áo đen không có bất luận cái gì lưu thủ, bày ra ra hắn có thể so với thần tiên thủ đoạn, này đầy trời sương mù dày đặc, đều ở người áo đen này một giản hạ tiêu tán không ít. Mắt thấy kia một giản muốn nện ở Trương Huyền đỉnh đầu khi, Trương Huyền bên cạnh ám kim sắc trường kiếm, bị Trương Huyền cầm ở trong tay, hoành lập đỉnh đầu, chặn người áo đen này một giản. Tuy rằng Trương Huyền trong tay này bóng kiếm còn có chút hư, nhưng uy lực, đã vô pháp làm người áo đen khinh thường. A, à, nguyên lai đây là ngưng khí cảnh A, cảm giác, thật đúng là không tồi đâu. Trương Huyền khóe miệng tươi cười càng ngày càng thịnh, hắc kim sắc khí mang, từ trong thân thể hắn chấn ra, đánh tan không trung giản ảnh. Người áo đen trong mắt ngưng trọng càng ngày càng thâm. Đến đây đi, Trương Huyền hét lớn một tiếng, làm ta nhìn xem, thần ẩn hội người, rốt cuộc mạnh như thế nào. Trương Huyền nhất kiếm bổ ra, quấy phong vân, hai cây che trời đại thụ nháy mắt từ phần eo bẻ gãy. Người áo đen sắc mặt mãnh biến, cầm giản che ở trước người. Tại đây đồng thời, liền ở Trương Huyền vị trí này tiểu nhai phía dưới, gần trăm đạo thân ảnh, đang từ từ đi tới. Bạch Giang Nam đi tuốt đàng trước phương, đứng ở một chỗ vách núi thạch động phía trước. Chương 746 đồng thao môn. Này thạch động rất lớn, liền lớn như vậy há mồm hiện ra ở mọi người trước mắt. Đi đến cửa động thời điểm, đi theo Bạch Giang Nam cùng tiến đến những cái đó ngầm thế lực, trong lòng đều có chút e ngại, bọn họ tổng cảm giác, này liền như là một con phủ phục ở trong núi hung thú, mở ra nó bồn máu mồm to, chờ chính mình đám người chui đầu vô lưới. Lúc này Bạch Trì đã thức tỉnh lại đây, bên ngoài thân những cái đó thương, trong tương lai dược vật hạ, đã khôi phục không sai biệt lắm, bọn họ những người này vốn là thường xuyên rèn luyện, cơ bắp cường độ so người bình thường muốn cao hơn rất nhiều, sự trao đổi chất tốc độ cũng nhanh rất nhiều, miệng vết thương khép lại tốc độ, là thường nhân vài lần. Miệng vết thương tuy rằng khép lại, bất quá Bạch Trì tinh thần, còn có vẻ thực suy nhược, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, đi theo Bạch Giang Nam phía sau, thiếu dĩ vãng cái loại này khiêu thoát. Có loại lão thử nhìn thấy miêu cảm giác. Bạch Giang Nam ở cửa động trước liền một giây đồng hồ đều không có dừng lại, bước đi đi vào, tương lai đám người đuổi kịp. Ha ha, Tô lão đệ, nhìn dáng vẻ nhà các ngươi này nữ oa, cùng ta nhi tử Liêu đến cũng không tệ lắm a. Trúc Hoa Thái cười lớn một tiếng, duỗi tay chỉ hạ thân sau. Ở Trúc thị trong đội ngũ, Lâm Thanh Hạm cùng Trúc Hoa Thái chi tử Trúc Phong đi cùng một chỗ, Trúc Nguyên đi theo một bên. Trúc thị đội ngũ so với phía trước muốn co lại rất nhiều, cùng tương lai đám người một trận chiến, làm Trúc thị tổn thất thảm trọng. Tô Văn Hiến ha hả cười, trong mắt lại là mang theo vài phần nghi hoặc. Lâm Thanh Hạm đi ở Trúc thị trong đội ngũ, nàng rất rõ ràng, Trúc Hoa Thái đây là biến tướng giam lỏng chính mình. Thần ẩn hội thần phạt xử Chu Lam bốn người, cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, đi nhanh đi theo Bạch Giang Nam phía sau cách đó không xa, bọn họ làm ngưng khí cao thủ. Đối chính mình bản thân liền có nhất định tin tưởng, càng nhận định ở đây giữa, trừ bỏ Bạch Giang Nam bên ngoài, sẽ không có người dám đối chính mình bốn người động thủ, mà Bạch Giang Nam, ở quy củ hạn chế hạ, hắn cũng không phải muốn ra tay liền ra tay. Đi vào này trong sơn động, đập vào mắt thực hắc, tiếng bước chân rõ ràng ở huyệt động nội tiếng vọng, trước mắt cũng không phải liếc mắt một cái có thể vọng đến cùng, mà là có một cái thật lớn hình cung, làm người nhìn không tới tận cùng bên trong đều có cái gì. Sơn động chiều cao 4m5, rộng chừng đến 10m, 7-8 cá nhân song song đi đều không có vấn đề. Ở bước vào này huyệt động trong nháy mắt, mọi người là có thể cảm nhận được, này huyệt động nội nhiệt độ không khí, so bên ngoài không biết muốn thấp nhiều ít, há mồm hô hấp, đều có thể nhìn đến rõ ràng hà hơi. Nói là nóng bức mùa hạ khi tủ lạnh, kia đều không quá. Hô, Bạch Giang Nam tiến huyệt động chung, thở phào một hơi, mở miệng nói, ta này sư đệ. Đem sư phụ chôn ở chỗ này, đảo cũng có chút ý tứ, làm ta ngẫm lại, căn cứ sư môn quy củ nói. Bạch Giang Nam ở tiến vào huyệt động hơn 30 mễ sau, dừng lại bước chân làm ra một bộ suy tư trạng, vài giây sau, liền thấy Bạch Giang Nam chụp tam xuống tay trưởng, hắn vỗ tay thanh âm không ngừng ở huyệt động nội tiếng vọng. Ngay sau đó, Bạch Giang Nam hướng tả đi rồi hai bước, lại về phía trước một bước, theo sau lùi lại ba bước. Đương Bạch Giang Nam làm xong này hết thảy sau. Một đạo ánh lửa, đột nhiên chiếu sáng lên Bạch Giang Nam bên cạnh, đây là Bạch Giang Nam bên người một chi tạp ở trên tường cây đuốc đột nhiên sáng lên. Đồng thời, một trận phốc 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 thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên, một chi lại một chi cây đuốc, mỗi chi cùng mỗi chi chi gian khoảng cách, đại khái có 5 mét, phân bố ở huyệt động hai bên,
tất cả đều sáng lên, đem cả tòa huyệt động chiếu sáng lên. Này cây đuốc cũng không phải gì đó công nghệ cao đèn điện, đột nhiên như vậy toàn sáng lên tới, đem huyệt động nội mọi người hoảng sợ. Nhìn dáng vẻ, ta này đại đệ tử đương còn tính có thể sao? Bạch Giang Nam vừa lòng cười cười. Chu Lam bốn gã thần phạt sử đi đến một bên, nhìn kỹ mắt bên cạnh cây đuốc, theo sau khinh thường cười, lấy cơ quan nhỏ khống chế đá lấy lửa, đem một chi cây đuốc bậc lửa, thông qua kíp nổ bậc lửa còn lại cây đuốc, còn tưởng rằng là cái gì cao thâm pháp môn, kết quả là, giả thần giả quỷ mà thôi. Ha ha, này liền như là về hưu ảo thuật ra vạch trần vãn bối sao? Bạch Giang Nam cười nói. Nghe Bạch Giang Nam nói, Chu Lam bốn người sắc mặt đều có chút khó coi, Bạch Giang Nam lời này minh bày là chỉ, thật muốn nói giả thần giả quỷ, thần ẩn hội mới là nhất sẽ giả thần giả quỷ người. Lời này, ta nhưng thật ra thực tán đồng a, ha ha. Trúc Hoa Thái cười lớn một tiếng. Bạch Giang Nam chiếu sáng lên toàn bộ thông đạo sau, cũng không có lãng phí thời gian, đi nhanh chiều huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Trừ bỏ Bạch Giang Nam cùng Quang Minh Đảo mọi người bên ngoài, còn lại người đều đi thật cẩn thận, tương lai đám người rất rõ ràng, Bạch Giang Nam sẽ không hại bọn họ, nhưng còn lại người, đã có thể không như vậy suy nghĩ, sợ này huyệt động nội có cái gì cơ quan, một cái không cẩn thận liền bỏ mạng tại đây. Rốt cuộc, này huyệt động, là Lục Diễn mộ. Lục Diễn chi danh, thật sự là quá vang dội. Mọi người tuy rằng cẩn thận, nhưng bước chân cũng không chậm, cũng không có bị Lục Diễn rơi xuống quá xa, vẫn luôn đi theo Lục Diễn phía sau. Liền như vậy đi rồi mười mấy phút, mọi người trong tưởng tượng ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, này huyệt động giống như chính là bình thường nhất hầm trú ẩn giống nhau, trừ bỏ rét lạnh một chút, trống trải một chút bên ngoài, không có gì đặc thù địa phương. Huyệt động rất sâu, lại là đi rồi mười mấy phút, ở mọi người tiến vào huyệt động nửa giờ sau, rốt cuộc đi tới cuối. Nói là cuối, cũng không được đầy đủ là, chỉ là có hai phiến thật lớn đồng thau môn, chặn mọi người lộ. Đồng thau môn có 4m5 cao, đỉnh ở huyệt động nhất phía trên, khoan cũng đạt tới 10m, đem phía trước hoàn toàn phong kín, trên cửa điêu khắc đủ loại hình thái kỳ dị quái thú, vươn lợi chảo, mở ra bồn máu mồm to, kia sinh động như thật ánh mắt nhìn chằm chằm trước cửa người, tản ra từng luồng hàn ý. Trên cửa rơi xuống rất nhiều cho bụi, đều là từ sơn động thượng rơi xuống. Có thể thấy được nơi này đã bao lâu không ai đã tới. Đồng thau môn hai phiến xác nhập, chỗ giao giới phân biệt có hai vòng thật lớn đồng hoàn. Bạch Giang Nam đi ra phía trước, dùng tay đong đưa đồng hoàn, gõ đồng thau môn, liền nghe một trận tiếng vang truyền tới, từ thanh âm liền nhưng phân biệt, cửa này rốt cuộc có bao nhiêu hậu. Các vị, ở mở ra này phiến trước cửa, ta có một ít việc muốn nói, các ngươi cần phải nghe hảo. Bạch Giang Nam xoay người, lớn tiếng mở miệng. Bạch Giang Nam thanh âm, ở huyệt động nội không ngừng tiếng vọng, lúc này không ai hé răng, đều lẳng lặng nghe hắn nói. Đối với bình thường ngầm thế lực tới nói, lần này hành trình, rất có thể chính là một cái thay đổi chính mình cả đời cơ hội, mà đối với thần ẩn hội cùng thị tộc người mà nói, bọn họ cũng phi thường tò mò, Lục Diễn mộ chung, rốt cuộc có cái gì? Vì sao sẽ có truyền thuyết, hắn mộ, chính là trên thế giới này lớn nhất cổ võ bảo tàng? Bạch Giang Nam cất cao giọng nói, các vị, ta hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, này phiến phía sau cửa mới có cái gì, ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho các ngươi, có đếm không hết cổ võ công pháp, có số lượng khổng lồ linh thạch, có đủ loại luyện khí pháp môn. Bạch Giang Nam nói đến lúc này, cố ý tạm dừng một phen. Một trận hít hà một hơi thanh âm, ở huyệt động nội vang lên. Cổ võ công pháp, số lượng khổng lồ lâm thị, đủ loại luyện khí pháp môn, này đừng nói là bình thường ngầm thế lực, ngay cả trúc thị này tam đại thị tộc. Bao gồm thần ẩn hội Chu Lam bốn người, trong mắt đều lộ ra nùng liệt tham du. Chương 747 nghĩ kỹ. Ở tới trên đường, bình thường ngầm thế lực, liền hướng kinh thành tam đại gia phát ra dò hỏi, những cái đó thị tộc người, là như thế nào làm được cách không đả thương người, đạp không mà đi. Kinh thành tam đại gia hồi phục, cũng làm các đại địa hạ thế lực, minh bạch khí thứ này. Có thể tưởng tượng muốn khống chế khí, đối với các đại địa hạ thế lực tới nói, thật sự là quá khó khăn. Kinh thành tam đại gia theo như lời linh thạch, theo như lời luyện khí công pháp, đối bọn họ mà nói, giống như là cái loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết chí bảo giống nhau, liền tính biết, cũng không biết nên đi đâu mới có thể được đến. Nhưng hiện tại, Bạch Giang Nam minh xác nói cho mọi người, bọn họ muốn đổ vật, tại đây phiến phía sau cửa liền có. Những cái đó ngầm thế lực người, càng là liền hô hấp đều có chút thô nặng. Các vị, Bạch Giang Nam lại lần nữa lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi này đó. Là muốn cho các người rõ ràng,
các ngươi này đó còn không có nắm giữ khí người, một khi đi vào này phiến môn, các ngươi thiên địa, liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, các ngươi thế giới, không bao giờ là nguyên lai tiếp xúc đến thế giới kia, các ngươi cùng thị tộc chi gian, không còn có một cái rõ ràng đường ranh giới, kia trương đặt ở các ngươi trước mặt ô dù, cũng sẽ bị trừ rớt, cho nên, ở mở ra này phiến trước cửa. Ta cho các ngươi 3 phút thời gian, cho các ngươi hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc là lưu lại nơi này, vẫn là xoay người rời đi. Bạch Giang Nam nói xong này đoạn lời nói sau, khoanh tay đứng ở nơi đó, không bao giờ cổ họng một tiếng. Thần ẩn hội 4 gã thần phạt sử, cùng với tam đại thị tộc người, trong mắt đều mang theo nghi hoặc, không rõ Bạch Giang Nam vì sao đột nhiên muốn làm như vậy, làm mọi người cùng nhau tu luyện khí, hắn đây là muốn làm cái gì. Lúc trước người kia, nhưng chính là ở thủ lăng nhất tộc hiệp trợ hạ, đem khí cùng binh hoàn toàn tách ra, làm người thường vô pháp tiếp xúc khí, làm có được khí người không thể tùy tiện vào đời. Nhưng Bạch Giang Nam hiện tại làm này hết thảy, còn không phải là muốn đem tất cả đồ vật, đều trở về đến ban đầu thời điểm sao. Các đại địa hạ thế lực người, nghe Bạch Giang Nam nói, có người ánh mắt kiên định, đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, bọn họ gặp được thị tộc cường thế, gặp được bọn họ cường đại, cảm nhận được chính mình nhỏ bé, lần này tới, chính là tìm một cái cơ hội. Có lưu lại nơi này người, cũng có rời đi người, thị tộc cùng thần ẩn hội xuất hiện. Làm này đó rời đi người cảm nhận được cái gì kêu mạnh mẽ, chẳng sợ chính mình tìm được có thể tu luyện khí cơ hội, chỉ sợ cũng không cái kia cơ hội, nếu thật sự luyện khí, như vậy thì tộc liền có thể tùy tiện đối bọn họ ra tay, đến lúc đó, bọn họ liền tính tự thân so hiện tại cường đại, nhưng quá sinh hoạt, chỉ sợ cũng không như hiện tại. Mỗi người, trong lòng đều có cân nhắc lợi và hại một cây cân, có chính mình lựa chọn. 3 phút thời gian, nói mau không mau, nói chậm, cũng không chậm. So với số ít rời đi người, tuyệt đại đa số người, vẫn là lưu lại nơi này. Rốt cuộc đã đến người, kia đều là mỗi cái ngầm thế lực lãnh tụ, bọn họ trong lòng, có một loại dã vọng, không cam lòng vĩnh viễn xu với người hạ. Có rất nhiều người cho rằng, này khí xuất hiện, chính là một cái cơ hội, một cái thay đổi hiện trạng, một cái có thể siêu việt những cái đó thế lực to lớn cơ hội. Bạch Giang Nam nhìn trên cổ tay trái đồng hồ, đường đệ tam phút một quá, hắn không nói gì. Mà là mặt hướng kia đồng thau đại môn, đôi tay bắt lấy trong đó một cái đồng hoàn, dùng sức lôi kéo. Ở Bạch Giang Nam phát lực đồng thời, một con có 3 mét đại màu trắng bàn tay to, ở hắn phía sau hình thành, cũng bắt được đồng hoàn, đây là Bạch Giang Nam khí hình thái. Ở màu trắng bàn tay to lực lượng hạ, đồng thau đại môn, phát ra kéo kẹt tiếng vang, chậm rãi mở ra một cái tế phùng. Tại đây đồng thời, mọi người trên đỉnh đầu sơn thể, đã xảy ra rất nhỏ lay động. Có đá vụn từ phía trên rơi xuống. Bạch Giang Nam kia chỉ màu trắng khí thể bàn tay to thượng sở tản mát ra năng lượng, làm những cái đó không có đến ngự khí người, bị đánh sâu vào ngay cả đều đứng không vững, cứ như vậy, mới có thể miễn cưỡng kéo ra đồng thau đại môn, có thể thấy được này đại môn trọng lượng. Đồng thau đại môn bị chậm rãi kéo ra, mỗi người, bao gồm Quang Minh đảo mọi người, ở thời điểm này, đều nín thở ngưng thần. Nơi này, chính là Lục Diễn Mộ. Kia trong truyền thuyết địa ngục quân vương sư phụ, hoa hạ cổ võ giới người thủ hộ. Đại môn dần dần mở ra, bên trong cảnh tượng, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thần nông giá trên không, phong vân cuốn động. Màu đen giản ảnh, cùng với ám kim sắc bóng kiếm, không ngừng ở không trung đối chạm vào. Trương Huyền cùng người áo đen từng người đạp lên không trung, hai người trước người, cây cối đứt gãy một mảnh, vách đá đều bị tiêu diệt. Người áo đen mồm to thở hổn hển, không có khả năng. Ngươi lúc trước bị Chu Lam bắt lấy thời điểm, không có khả năng có như vậy thực lực. A, ta nói này trông coi địa ngục ngục tốt như thế nào sẽ nhìn chằm chằm ta này một cái tiểu nhân vật đâu, nhìn dáng vẻ, tham dự chuyện này, không riêng kia 4 gã thần phạt sử a, ngươi cũng ở bên trong. Trương Huyền cầm trong tay ám kim sắc trường kiếm, hắn trạng thái, nhìn qua so người áo đen muốn hảo rất nhiều. Người áo đen trên người, giờ phút này che kín đủ loại miệng vết thương, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì. Nhưng hắn đã nơi trốn bị Trương Huyền sở áp chế. Thần ẩn hội trông giữ địa ngục ngục tốt, bị một cái ngầm thế lực thủ lĩnh áp chế, như vậy tin tức nếu truyền ra đi, chỉ sợ sẽ làm kia mạnh nhất thị tộc đều chấn động. Phải biết rằng, có thể trở thành ngục tốt người, kia đều là trải qua chọn lựa kỹ càng, nói là ngục tốt, nhưng ở thực lực cùng với thần ẩn hội bên trong địa vị thượng, so hành tẩu thế giới thần phạt sử muốn cao thượng quá nhiều, ngục tốt thân phận, ở thần ẩn hội bên trong, đều là tương đương cao. Hiện tại, một cái ngục tốt, thế nhưng bị bình thường ngầm thế lực lãnh tụ sở áp chế.
Này không phải nói ngục tốt quá yếu, mà là, hiện tại Trương Huyền, quá cường. Huyền Thiên cấp Trương Huyền an bài huấn luyện, có thể nói, đem Trương Huyền hiện giai đoạn sở có được tiềm lực, hoàn toàn ép ra tới, ở địa ngục nhà giam chung, kia hơn 20 danh bị giam giữ ở nhà giam nội hảo thủ, mỗi một cái lúc trước ở trên thế giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, mỗi người, kia đều có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi dũng, lại có thể làm Trương Huyền ở mọi người liên thủ hạ kiên chỉ mấy chục giây, có thể thấy được Trương Huyền hiện tại thực lực, có bao nhiêu đáng sợ. Chỉ cần ở linh khí cảnh giới thượng có thể đuổi kịp, Trương Huyền tuyệt đối có thể nói là vô địch. Chẳng sợ, Trương Huyền hiện tại trong tay ám kim sắc trường kiếm còn có chút hư ảo, chẳng sợ hắn chỉ là vừa mới tiến vào ngưng khí, còn chỉ là lúc đầu, kia cũng giống nhau có thể áp chế người áo đen. Trương Huyền giơ kiếm, chỉ xéo người áo đen. Người áo đen trong mắt toàn là ngưng trọng, hắn có dự cảm, chính mình nếu thật sự tiếp tục chiến đi xuống, rất có thể sẽ chết, loại này dự cảm, phá lệ mãnh liệt. Trương Huyền một bước tiến lên trước, đảo mắt xuất hiện ở người áo đen trước người, hắn hiện tại là đem người áo đen làm một cái tiêu chuẩn, tới cân nhắc thực lực của chính mình, làm Trương Huyền có chút tiếc hận chính là, cái này người áo đen, có chút quá yếu, không có cách nào làm chính mình phát huy toàn bộ thực lực ra tới. Người áo đen giờ phút này trong lòng đã sinh ra lưu ý, đối mặt Trương Huyền tiến công, không hề lựa chọn cứng đối cứng, mà là áp dụng ngăn cản phương thức. Chương 748 tiến hóa. Này thần nông giá trong núi, không có bóng người. Trương Huyền cùng người áo đen đánh lên tới, cũng là không hề cố kỵ, thi triển thủ đoạn. Hai người tiến một lui, ở người áo đen tâm sinh sợ hãi sau, không còn có cùng Trương Huyền áp dụng cứng đối cứng quyết đấu, hắn biên đánh biên lui, tìm cơ hội muốn rời đi. Chỉ là, Trương Huyền trong lòng đã ra sát ý, như thế nào có thể làm người áo đen nhẹ nhàng rời đi, chỉ cần người áo đen có sơ qua thả lỏng, chỉ cần người áo đen dám đem phía sau lưng lộ ra. Trương Huyền trong tay kia đem ám kim trường kiếm, tất nhiên thẳng lấy người áo đen tánh mạng. Ngầm huyệt động chung, thật lớn đồng thau môn bị Bạch Giang Nam hoàn toàn kéo ra, ở các thế lực lớn cùng với thị tộc, bao gồm thần ẩn hội trong lòng, đều cho rằng này đồng thau phía sau cửa phương, tất nhiên có khác động thiên, nói không chừng đều sẽ có thần thoại trong truyền thuyết động thiên phúc địa bộ dáng, nhưng sự thật, lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Thật lớn đồng thau phía sau cửa phương, là một cái ước chừng có 400 bình phương hình tròn thạch thính, cao 10 mét, thạch thính có 2 tầng, tiến đồng thao môn, ở đồng thao môn hai sườn, liền có hình cung thạch thang, nối thẳng 2 tầng. Đối diện đồng thao môn thạch thính 1 tầng, còn có hai phiến cao 2 mét đồng thao môn, phong tỏa trụ một gian thạch thất, tại đây thạch thất chung quanh trên dưới, cũng đều tọa lạc một ít thạch thất được khảm ở vách núi nội, không có đại môn. Bạch Giang Nam lớn tiếng mở miệng nói, nơi này, không có cơ quan. Không có ám khí, một tầng có cổ võ công pháp cùng linh thạch, hai tầng, tắc có luyện khí pháp môn, thần binh lợi khí, có thể lấy nhiều ít, liền xem các ngươi tự thân. Bạch Giang Nam nói xong, hướng đồng thau đại môn cửa vừa đứng, không hề có bất luận cái gì động tác. Bạch Giang Nam này phiên biểu hiện, làm ở đây mọi người đều có chút không hồi quá mức tới, đây là cái gì một cái tình huống, đồ vật nhậm lấy. Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Ở đây mỗi người, trên mặt đều có chút kinh nghi chi sắc. Tương lai đám người, căn bản không có chần chờ, bước đi hướng những cái đó không có đại môn thạch thất. Đi, chúng ta cũng đi. Trúc Hoa Thái ánh mắt hồ nghi đánh giá Bạch Giang Nam liếc mắt một cái, dẫn người đi hướng một gian trong thạch thất. Nếu thực sự có linh thạch, đối bọn họ Trúc Thị mà nói, cũng là rất lớn hạng nhất trợ lực. Hiện tại Trúc Thị, tính toán đâu ra đấy, bất quá có 4 khối linh thạch, thêm lên cũng liền một cái người trưởng thành nắm tay như vậy đại. Có thể nói, mỗi một tí xíu linh thạch, đối thị tộc tới nói, đều trọng yếu phi thường, đặc biệt là bọn họ loại này xếp hạng dựa sau thị tộc. Trúc thị đều động, Tô thị cùng Tiêu thị, tự nhiên sẽ không cái gì đều không làm, cũng phân biệt dẫn người, chọn lựa thạch thất đi vào đi. Thần ẩn hội người đứng ở chỗ này không nhúc nhích, Chu Lam 4 người trong mắt đều mang theo tham lam, nhưng cũng có chút kiêng kỵ. Các đại địa hạ thế lực người, đứng ở đại sảnh giữa, ai đều không có vọng động. Linh thạch, quả nhiên là linh thạch, Tô gia sở chọn lựa kia gian thạch thất giữa, truyền đến một đạo kinh hỉ thanh âm, nhưng thực mau liền đè thấp đi xuống. Này nói kinh hỉ thanh âm, làm này đó còn đứng ở đại sảnh giữa ngầm thế lực, tất cả đều không đứng được, nhất bên ngoài một người, thật cẩn thận đi vào một gian thạch thất giữa, đường hắn bước vào thạch thất nháy mắt, giống như là nhấc lên một cổ sóng chiều, làm những cái đó còn đứng ở trong đại sảnh người, điên cuồng chiều 4 phía thạch thất dũng đi. Mọi người ở trong đại sảnh trần chờ, chỉ là không thể tin được,
Bạch Giang Nam sẽ dễ dàng như vậy đem bảo bối đưa cho đại gia, làm đại gia tùy ý đi lấy, mà khi chuyện này xác định sau, không ai sẽ khách khí, tất cả đều điên cuồng dường như bắt đầu tranh đoạt. Cơ gia cơ thủ một, bên hông đừng một phen trường kiếm, đi đến Bạch Giang Nam trước người, mở miệng nói, ta không rõ, ngươi vì cái gì làm như vậy. Cơ thủ cùng nhau không có sốt ruột đi đoạt lấy vài thứ kia, bao gồm còn thừa hai đại thế gia gia chủ, Khương Thần cùng Mây Trắng Thiên, cũng đều đứng ở Bạch Giang Nam trước người, khó hiểu nhìn hắn. Bạch Giang Nam hơi hơi mỉm cười, có gì không rõ, đại gia cùng nhau luyện khí sao? Lúc trước, đem khí cùng binh tách ra chính là các ngươi, hiện giờ, lại muốn cho thế nhân một lần nữa luyện khí, ngươi. Cơ thủ một mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Bạch Giang Nam đánh gãy. Cơ thủ một, ta cho ngươi nói, ngươi lớn như vậy cá nhân, dùng từ nhưng đến nghiêm cẩn một ít, cái gì kêu chúng ta? Lúc trước ta còn không sinh ra đâu, đó là nhà của chúng ta những cái đó lão tổ tông làm sự, cùng ta có gì quan hệ? Bạch Giang Nam đôi tay ôm ở trước ngực, trợn trắng mắt. Các ngươi tổ tiên làm sự, người Bạch Giang Nam là có thể phủ nhận. Cơ thủ một mực quang nhìn chằm chằm Bạch Giang Nam. Bạch Giang Nam nhún vai, ta nói người này thật là có ý tứ. Các ngươi cơ gia tổ tiên dùng hố xí, ngươi liền không thể dùng bồn cầu. Thực sự có ý tứ. Ta không muốn cùng ngươi cãi cọ. Cơ thủ một khẽ quát một tiếng, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy lại đây, đem cổ võ công pháp, linh thạch, cùng với luyện khí pháp môn bãi ở đại gia trước mặt, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ngươi rất rõ ràng, kia không phải ngươi có thể khống chế. Bạch Giang Nam vẻ mặt không thèm để ý nói, thế giới này, từ xưa đến nay, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua. Hôm nay tranh, cùng ngày mai tranh, lại có cái gì khác nhau đâu. Ở Bạch Giang Nam giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên từ một gian thạch thất trung phát ra. Buông linh thạch, tại đây đồng thời, một đạo quát chói tai thanh cũng vang lên. Cơ thủ vẻ mặt sắc khó coi mặt hướng kia gian có thanh âm phát ra thạch thất, tình huống như vậy, cơ thủ nhất đẳng người đã dự đoán được, có ích lợi, tự nhiên sẽ có tranh đấu phát sinh. Một đạo cả người tắm máu bóng người. Tay cầm một khối trong suốt tinh thể, đi nhanh từ trong thạch thất chạy ra tới, nhưng vừa mới lộ diện, đã bị một phen trường đao từ giữa lưng sỏ xuyên qua, máu tươi phun, nằm ở thạch thất cửa, lại có một người bay nhanh nhặt lên trong tay hắn linh thạch, đi nhanh chuẩn bị muốn chạy trốn. Đối mặt này hết thảy, Bạch Giang Nam giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, thảnh thơi dựa vào đồng thau trên cửa lớn. Bạch Giang Nam, người đây là tưởng diệt sạch bình thường ngầm thế lực sao? Cơ thủ giận dữ quát. Bạch Giang Nam khẽ lắc đầu, cười nói, không phải diệt sạch, mà là đồng hóa, từ nay về sau, không bao giờ sẽ có điều gọi ngầm thế lực, hoặc là nói, không bao giờ sẽ có điều gọi thị tộc, những cái đó phía trước rời đi người, đã bị cái này hắc ám thế giới sở đào thải, bọn họ muốn chậm rãi quy về người thường sinh hoạt, mà từ nay về sau, ở mọi người sở nhìn không tới trong thế giới, sẽ càng thêm tàn khốc. Ngươi muốn làm gì, cơ thủ nhéo quyền. Một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết. Từ các trong thạch thất không ngừng vang lên, bởi vì ích lợi, nguyên bản chịu thị tộc ức hiếp mà ngắn ngủi ngưng tụ thành một đoàn ngầm thế lực, lại lần nữa bắt đầu rồi tranh đấu. Làm gì, Bạch Giang Nam nhướng mày, đương nhiên là tiến hóa lạc, thị tộc xuất thế, các ngươi là muốn cho thế giới này, về sau biến thành thị tộc thế giới, vẫn là đại gia thế giới. Tiến hóa, Bạch Giang Nam trong lời nói này hai chữ, làm cơ thủ một ba người thân thể chấn động, tiến hóa hai chữ, nơi này hàm nghĩa. Vậy quá nhiều quá nhiều. Có tiến hóa, kia tự nhiên mà nói, cũng sẽ có đào thải. Hoặc là, bị này thế giới ngầm đào thải, hoặc là, đào thải này thế giới ngầm. Cơ thủ một ba người liếc nhau, bọn họ trong lòng đồng thời nhảy ra một cái ý tưởng, thế giới này, muốn thời tiết thay đổi. Chương 749 chúng ta thần ẩn hội tới quản. Trên thế giới này, tiến hóa chia làm hai loại. Đệ nhất loại, đi theo thế giới mà biến. Kêu người thích ứng được thì sống sót. Đệ nhị loại, làm thế giới tùy chính mình mà biến, cái này kêu thay đổi thế giới. Mỗi một lần tiến hóa sử, đều sẽ diễn sinh ra này hai loại bất đồng tiến hóa. Cái thứ nhất từ người vượn biến thành người tài ba tiến hóa giả, sẽ sử dụng công cụ, hắn thay đổi thế giới, đi theo hắn tiến hóa thành người tài ba người vượn, gọi là người thích ứng được thì sống sót, không có tiến hóa thành công, bị xưng là đào thải. Theo sau, người tài ba lại lần nữa tiến hóa thành đứng thẳng người, tiến hóa thành trí người, lại đến bây giờ như vậy. Mỗi một lần tiến hóa, đều sẽ làm thế giới vì này thay đổi, đều sẽ làm một đại bộ phận tao ngộ đào thải, mà không có bị đào thải, tắc nghênh đón thay đổi sau tân thế giới.
Tiến hóa này hai chữ, trong đó bao hàm, muốn quá nhiều quá nhiều. Bạch Giang Nam dựa vào trước đại môn, nhẹ giọng mở miệng nói, tiến hóa, là một cái cần thiết, cũng là một cái tất nhiên phải trải qua quá trình, các ngươi là muốn nhìn thị tộc theo thế giới cùng nhau biến hóa, vẫn là muốn cho thế giới này, đi theo thị tộc cùng nhau biến hóa, nhà các ngươi chung, bắt binh dùng ra tay, là có thể không đem hiện tại này chúc thị tam tộc đặt ở trong mắt, bất quá muốn rõ ràng, cùng chân chính đại thị tộc so sánh với, này tam tộc, bất quá là một đám a miêu a cẩu, các ngươi tam tộc bắt binh xử. Có thể ngăn cản những cái đó đại tộc người sao? Nghe Bạch Giang Nam nói, cơ thủ một ba người, nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, bọn họ thực minh bạch, Bạch Giang Nam nói, chính là sự thật, chờ đến những cái đó đại tộc xuất thế là lúc, chẳng sợ bọn họ kinh thành tam đại gia bắt binh dùng ra động, chỉ sợ cũng không có gì dùng. Bất quá vấn đề này, tạm thời không cần lo lắng, những cái đó càng là cường đại thị tộc, đã chịu ước thúc cũng càng nhiều, đều không phải là dễ dàng như vậy xuất thế. Bạch Giang Nam tiếp tục nói, chúc thị tam tộc xuất thế, tính chuyện tốt, cũng coi như chuyện xấu, bọn họ tuy rằng chèn ép các đại địa hạ thế lực, nhưng đồng dạng có thể làm những cái đó ngầm thế lực cảm nhận được áp lực cùng nguy cơ, vương sẽ thống trị thế giới ngầm nhiều năm, lại bị quang minh đảo cường thế lật đổ, sở hữu sóng gió, đều cuồn cuộn tại đây ngầm hải chỗ sâu nhất, hơi thiền một ít người, đều quá quá an nhàn, cũng là thời điểm, làm cho bọn họ một lần nữa tưởng một chút, cái gì kêu người thích ứng được thì sống sót. Ở Bạch Giang Nam nói chuyện đồng thời, này trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, nghe phá lệ thấm người. Một ít trong thạch thất, đã có máu tươi từ thạch thất khẩu chảy ra, không riêng gì bất đồng thế lực người ở tranh đoạt, chẳng sợ hai cái đồng dạng thế lực người, cũng sẽ bởi vì một khối linh thạch, mà sinh ra tranh đấu. Thay đổi cả đời này bốn chữ, sở mang dụ hoặc lực thật sự là quá lớn quá lớn. Lớn đến có thể làm thân mật nhất người trở mặt thành thù. Bất quá! Nơi này tranh đấu lại tàn nhẫn, cũng giới hạn trong các đại địa hạ thế lực chi gian, còn không có người dám đi trêu chọc quang minh đảo cùng thị tộc người, rốt cuộc đại gia rõ ràng, ích lợi lại đại, nổi danh hưởng thụ mới là. Chu Lam bốn người đứng ở đại sảnh giữa, tận mắt nhìn thấy một người bắt lấy một khối chừng người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ linh thạch chạy ra đồng thao môn, đôi mắt đều đỏ, lớn như vậy linh thạch, chẳng sợ bọn họ bốn cái, đều không có gặp qua. Chu Lam bốn người, lúc trước cố ý hãm hại Trương Huyền. Đem Trương Huyền đánh vào địa ngục nhà giam, muốn tiếp quản quang minh đảo, vì chính là cái gì, còn không phải là này linh thạch sao. Nhưng hiện tại linh thạch liền ở trước mắt, Chu Lam bốn người lại không có biện pháp đi động, bởi vì bọn họ không thuộc về hoa hạ cổ võ giới, không thuộc về hoa hạ ngầm thế lực, bọn họ thuộc về thần ẩn hội, một cái ở toàn thế giới đều có được đặc thù địa vị tổ chức. Nơi này đồ vật, bọn họ không thể đụng vào. Chu Lam trong mắt loạn chuyển, đột nhiên che ở đồng thau trước cửa. Một người hoa hạ ngầm thế lực người mới vừa tính toán vụt ra đồng thao môn, kết quả bị Chu Lam một tay ngăn cản xuống dưới. Không được đi. Chu Lam bốn người thủ đoạn, ở phía trước đêm mưa chung, mọi người đều gặp qua. Này Chu Lam duỗi tay cản lại, người nọ sợ tới mức chân đều nhũn ra, căn bản không dám nói cái gì, thành thành thật thật đứng ở đồng thao trước cửa. Cơ thủ một hét lớn một tiếng, kinh thành tam đại gia làm hoa hạ cổ võ giới dây đầu đàn, lúc này cần thiết muốn lên tiếng. Các người thần ẩn hội tay, duỗi cũng quá dài đi. Khi nào chúng ta hoa hạ cổ võ giới sự, cũng đến phiên các ngươi nhúng tay. Không không không, Chu Lam lắc lắc đầu, vừa mới Bạch Giang Nam đã nói, chỉ cần tiến vào này phiến môn, về sau liền không có hoa hạ cổ võ giới cùng thị tộc chi phân, mọi người đều dung đến cùng nhau, nếu là như thế này, chúng ta thần ẩn hội, tự nhiên muốn xen vào quản, hiện tại ta lấy thần ẩn hội thần phạt xử thân phận nói cho các ngươi hiện tại làm những chuyện như vậy. Ta hoài nghi là tưởng chủ động khiến cho thế giới luyện khí giả chiến tranh, cho nên ta cần thiết đem nơi này đồ vật, đăng báo cấp thần ẩn hội cao tầng. Chờ cao tầng quyết đoán, ở chúng ta thần ẩn hội cao tầng quyết đoán xuống dưới phía trước, nơi này đồ vật, đều phải từ chúng ta thần ẩn hội tới bảo quản. Ha ha, các ngươi thần ẩn hội, không khỏi có chút quá không đem chúng ta hoa hạ để vào mắt đi. Trúc Hoa Thái đi ra thạch thất, hắn trong tay, cũng cầm hai khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ linh thạch, không ngừng thưởng thức. Trúc tộc trưởng nếu có ý kiến, có thể cho chúng ta hoa hạ khu vực đặc sứ đưa ra. Chu Lam ra tiếng, hắn trực tiếp nâng ra bản thân trên cùng người, tới áp Trúc Hoa Thái. Quả nhiên, Trúc Hoa Thái vừa nghe hoa hạ khu vực đặc sứ, hừ lạnh một tiếng, lại là không mở miệng. Chu Lam lại đối đứng ở cách đó không xa Bạch Giang Nam nói, Bạch Giang Nam, thân phận của ngươi, chúng ta thần ẩn hội rất rõ ràng, mặc kệ ngươi lúc trước đi theo lục diễn, có được như thế nào thân phận.
nhưng ngươi trước sau là thủ lăng nhất tộc người, lúc này, ngươi nếu tưởng trái với quy củ nói, chỉ sợ, chúng ta thần ẩn hội hoa hạ khu vực đặc sứ, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bạch Giang Nam nhún vai, các ngươi thần ẩn hội thật muốn vô sỉ lên, ta cũng là không có gì biện pháp, ta liền nói các ngươi bốn cái thần phạt xử thực lực, như thế nào kém như vậy, nguyên lai là đem tâm tư đều dùng đến chơi văn tự trong trò chơi mặt. À, Chu Lam không thèm để ý cười cười, chúng ta bốn người thực lực tuy không bằng ngươi Bạch Giang Nam, nhưng toàn bộ thần ẩn hội, so ngươi Bạch Giang Nam hiếu thắng người, có quá nhiều quá nhiều. Chu Lam bất động thanh sắc lấy ra thần ẩn hội tới áp Bạch Giang Nam. Ngươi Bạch Giang Nam thân là thủ lăng nhất tộc người, thật muốn tưởng khơi mào chiến tranh, ta đây thần ẩn hội, cũng phụng bồi rốt cuộc. Hôm nay, ta Chu Lam cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn chém giết này đó không ổn định nhân tố. Chu Lam hét lớn một tiếng, một phen màu lam trường kiếm ở trong tay hắn hình thành, sát khí lan tràn. Đứng ở Chu Lam trước người người nọ, hai chân không ngừng phát run, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Chu Lam trong mắt kia cổ sát ý, run run rẩy rẩy đem trong tay linh thạch giao cho Chu Lam. Đừng giết ta, cầu ngươi, đừng giết ta. Chu Lam vừa lòng đem linh thạch tiếp nhận, theo sau hét lớn một tiếng, các ngươi mọi người, đem đoạt được đến linh thạch chi vật, toàn bộ giao cho ta. Ta cấp, chỉ cần ngươi không giết ta. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Liền thấy một đạo lưu chữ tóc ngắn mạn diệu thân ảnh, run run rẩy rẩy chiều Chu Lam đi đến. Chương 750 các ngươi tuyển. Lâm Thanh Hạm vẫn luôn cũng chưa tham dự đến này đó bảo vật tranh đoạt chung, nàng rất rõ ràng, lấy chính mình, căn bản là không cần tưởng ở này đó nhân thủ chung bắt được một chút chỗ tốt, nàng vẫn luôn đều đứng ở này chính giữa đại sảnh, ở nhìn đến này nói chiều Chu Lam đi đến mạn diệu thân ảnh là lúc. Lâm Thanh Hạm trong mắt xuất hiện vài phần nghi hoặc, nàng tổng cảm giác chính mình ở đâu gặp qua người này, lại còn có không ngừng một hai lần. Tóc ngắn nữ nhân run run thân thể, đi đến Chu Lam trước người, đem trong tay một khối chỉ có 4 lập phương cm tả hữu linh thạch giao cho Tôn Lam, trong mắt mang theo khẩn cầu, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ta cái gì đều không cần, cái gì đều không cần. Có thể nhìn đến, nữ nhân xinh đẹp gương mặt tràn ngập sợ hãi, trước mặt đổ máu cảnh tượng, đem nàng sợ hãi. Chu Lam vừa lòng nhìn nữ nhân truyền đạt linh thạch, đây là chính mình thị uy sau, cái thứ nhất chịu thua người. Đem linh thạch tiếp nhận, Chu Lam vừa lòng gật gật đầu, mở miệng nói, không tồi, ngươi là cái người thông minh. Kia, kia, nữ nhân ngẩng đầu, nhìn Chu Lam, vẻ mặt không xác định hỏi, ta đây có thể đi rồi sao? Có thể, này đó linh thạch, chỉ là chúng ta thần ẩn hội thay bảo quản, nghỉ ngơi đầu quyết sách xuống dưới sau, ta sẽ một lần nữa trả lại cho các ngươi. Chu Lam nói, hắn lời này, là cá nhân là có thể nghe ra là có ý tứ gì, ở đây cũng đều không phải ngốc tử, ai có thể không biết Chu Lam trong lòng tưởng cái gì. Tóc ngắn nữ nhân kinh sợ gật đầu, bước nhanh đi ra đồng thao môn. Chu Lam thưởng thức trong tay hai khối linh thạch, ánh mắt quét về phía còn lại các đại địa hạ thế lực người, ra tiếng nói, kế tiếp, là ai? Chu Lam cũng thực thông minh, hắn cũng không có đem mục tiêu đặt ở thị tộc cùng Quang Minh đảo trên người. Mà là chỉ nhằm vào các đại địa hạ thế lực, lợi dụng luyện khí giả thế giới quy tắc lỗ hổng, tới chèn ép này đó ở phía trước vài phút mới tiến vào luyện khí giả thế giới người thường. Này đó mới tiến vào luyện khí thế giới bình thường ngầm thế lực, tự nhiên là không có năng lực có thể cùng Chu Lam bốn người chống lại, đến nỗi tam đại thị tộc, cũng sẽ không đi chọc kia một thân tao, cùng thần ẩn hội đi đối nghịch. Các đại địa hạ thế lực, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều gắt gao bắt lấy vừa mới bắt được trong tay đồ vật. Đây là có thể thay đổi bọn họ cả đời chí bảo, sao nguyện liền dễ dàng như vậy giao cho người khác. Bạch tiên sinh, mấy thứ này, là lúc trước Lục tiên sinh lưu lại, chúng ta thật sự muốn giao cho này cái gọi là thần ẩn hội sao? Một người hướng Bạch Giang Nam mở miệng, bọn họ không có năng lực đối kháng Chu Lam bốn người, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Bạch Giang Nam trên người. Bạch Giang Nam đôi tay ôm ngực, dựa vào nơi đó, ra tiếng nói, các ngươi giống như còn là không minh bạch lời nói của ta. Ở tiến vào này trước đại môn, ta cũng đã nói cho các ngươi, một khi tiến vào này phiến đại môn, các ngươi muốn đối mặt, chính là một thế giới hoàn toàn mới, trong thế giới này có các ngươi, có thị tộc, cũng có thần ẩn hội, các ngươi nếu không nghĩ đem trong tay đồ vật giao ra đi, vậy phản kháng, rất đơn giản đạo lý. Bạch Giang Nam nói thực minh bạch, cũng thực tàn khốc hiện thực. Cơ thủ một ba người há miệng thở dốc, cuối cùng không có phát ra tiếng, nếu thật là muốn nghênh đón tiến hóa, như vậy hiện tại hết thảy. Đều là này đó ngầm thế lực cần thiết phải trải qua, bọn họ tán đồng Bạch Giang Nam phía trước lời nói, sớm một ngày hủy diệt, cùng vãn một ngày hủy diệt,
lại có cái gì khác nhau, cùng với làm thế giới này theo thị tộc mà phát sinh thay đổi, không bằng làm thị tộc tùy thế giới đi thay đổi. Bạch Giang Nam này phúc cao cao treo lên thái độ, làm các đại địa hạ thế lực đều có chút run sợ, kể từ đó, trước mắt tình huống, cầu không được bất luận kẻ nào. Hoặc là, thành thành thật thật đem trong tay đồ vật giao ra đi, hoặc là, cùng thần ẩn hội phản kháng. Khả nhân người đều biết, cái thứ nhất đứng ra phản kháng người, tuyệt đối sẽ bị thần ẩn hội giết gà dọa khỉ, cho nên, không ai dám đứng ra nói cái gì, đều đang đợi người khác thiếu kiên nhẫn. To như vậy thạch thính giữa, lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh, nguyên bản tranh đoạt các đại địa hạ thế lực, giờ phút này cũng đều đình chỉ tranh đấu, rốt cuộc, không giải quyết thần ẩn hội sự, chẳng sợ cướp được lại nhiều đồ vật, đều chỉ là cho người khác làm áo cưới mà thôi. Mọi người giờ phút này, đều có một loại cùng chung kẻ địch cảm giác. Chu Lam thấy này một đám người, không có một cái trước mở miệng, liền ra tiếng nói, ta nãi thần ẩn hội thần phạt xử, trưởng quản thần ẩn hội phán phạt chi quyền, các ngươi nếu chấp mê bất ngộ, vậy chớ có trách ta không lưu tình. Màu lam nhạt khí, ở Chu Lam quanh thân vần quanh, mỗi người, đều có thể cảm nhận được kia khí mặt trên sợ ẩn chứa uy lực. Chu Lam đem ánh mắt phóng tới khoảng cách hắn gần nhất một người trên người, nhàn nhạt mở miệng nói, làm ra ngươi lựa chọn. Bị Chu Lam sợ theo dõi người nọ, hai chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên mặt đất, hắn cầm linh thạch tay, chính không ngừng phát ra run rẩy. Chu Lam lại lần nữa ra tiếng, hoặc là, tuân thủ ta thần ẩn hội quy củ, hoặc là, chết. Cuối cùng một cái chết tự, Chu Lam lấy khí phát ra, thẳng bức đối phương mà đi. Đối phương vốn là không thế nào vững chắc tâm lý phòng tuyến, ở Chu Lam này một câu hạ, bị hoàn toàn đánh tan, thành thành thật thật lấy ra trong tay linh thạch, trình cấp Chu Lam. Đây là Chu Lam đệ tam khối linh thạch nhập trướng. Còn lại ba gã thần ẩn hội thành viên, giờ phút này cũng sôi nổi tản mát ra chính mình khí, đối ở đây mọi người, tiến hành tạo áp lực, bọn họ phát ra ra áp bách tính càng ngày càng cường. Một cái lại một cái ngầm thế lực người, chủ động đã đi tới, đem linh thạch giao cho bọn họ. Không, các ngươi không có quyền lợi làm như vậy. Không, một người rốt cuộc không chịu nổi áp lực như vậy, điên cuồng hét lớn một tiếng, cầm linh thạch, bay nhanh hướng đồng thau ngoài cửa mặt phóng đi. A, Chu Lam khẽ cười một tiếng, trong tay màu lam trường kiếm múa may. Chỉ là một cái chớp mắt, giống như đao thiết đậu hủ giống nhau, kia hướng ra đi trốn người đầu, liền lăn xuống tới rồi mặt đất. Mang theo một trường lưu vết máu, chậm rãi lăn đến đồng thau ngoài cửa mặt. Muốn rời đi, cũng có thể lựa chọn như vậy phương thức. Chu Lam xem cũng chưa xem kia bị hắn chạm rơi đầu người, tiếp tục mở miệng. Nhìn trên mặt đất kia thi thể phân ra người, các đại địa hạ thế lực còn không có giao ra linh thạch người, đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản có lấy hết can đảm muốn phản kháng người, kia thật vất vả cổ khởi dũng khí, cũng vào giờ phút này tan thành mây khói, thực lực của bọn họ. Cùng Chu Lam bốn người so sánh với, giống như vân bùn. Ta thời gian hữu hạn, nếu các ngươi lại không làm ra lựa chọn, ta đây liền tới giúp các ngươi làm. Chu Lam có chút không kiên nhẫn ra tiếng, trong tay hắn màu lam trường kiếm, càng thêm ngưng thật lên, từ giờ trở đi, ta số ba cái số sau, ta tùy cơ vì một người làm ra lựa chọn. Chu Lam nói xong, đem ánh mắt phóng hướng một nữ nhân trên người, vậy ngươi đi, ba tiếng nội, ngươi không nói cho ta ngươi lựa chọn. Ta đây liền cam chịu vì, ngươi là muốn cãi lời chúng ta thần ẩn hội quy định, cùng chúng ta thần ẩn hội là địch. Một, này một chữ vừa ra, bị Chu Lam nhìn chằm chằm nữ nhân lập tức mở miệng, trên mặt toàn là hoảng loạn, ta tuyển, chỉ là ta không bắt được linh thạch, cái này cho ngươi. Chương 751 muốn các ngươi chôn cùng. Nữ nhân cầm một quyển cổ võ công pháp, giao cho Chu Lam. Chu Lam vừa thấy đối phương không có linh thạch, có vẻ phi thường bất mãn. Nhưng cũng không hảo nói nhiều cái gì, đang lúc hắn duỗi tay tiếp được này bổn công pháp là lúc, lại là đột nhiên há to miệng, hai mắt ngơ ngác nhìn trước người. Một giây sau, Chu Lam bên người màu lam gió lốc thổi quét, mà Chu Lam bản nhân, tắc phẫn nộ quát, tiện nhân, chết. Mọi người nhìn đến, ở Chu Lam sau lưng, lúc này đang cắm một phen đoạn chủy, mà cầm trong tay đoạn chủy người, đúng là ban đầu chủ động đem linh thạch giao cho Chu Lam, đi xin tha cái kia tóc ngắn nữ nhân. Ở màu lam gió lốc thổi quét hạ, kia bắt lấy chủy thủ nữ nhân, giống như diều đứt dây giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Cắm vào Chu Lam giữa lưng đoạn chủy, cũng tại đây một khắc, từ Chu Lam trong thân thể bắn đi ra ngoài. Lâm Thanh Hạm ánh mắt một ngưng, nàng rốt cuộc nhớ tới, vì sao xem này tóc ngắn nữ nhân như vậy quen mắt, nàng là cái kia nữ cảnh, cái kia ngân châu nữ cảnh,
Trương Huyền không ít lần án kiện, đều là cái này nữ cảnh tới xử lý. Kêu Hàn Ôn Nhu. Ở đây, ai cũng chưa nghĩ đến, cái kia trước hết xin tha nữ nhân, thế nhưng sẽ đột nhiên đối Chu Lam xuống tay, mọi người đều có thể cảm nhận được, nữ nhân này thực lực cũng không cường, đừng nói cùng Chu Lam bọn họ so, chính là đặt ở bình thường ngầm thế lực giữa, cũng chỉ là thuộc về mặt lưu tồn tại. Điểm này, chính là Chu Lam bản thân đều không nghĩ tới, hắn quá cường thế, cũng quá ngạo nghễ đến, căn bản sẽ không cho rằng này đó ngầm thế lực con kiến dám đối với chính mình động thủ, nếu không chỉ bằng vào mượn hắn bên ngoài thân khí, Hàn Ôn Nhu trong tay chủy thủ, cũng chưa biện pháp thương đến Chu Lam chút nào. Hàn Ôn Nhu gian nan từ trên mặt đất bò dậy, nàng chỉ là cái lại bình thường bất quá võ giả, chỉ là thân thể tố chất so với người bình thường phải mạnh hơn một ít, ở Chu Lam này chấn động dưới, bị nội thương không nhẹ. Lau một phen khóe miệng vết máu, Hàn Ôn Nhu trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Chu Lam, phát ra một tiếng không cam lòng gào giống, ta muốn ngươi, cho ta nam nhân chôn cùng. Hàn Ôn Nhu đột nhiên túm hạ thân thượng màu đen áo khoác. Ở Hàn Ôn Nhu túm hạ áo khoác trong nháy mắt, ở đây người, bao gồm Bạch Giang Nam ở bên trong, đều là sắc mặt một ngưng, bọn họ rõ ràng nhìn đến, ở Hàn Ôn Nhu trên người, cột lấy một vòng lại một vòng cao bạo ngòi nổ, giờ phút này, Hàn Ôn Nhu thân ở này sơn trong bụng bộ, chỉ cần kíp nổ này đó cao bạo ngòi nổ, tất nhiên sẽ làm này tòa núi lớn nháy mắt sụp xuống, mọi người, đều sẽ bị chôn ở này sơn trong bụng. Này sơn có bao nhiêu cao, sơn thể có bao nhiêu khổng lồ, ở đây người kia đều trong lòng biết rõ ràng, một khi sơn thể sụp xuống, cho dù là Bạch Giang Nam, cũng không dám nói chính mình nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Chu Lam vừa mới giơ lên màu lam trường kiếm, như ngừng lại không chung, hắn sợ hãi. Ở tự thân sinh mệnh trình tự thượng, Chu Lam cho rằng, chính mình so này đó liền khí đều không có nắm giữ con kiến, cao hơn quá nhiều. Hàn Ôn Nhu tay phóng tới ngòi nổ kíp nổ khẩu, trên mặt treo lên một tia cười thảm, nhưng càng nhiều, là một loại giải thoát, nàng trong miệng lẩm bẩm, ta tới bồi ngươi, hy vọng ngươi đi chậm một chút, có thể ở cái kia hoàng tuyền trên đường từ từ ta. Tẩu tử, đừng xúc động, thời khắc mấu chốt, hải thần hét lớn một tiếng, thẳng tắp chiều Hàn Ôn Nhu phóng đi. Tẩu tử, hải thần nói, làm Bạch Trì đám người, đều là sửng sốt, Bạch Trì mọi người, toàn không quen biết Hàn Ôn Nhu, nhưng hải thần, lại là gặp qua Hàn Ôn Nhu một lần. Lúc trước ở trên biển, Trương Huyền ra mặt, giúp lưỡi dao sắc bén nói một câu nói. Hải thần tốc độ bay nhanh chiều Hàn Ôn Nhu phóng đi, Chu Lam căn bản không có cản hắn, cũng may này khoảng cách không xa, ở Hàn Ôn Nhu kéo xuống cao bạo ngòi nổ trước, hải thần bắt được Hàn Ôn Nhu cánh tay, hô to nói, tẩu tử, người không cần xúc động. Thấy Hàn Ôn Nhu kíp nổ ngòi nổ động tác dừng lại, ở đây người, đều thở phào nhẹ nhõm. Xúc động, Hàn Ôn Nhu cười thảm một tiếng. Ta lần này tới, chính là vì Trương Huyền báo thù, đâu ra xúc động vừa nói, mặc kệ là này thần ẩn hội, vẫn là Trúc Thị, đều là hại chết Trương Huyền hung thủ, ta muốn cho bọn họ mọi người, đều cho ta nam nhân chôn cùng. Hàn Ôn Nhu trong ánh mắt, lộ ra một loại kiên định, mang theo một cổ hẳn phải chết chi ý. Trong đại sảnh Lâm Thanh Hạm, thân thể hơi hơi chấn động, nàng trước nay cũng chưa nghĩ đến, cái này nữ cảnh, thế nhưng cũng cùng Trương Huyền có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bạch Trì đám người, đem Hàn Ôn Nhu nói nghe được rành mạch, ánh mắt theo bản năng chiều một bên Lâm Thanh Hạm nhìn lại, đương nhìn đến Lâm Thanh Hạm kia vẻ mặt không sao cả biểu tình sau, Bạch Trì đám người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ở Trương Huyền cùng Trúc Thị đại chiến trước, đã từng thông chi mọi người, muốn quang minh đảo cùng Tô gia, bao gồm Lâm Thanh Hạm, đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Từ quan hệ mặt đi lên giảng, hiện tại Trương Huyền, trừ bỏ một trương giấy hôn thú bên ngoài. Cùng Lâm Thanh Hạm là không có bất luận cái gì liên hệ, cũng mặc kệ nói như thế nào, đại gia đã từng quan hệ còn bãi tại nơi đó. Lâm Thanh Hạm thấp hèn đầu, không có ra tiếng, nàng sợ tiếp xúc thế giới càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng thần bí, người với người chi gian quan hệ, cũng không giống phía trước vài thập niên như vậy đơn thuần, một trương giấy hôn thú, đối với ở đây những người này tới nói, có thể tính gì chứ đâu. Lâm Thanh Hạm hơi hơi nhéo lên đôi bàn tay trắng như phấn. Hải thần hít sâu một hơi, tẩu tử, đại ca chỉ là âm tín toàn vô, không nhất định là đã chết. Không tồi, Chu Lam liên tục mở miệng, ta cũng không có giết hắn, hắn cũng là thần ẩn hội một viên, trái với thần ẩn hội quy định, ta đem hắn đánh vào đại lao, tuyên án 9 năm, 9 năm sau hắn tự nhiên liền sẽ ra tù, đến lúc đó, hắn vẫn như cũ là quang minh đảo quân vương. 9 năm, cái này niên đại con số, mang cho ở đây người, không giống nhau cảm giác. Nếu thật là 9 năm,
đối một nữ nhân tới nói, nàng đều không phải là không thể chờ. Nhưng đối ở đây các thế lực lớn mà nói, 9 năm sau, địa ngục quân vương 9 năm sau xuất thế, thế giới này sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Này 9 năm, là đem địa ngục quân vương vốn nên có huy hoàng cả đời, cấp hoàn toàn hủy hoại a. 9 năm sau, hắn sẽ một lần nữa ra tù, đến lúc đó, người hy vọng hắn chỉ nhìn đến ngươi mộ sao. Chu Lam ra tiếng, hắn hiện tại, thật sự rất muốn tể rớt nữ nhân này, nhưng đối phương trên người cao bạo ngòi nổ, không thể không làm Chu Lam ném chuột sợ vỡ đồ, hắn nhưng không nghĩ chính mình liền chết ở chỗ này mặt. Hàn Ôn Nhu đặt ở ngòi nổ kíp nổ thượng tay chậm rãi buông ra, thấy như vậy một màn Chu Lam, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đã tưởng hảo, chờ rời đi này sơn thể, trước tiên, liền đem nữ nhân này tể rớt. 9 năm, Lâm Thanh Hạm trong miệng lẩm bẩm cái này con số, nhân sinh có mấy cái 9 năm, 9 năm sau, cảnh còn người mất, hắn nếu ra tới sau, thân là ngầm quân vương hắn, như vậy làm người thường. Không, liền tính Trương Huyền chính mình có thể tiếp thu, Lâm Thanh Hạm cũng không tiếp thu được. 9 năm, vậy 9 năm. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt, nhiều vài phần kiên định, ngươi ra tới sau, ta như cũ, muốn cho ngươi làm ngươi ngầm quân vương. Lâm Thanh Hạm nghiêng vượt hai bước, đi đến Trúc Hoa Thái bên người, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm như tiếng muỗi, chỉ có Trúc Hoa Thái có thể nghe được. Ở Lâm Thanh Hạm mở miệng vài giây sau, Trúc Hoa Thái sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía cách đó không xa Tô Văn Hiến. Chương 752 hỗn chiến. Bạch Trì mấy người, gắt gao nắm nắm tay, nhìn chằm chằm Chu Lam. Người đem ta đại ca đánh vào nhà giam 9 năm, người đây là hủy hoại hắn. Lúc này Bạch Trì, khí cơ lại vô đêm mưa khi như vậy cường đại. Hắn trái với thần ẩn hội quy củ, tự nhiên phải bị đánh vào nhà giam, ta nãi thần ẩn hội thần phạt xử, bất quá là thực hiện chức trách mà thôi. Chu Lam nói, chức trách, Bạch Giang Nam cười cười, hắn lần này xuất hiện, có hai cái mục đích. Đệ nhất, là làm này đó ngầm thế lực người, tiến vào luyện khí giả thế giới. Đệ nhị, tắc chính là muốn hỏi thăm Trương Huyền rơi xuống. Bạch Giang Nam nhìn chằm chằm Chu Lam, mở miệng nói, thần ẩn thần phạt xử, ta hỏi ngươi, ta kia sư đệ, trái với ngươi thần ẩn hội nào nội quy củ. Chu Lam quát, hắn chủ động khơi mào cùng thị tộc chi gian chiến tranh, tàn sát Trúc thị thành viên. Ha ha, Bạch Giang Nam khẽ cười một tiếng, ngươi nếu nói ta sư đệ là thần ẩn hội một viên, Trúc thị tàn sát Trúc gia, hắn đối Trúc thị ra tay, lại có gì tội? Tự mình hành động, đó là tội. Chu Lam nói, ngươi nếu không hài lòng phán phạt kết quả, đại nhưng hướng thần ẩn hội cao tầng đưa ra. Tự mình hành động là tội. Bạch Giang Nam cười nhạo một tiếng, ta xem, muốn vụ oan giá họa, mới là tội đi. Chu Lam bước chân theo bản năng một lui, họ Bạch, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ, Bạch Giang Nam đi phía trước một bước, đây là hắn ở tiến vào cái này đồng thao môn lúc sau, lần đầu tiên có điều động tác, Chu Lam, ta cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta sư đệ ở đâu? Như thế nào, ngươi tưởng cứu hắn? Chu Lam trên mặt lộ ra một mặt hài hước chi sắc, đang lúc Chu Lam còn tính toán mở miệng trong lúc nói chuyện, một đạo mãnh tiếng quát, từ một bên vang lên. Trúc Hoa Thái, ngươi điên rồi. Tô Văn Hiến vẻ mặt không thể tin được nhìn Trúc Hoa Thái, hắn che lại ngực, ở vừa mới trong nháy mắt kia, Trúc Hoa Thái đối hắn khởi xướng đánh bất ngờ. Điên, ta xem điên người là ngươi đi, Tô Văn Hiến. Trúc Hoa Thái quát to, ngươi Tô Thị, ở Ngân Châu thành lập tứ phương tụ linh trận, các ngươi muốn làm cái gì? Tô Văn Hiến nghe được lời này, một sửng sốt, theo sau ánh mắt chiều đứng ở Tô Thị trong đội ngũ Lâm Thanh Hạm nhìn lại, đồ đê tiện. Ngươi dám bán đứng ta? Trúc Hoa Thái cười ha ha một tiếng, Tô Văn Hiến, ngươi đều đồng ý đem này nữ oa đính hôn cho chúng ta Trúc Thị, hiện tại nàng chính là ta Trúc Thị người, cho ta này tương lai công công nói chút lời nói, cũng kêu bán đứng ngươi sao? Vẫn luôn cũng không nói gì Tiêu Minh Hiền, cũng bởi vì tứ phương tụ linh trận này năm chữ, phát ra thanh âm, Tô Văn Hiến, ngươi thành lập tứ phương tụ linh trận. Tô Văn Hiến niết quyền, hắn thật sự không thể tưởng được, này Lâm Thanh Hạm là khi nào cùng Trúc Thị nhắc lên quan hệ, làm như vậy, đối nàng có chỗ tốt gì? Nàng một giới nữ lưu, thật đúng là cho rằng có thể từ Trúc Thị nơi đó phân ly canh. Tô Văn Hiến hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thanh Hạm sẽ làm như vậy, bởi vì này trong đó căn bản là không có ích lợi đáng nói. Họ Tô, người kiến này tứ phương tụ linh trận là cái gì dụng ý, trong lòng biết rõ ràng, các ngươi Tô Thị, muốn lấy binh. Trúc Hoa Thái về phía trước một bước, trong tay nhéo một đoàn khí. Trúc Thị mặt khác hai gã ngưng khí cảnh cao thủ, cũng là đi ra,
cùng Trúc Hoa Thái thành một hình tam giác, đem Tô Văn Hiến vây quanh ở trong đó. Tô Thị, các người chơi với lửa a. Tiêu Minh Hiền cũng mở miệng, hắn đi đến Trúc Hoa Thái bên cạnh 3 mét chỗ, cũng là mặt hướng Tô Văn Hiến, Tiêu Thị giữa, cũng đi ra một người, gia nhập đến cái này tam giác vòng vây chung. Nguyên bản hình tam giác vòng vây, bởi vì Tiêu Thị hai người gia nhập, hình thành một cái hình tròn, Tô Văn Hiến, liền đứng ở này vòng vây trung tâm. Nhìn vây quanh ở bên người 5 người, Tô Văn Hiến ánh mắt âm trầm, nhìn dáng vẻ, các người đây là đã sớm thương lượng hảo. Tiêu Minh Hiền khẽ cười một tiếng, không nói gì, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Trúc Hoa Thái đem ánh mắt phóng tới Chu Lam 4 người trên người, cố ý ra tiếng nói, ngươi Tô Thị tự mình tổ kiến tứ phương tụ linh trận, muốn lấy binh, không chỉ có trái với thị tộc quy định, đồng dạng trái với thần ẩn hội quy định, ta tưởng, 4 gã ghét cái ác như kẻ thù thần phạt xử, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ đi. Chu Lam 4 người trong lòng giật mình, này Trúc Hoa Thái đột nhiên đem bọn họ 4 cái cũng cấp thêm đến chuyện này giữa tới. Đúng là làm cho bọn họ không nghĩ tới, nhưng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Chu Lam 4 người mặc kệ cũng không được, này Trúc Thị cùng Tiêu Thị, là muốn mượn đao giết người a. Thị tộc vừa mới xuất thế, đúng là thế lực nhất bạc nhược thời điểm. 4 gã thần phạt xử đại nhân, các ngươi như thế nào cho rằng, là muốn này tặc tử đền tội, vẫn là ngồi xem mặc kệ, tùy ý hắn phá hư thần ẩn hội quy củ đâu. Trúc Hoa Thái đối Chu Lam mở miệng nói, trái với ta thần ẩn hội quy củ giả, đều phải trả giá đại giới. Chu Lam hét lớn một tiếng, tuy rằng hắn nội tâm giữa, thực không nghĩ trộn lẫn đến chuyện này chung. Tô Văn Hiến sắc mặt âm trầm đánh giá 4 phía, tính toán có thể phá vây khả năng tính. Trúc Nguyên, người trước mang Phong Nhi cùng Thanh Hạm nha đầu rời đi. Trúc Hoa Thái hướng Trúc Nguyên giao đãi một tiếng. Trúc Nguyên gật gật đầu, mang theo Lâm Thanh Hạm chiều đồng thao ngoài cửa đi đến, Trúc Phong theo ở phía sau, vẻ mặt đáng khinh nhìn Lâm Thanh Hạm bóng dáng. Ở đi ngang qua Hàn Ôn Nhu bên người khi, Lâm Thanh Hạm đốn hạ bước chân, cùng Hàn Ôn Nhu liếc nhau, theo sau bước đi xa. Tô Văn Hiến hít sâu một hơi, các ngươi này thật là muốn cùng ta Tô Thị là địch. Không phải cùng ngươi Tô Thị là địch, mà là ngươi Tô Thị cố ý phá hư quy củ, cùng toàn bộ thị tộc là địch. Trúc Hoa Thái hét lớn một tiếng, không hề vô nghĩa, trực tiếp làm khó dễ, hướng Tô Văn Hiến sát đi. Trúc Hoa Thái cùng Tô Văn Hiến đối chạm vào một kích. Dòng khí đánh sâu vào mà ra. Trúc Hoa Thái nhìn thoáng qua, phát hiện Chu Lam 4 người còn đứng ở nơi đó, quát to, thần phạt xử, các ngươi muốn ở bên cạnh quan chiến sao? Chu Lam trong lòng phá lệ bực bội, vốn là một đợt thu hoạch linh thạch cơ hội, cần phải cuốn đến việc này bên trong, kia biến số liền quá nhiều, nhưng hiện tại, căn bản không có lựa chọn khác. Chu Lam về phía trước một bước, lớn tiếng nói, Tô Thị trái với quy định, đương bị phạt. Chu Lam tiếng nói vừa dứt, liền hướng Tô Văn Hiến sát đi. Một con màu trắng bàn tay to, trống rỗng xuất hiện, sau này phương hướng Chu Lam chộp tới. Chu Lam, trả lời ta sư đệ ở đâu? Bạch Giang Nam hét lớn một tiếng, cũng ra tay. Chu Lam bên cạnh 3 gã thần phạt xử cũng không hề tiếp tục quan chiến, đồng dạng ra tay, ngăn cản Bạch Giang Nam. Cơ thủ vừa thấy 4 gã thần phạt xử đã chiến ở một khối, đương trường hướng các đại địa hạ thế lực hét lớn, mau, cầm các ngươi đồ vật. Rời đi. Các đại địa hạ thế lực vừa nghe, không hề chần chờ, lập tức nhích người, chiều đồng thao ngoài cửa chạy tới. Chu Lam trơ mắt nhìn này nhóm người ôm linh thạch trốn đi, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, ở Bạch Giang Nam tiến công hạ, hắn căn bản không dám phân thần. Hiện trường, tức khắc lâm vào một mảnh hỗn chiến giữa. Trúc Thị cùng Tiêu Thị người, nhằm vào Tô Văn Hiến bên người, đồng dạng có 2 gã ngưng khí cao thủ. Trúc Thị cùng Tiêu Thị nhân số tuy nhiều, nhưng 2 nhà đều có tư tâm, không ai nguyện ý cùng Tô Thị đua cái ngươi chết ta sống, ở Tô Văn Hiến liều mạng phản kích hạ, tạm thời bất phân thắng bại. Mà Bạch Giang Nam, còn lại là một người độc đấu 4 gã thần phạt xử, trong lúc nhất thời, cũng không có thể đem Chu Lam 4 người bắt lấy. Chương 753 rằng co. Bạch Giang Nam, rốt cuộc chỉ là ngưng khí cảnh hậu kỳ, cũng không có vượt qua Chu Lam đám người quá nhiều, hắn danh khí. Vẫn là dựa vào lục diễn khởi động tới. Trong sân thế cục, một chút liền trở nên hỗn loạn bất kham lên, có người nhân cơ hội chạy ra đồng thau đại môn, có người tắc chui vào trong thạch thất, còn muốn tìm chút bảo bối, phú quý hiểm trung cầu. Đồng thau bên trong cánh cửa, các loại thuộc tính khí cơ tung hoành. Đây là thuộc về ngưng khí cảnh chi gian chiến đấu, cho dù là ngự khí cảnh, tại đây loại trong chiến đấu, hơi có vô ý, liền sẽ trở thành pháo hôi. Khương nha đầu, mang đám tiểu tử này rời đi.
Bạch Giang Nam đánh ra nhất chiêu, hướng Khương Nhi nói. Tương Lai gật gật đầu, túm Bạch Trì, liền hướng ngoài cửa chạy tới. Bạch Trì cũng không cố chấp, rất rõ ràng, chính mình hiện tại trạng thái, lưu lại nơi này, không những sẽ không khởi đến một chút trợ giúp, còn chỉ biết cho chính mình lão tử kéo chân sau. Đoàn người nhanh chóng hướng Đồng Thao ngoài cửa chạy tới. Đồng Thao môn chung, chỉ còn các đại ngưng khí cao thủ, còn ở quyết đấu. Trận này chiến đấu, cơ hồ mỗi người trong lòng, đều đã sớm làm tốt chuẩn bị, biết sẽ đến, nhưng không biết khi nào sẽ đến, hiện giờ chiến lên, tuy rằng bên ngoài thượng, phần lớn đều chỉ là thử, nhưng đại gia rõ ràng, một trận chiến này, cần thiết muốn người chết. Trúc Thị đã cùng Tô Thị xé rách ra mặt, Tiêu Thị xem như tạm thời kẹp ở bên trong, nếu lúc này đây, Trúc Thị cùng Tiêu Thị đều không có bị hao tổn, như vậy lúc sau, Tiêu Thị cái này người trung gian, tuyệt đối sẽ đã chịu còn lại hai cái thị tộc mượn sức. Đối với lần này chiến đấu, Tiêu Thị vẫn luôn đều ở Hoa Thủy, không có chân chính xuất lực. Trúc Hoa Thái còn lại là muốn trước chảm Tô Văn Hiến, hắn nguyện đương cái này chim đầu đàn, là bởi vì chảm rớt Tô Văn Hiến sau, hắn có thể có lợi. Hiện tại, Tô Thị bản vẽ, có hơn phân nửa đều ở Trúc Hoa Thái trong tay, chỉ cần chém Tô Văn Hiến, kia Tô Thị mưu đồ đồ vật, tự nhiên mà vậy, sẽ rơi xuống Trúc Thị trong tay, mà Trúc Thị muốn trả giá đại giới, đơn giản chính là đem Tô ra còn cấp Lâm Thanh Hạm. Này đối Trúc Thị tới nói, bất quá chính là thuận tay sự tình mà thôi. Ở đây tranh đấu mỗi người, trong lòng đều có một cây phóng mãn ích lợi quả cân. Thạch động phía trên, một phen chừng 5 mét lớn lên ám kim sắc thần kiếm từ không trung đánh xuống, thẳng chỉ người áo đen mà đi. Người áo đen vẻ mặt kinh hãi, không dám ngạnh chắn, hắn mới phát hiện, Trương Huyền vẫn luôn đều không có dùng ra toàn bộ thực lực. Người áo đen muốn tránh đi này không trung cự kiếm, mới vừa lui một bước. Liền nghe phía sau một đạo thanh âm vang lên. Chiến đấu ý thức giống như rác rưởi. Người áo đen thân thể sửng sốt, thân thể chấn động, có chút cứng đờ quay đầu xoay người, một phen ám kim sắc mũi kiếm, từ hắn giữa lưng cắm vào, tự ngực ra tới. Trương Huyền trong tay trường kiếm tiêu tán, đôi tay niết quyền, hung hăng oanh ở người áo đen phía sau lưng. Người áo đen giống như thiên thạch giống nhau, thẳng tắp chiều vài trăm thước tiểu nhai phía dưới quăng ngã đi. Liền nghe oanh một tiếng trọng vang, người áo đen quăng ngã trên mặt đất, đem mà đều tạp ra một cái hố sâu, nếu không có khí hộ thể, hắn lần này, tuyệt đối bị quăng ngã thành thịt nát. Nhưng tuy là có khí, người áo đen lần này cũng thương không nhẹ, kia đem sỏ xuyên qua hắn thân thể khí kiếm, cho hắn tạo thành cực cường thương tổn. Lúc này, Trúc Nguyên mang theo Lâm Thanh Hạm cùng Trúc Phong hai người, mới từ cửa động đi ra, liền nhìn thấy ngã trên mặt đất người áo đen. Cút ngay! Người áo đen hét lớn một tiếng, đánh ra một cổ khí lãng, trực tiếp đẩy ra Trúc Nguyên ba người, chiều huyệt động nội toàn đi, hắn không dám có chút chần chờ, Trương Huyền trên người sát ý, đã làm hắn hoàn toàn sợ hãi. Trúc Nguyên nhìn người áo đen thân ảnh, hét lớn một tiếng, đi trước. Nơi này còn có người muốn tới, chúng ta vô pháp đãi ở chỗ này. Trúc Nguyên nói xong, mang theo Lâm Thanh Hạm cùng Trúc Phong, đi nhanh chiều phương xa chạy tới. Lại là liên tục mấy chục đạo thân ảnh. Từ huyệt động nội chạy ra tới, đều là một ít ngầm thế lực người, những người này chạy ra sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Huyệt động chỗ sâu trong, Đồng Thao bên trong cánh cửa, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từ ban đầu cho nhau thử, đã biến thành sát chiêu liên tục. Chu Lam bốn người cùng Bạch Giang Nam đánh chẳng phân biệt trên dưới. Bạch Giang Nam, ngươi thật muốn cùng chúng ta thần ẩn hội là địch sao? Chu Lam hét lớn một tiếng. Chém ngươi! Thần ẩn hội làm sao biết hiểu, Bạch Giang Nam phía sau, một con điếu tình bạch ngạch hổ như ẩn như hiện, không ngừng phát ra tiếng hô. Thấy như vậy một màn, Chu Lam bốn người đều có chút run sợ. Không có khả năng, người sao có thể một chân bước vào phú thần cảnh, Chu Lam bốn người trừng lớn đôi mắt, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ta sư đệ ở đâu? Bạch Giang Nam vung tay lên, phía sau kia điếu tình bạch ngạch hổ đi phía trước một phát. Ở địa ngục nhà giam, Chu Lam mở miệng, người tưởng cứu hắn, si tâm vọng tưởng, trừ phi chúng ta thần ẩn hội cam nguyện đem này thả ra. Địa ngục nhà giam, Bạch Giang Nam sắc mặt tức khắc khó coi lên, hắn đương nhiên biết, này địa ngục nhà giam, rốt cuộc là địa phương nào, kia tuyệt đối là thần ẩn hội nhất khủng bố nhà giam, không gì sánh nổi, từ xưa đến nay, ở thần ẩn hội trong lịch sử, nhiều ít thiên kiêu bị đánh vào địa ngục nhà giam, không có một người có thể từ bên trong ra tới. Bạch Giang Nam, Trương Huyền nãi chúng ta thần ẩn hội một viên, 9 năm sau, hắn tự nhiên sẽ ra tù. Chu Lam ra tiếng, hắn đang nói chuyện đồng thời,
cấp dư lại ba người sử ánh mắt. Dư lại ba người gật gật đầu, trong tay kết kỳ quái thả phức tạp ấn pháp. Các ngươi này không phải tuyên án, là mưu sát. Bạch Giang Nam hét lớn một tiếng, trước người điếu tình bạch ngạch hổ bay thẳng đến Chu Lam đánh tới. Mắt thấy này điếu tình bạch ngạch hổ liền đến trước mắt, Chu Lam hét lớn một tiếng, chính là hiện tại, ra. Một cái màu lam mâm tròn, bị Chu Lam lấy ra, theo sau lăng không một ném, cùng lúc đó, bọn họ bốn gã thần phạt sử, toàn đánh ra màu lam khí, thẳng đến kia màu lam mâm tròn mà đi. Ở khí cùng mâm tròn tiếp xúc nháy mắt, mâm tròn bay nhanh xoay tròn lên, theo sát, một đạo lại một đạo khí tuyến, từ mâm tròn trung phát ra, chiều Bạch Giang Nam cùng kia chỉ điếu tình bạch ngạch hổ bao phủ qua đi. Này màu lam khí tuyến, nhìn bất quá cá tuyến giống nhau tế, nhưng lại tính dai 10 phần. Triền ở kia điếu tình bạch ngạch hổ trên người, nhậm bạch ngạch hổ như thế nào cắn xé, đều sẽ không đoạn rớt, đồng thời kết thành một cái lưới lớn, đem Bạch Giang Nam cái ở bên trong. Bạch Giang Nam ngự khí muốn tránh thoát, lại căn bản bất lực. Chu Lam một bên hướng mâm tròn giữa truyền khí, một bên cười lạnh nói, Bạch Giang Nam, dù cho ngươi một chân bước vào phú thần cảnh lại như thế nào, ngươi trước sau không phải thật sự phú thần cảnh, như thế nào có thể phá bảo khí. Nhìn xem là ngươi khí trước háo xong, vẫn là chúng ta bốn người khí trước háo xong. Màu lam đại võng bao phủ Bạch Giang Nam, đem Bạch Giang Nam vây ở nơi đó, vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu công kích thủ đoạn. Chu Lam bốn người, cũng bởi vì không ngừng chiều mâm tròn nội giáo huấn khí, mà đứng ở nơi đó, không thể công kích, hai bên xem như ngắn ngủi rằng co xuống dưới, chỉ có tam đại thị tộc, còn ở sống mái với nhau. Hảo a, vậy nhìn xem ai chết trước. Bạch Giang Nam hừ lạnh một tiếng, dù sao Bạch chỉ bọn người đã rời đi, hắn cũng không có gì hảo bận tâm, chẳng sợ bị bám trụ, hôm nay cái thứ nhất mục đích, cũng đã thực hiện, các đại địa hạ thế lực từ hôm nay trở đi, chắc chắn nghênh đón biến chất. Chương 754 người thật muốn giết ta. Đang lúc thế cục rằng co không dưới khi, liền thấy mười mấy đạo nhân ảnh, từ đồng thau đại môn chỗ chạy tiến vào. Bạch Giang Nam quay đầu nhìn lại, này mười mấy đạo nhân ảnh. Đúng là vừa mới chạy ra đi Bạch Chỉ đám người, Hàn Ôn Nhu cũng ở trong đó, còn có mấy cái xa lạ ngầm thế lực thành viên. Bạch Giang Nam sắc mặt vui vẻ, ra tiếng nói, Khương nha đầu, mau, công kích kia bốn cái. Tương lai đám người xuất hiện, vừa vặn phá giải trong sân này rằng co chi sắc. Chu Lam bốn người, giờ phút này là toàn lực hạn chế Bạch Giang Nam, nếu gặp được công kích, căn bản vô pháp ngăn cản, một khi ngăn cản, Bạch Giang Nam tự nhiên có thể thoát phây. Chỉ sợ không, tương lai lời nói vừa mới nói một nửa, đã bị một cổ mãnh liệt khí lãng đánh gãy, trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Cường đại khí lãng từ đồng thau ngoài cửa thổi quét mà đến, một đạo thân xuyên áo đen thân ảnh, xuất hiện ở mọi người trong mắt, này người áo đen trên người sở mang cường đại hơi thở, làm mọi người, đều vì này rung lên. Nguyên bản bởi vì tương lai đám người xuất hiện mà sắc mặt có chút khó coi Chu Lam, ở nhìn đến này người áo đen nháy mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngục tốt đại nhân. Ngục tốt. Chu Lam đối này người áo đen xưng hô, làm Bạch Giang Nam bao gồm tam đại thị tộc người, đều nghe được rành mạch. Thần ẩn hội có ngục tốt, mỗi một cái có thể trở thành ngục tốt người, kia đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, nhưng chấn thủ một phương, so thần phạt sử không biết hiếu thắng nhiều ít lần. Giờ phút này, này ngục tốt xuất hiện, giống như là một cục đá lớn giống nhau, đè ở mọi người ngực chỗ. Ngục tốt đại nhân, mau trảm Bạch Giang Nam. Thị tộc người, cũng muốn tạo phản. Chu Lam hưng phấn hét lớn một tiếng, hắn không có ngoài ý muốn ngục tốt xuất hiện, ở lúc ấy khởi hành tới khai lục diễn mộ thời điểm, hắn cũng đã đem tin tức này, nói cho ngục tốt. Ngục tốt đã đến, kia nơi này đồ vật, đem tất cả đều thuộc về bọn họ mấy cái. Đang ở tranh đấu tam đại thị tộc vừa nghe lời này, theo bản năng liền dừng trong tay động tác, đình chỉ tranh đấu, tất cả đều như lâm đại địch nhìn người áo đen. Ai từng tưởng, người áo đen căn bản là không làm dừng lại, thân hình nhanh chóng xẹt qua Chu Lam bên cạnh, chiều một gian thạch thất trước cửa phóng đi. Chu Lam đám người, bị người áo đen động tác làm đến sửng sốt. Ngục tốt đại nhân, trước chạm những người này, nơi này đồ vật đem tất cả đều là chúng ta, kia trước tiên rời đi con kiến, cũng chạy không xa. Chu Lam vội vàng ra tiếng, hắn chỉ đương ngục tốt là vì bên trong linh thạch, không rảnh lo giết người. Đang lúc này, một phen ám kim sắc trường kiếm. Tự đồng thao ngoài cửa, giống như tia chớp giống nhau tấn mãnh bay tới, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen dùng sức một trốn, hiện lên này đem ám kim sắc trường kiếm. Này trường kiếm thượng sở phát ra khí cơ, lại lần nữa làm trong động nhân tâm thần chấn động,
này trường kiếm chủ nhân, tuyệt đối là một người không kém gì ngục tốt cường giả. Người áo đen xoay người, mọi người lúc này mới chú ý tới, ở người áo đen trước ngực, có một đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Là ai, có thể thương ngục tốt? Người áo đen mồm to thở dốc, nhìn đồng thao môn phương hướng, Trương Huyền, người thật sự muốn giết ta, cùng thần ẩn hội là địch sao? Cái gì? Chu Lam bốn người, bao gồm Bạch Chỉ đám người, chăm miệng một lời, phát ra kinh hô. Tại đây giết ngươi, liền không tồn tại cùng thần ẩn hội là địch vừa nói. Một đạo thanh âm, ở đồng thao ngoài cửa, khinh phiêu phiêu vang lên. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Bạch Chỉ đám người, trên mặt biểu tình một ngưng, chợt ánh mắt lộ ra mãnh liệt kinh hỉ, bọn họ có thể 100% đích xác định, thanh âm này, chính là đến từ Trương Huyền. Chu Lam bốn người, trong mắt toàn là kinh hãi, bọn họ không nghĩ ra, Trương Huyền vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, còn ở đuổi giết ngục tốt đại nhân. Bạch Giang Nam phát ra tiếng cười to, ha ha ha. Các ngươi thần ẩn hội này giúp lão cẩu. Người áo đen nuốt khẩu nước bọt, thở sâu, Trương Huyền, lần này sự tình, không phải ta yếu hại ngươi, cùng ta không quan hệ. Vô nghĩa nhiều, lại một phen ám kim sắc trường kiếm, từ đồng thao ngoài cửa bắn nhanh mà đến, thẳng đến người áo đen mà đi, này trường kiếm tốc độ cực nhanh, người áo đen bị buộc đến một góc, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể hét lớn một tiếng, từ bên cạnh kéo qua một người thần phạt sử che ở trước người. Này bị người áo đen kéo tới thần phạt sử căn bản là không phản ứng lại đây, trực tiếp bị ám kim trường kiếm chát đâm thủng ngực khẩu. Một đạo thân ảnh, dần dần từ đồng thau trước đại môn đi ra, xuất hiện ở mọi người mi mắt giữa. Lão đại, nhìn đến thân ảnh ấy nháy mắt, tương lai kinh hô một tiếng, chiều Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền âm tín toàn không một tháng, ngoại giới đều ở truyền Trương Huyền đã chết, ngay cả tương lai bọn họ, cũng đều có 7 phần tin tưởng, Trương Huyền đã hoàn toàn đã chết, hiện giờ tái kiến Trương Huyền, có thể nào không kích động. Trương Huyền ha hả cười, xoa xoa tương lai đầu, người nhà đầu này, cuối cùng chịu nghiêm túc tu luyện, nhìn dáng vẻ, người đã mau đến hóa hình cảnh đi. Trong đám người Hàn Ôn Nhu, đồng dạng vẻ mặt kích động nhìn Trương Huyền. Ở biết Quang Minh Đảo hủy diệt ngày đó, Hàn Ôn Nhu liền cảm giác, phảng phất thiên muốn sụp giống nhau, từ ngày đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu chế định báo thù kế hoạch, nàng biết thực lực của chính mình thấp kém, cho nên lựa chọn càng cực đoan phương pháp. Chẳng sợ chết, cũng đến kéo lên những cái đó hại chết Trương Huyền hung thủ đi đệm lưng. Lão đại, cái kia tỷ tỷ cũng là ngươi bằng hữu đi, nàng vì ngươi, vừa mới thiếu chút nữa đem cả tòa sơn động đều cấp tạc đâu. Tương lai chỉ một chút Hàn Ôn Nhu. Trương Huyền nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hàn Ôn Nhu kia đầy người ngòi nổ, tại như vậy trong nháy mắt, một cổ nồng đậm thua thiệt chi tình, nảy lên Trương Huyền trong lòng. Đối với Hàn Ôn Nhu, Trương Huyền đối nàng cảm tình. Vẫn luôn là cái loại này nói không rõ, hai người bọn họ lúc trước ở một khối chính là một hồi ngoài ý muốn, ngay cả Trương Huyền cũng chưa nghĩ đến, Hàn Ôn Nhu thế nhưng sẽ làm ra như vậy cực đoan sự. Ôn Nhu, Trương Huyền tuét miệng, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Không chết là được, cô nãi nãi còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Hàn Ôn Nhu áp xuống trong mắt kích động, cố ý lộ ra một bộ không thèm để ý bộ dáng, nhưng nàng không ngừng run rẩy thân thể. Đã bán đứng nàng lúc này có bao nhiêu hưng phấn. Một người thần phạt sử thân chết, đầy trời màu lam sợi tơ, cũng không còn nữa tồn tại. Bạch Giang Nam trước người điếu tình bạch nghẹt hổ phát ra một tiếng rít gào. Không có khả năng, không có khả năng, Chu Lam lắc đầu, ta tự mình đem ngươi đánh vào địa ngục nhà giam, ngươi sao có thể ra tới, chuyện này không có khả năng. Sư đệ, ngươi thật bị đánh vào địa ngục đại lao. Bạch Giang Nam ra tiếng. Việc này từ từ lại nói, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, trước giải quyết trước mắt sự đi, ai có thể nói cho ta, đây đều là chút người nào. Lão đại, kia Tam gia, đều là thị tộc người, Trúc thị, Tiêu thị, còn có Tô thị đã đem Tô gia thay thế được. Bạch Trì ra tiếng, đại tẩu, không, Lâm tỷ phía trước, cũng bị bọn họ khống chế được. Nga, thị tộc người a, Trương Huyền gật gật đầu, ánh mắt nhìn quét đối phương, mở miệng nói, ta tới tính tính. Thần ẩn hội 5 người, thị tộc 8 người, tổng cộng 13 cái ngưng khí cảnh, còn lại liền không tính ở bên trong. Người đó là Trương Huyền. Tô Văn Hiến mở miệng, ta Tô thị, cùng ngươi không có bất luận cái gì xung đột. Ta Tiêu thị cũng tự hỏi cùng các ngươi Quang Minh đảo không có bất luận cái gì giao thoa. Tiêu Minh Hiền cũng ra tiếng. Một cái có thể đem ngục tốt đuổi giết chạy loạn người, làm cho bọn họ cảm nhận được rất mạnh áp lực. Trương Huyền không nói gì, ở hắn phía sau. 13 đem ám kim sắc trường kiếm,
chậm rãi ngưng tụ thành hình. Chương 755 toàn sát. 13 đem ám kim sắc trường kiếm ở Trương Huyền phía sau ngưng tụ, nhắm ngay 8 gã thị tộc, cùng với 5 tên thần ẩn hội ngưng khí cảnh cường giả. Một người, tỏa định suốt 13 danh ngưng khí cảnh. Như thế nào cường thế? Này đó là cường thế. 13 đem ám kim trường kiếm vần quanh quanh thân, Trương Huyền tuy rằng một câu không nói, nhưng kia động tác giữa hỗn loạn khí phách, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Bạch Chỉ đám người, chỉ là nhìn này đó ám kim trường kiếm, đều cảm nhận được một loại mạc danh áp lực. Ta cho rằng ta đã mau đuổi theo thượng lão đại, kết quả phát hiện, ta còn là quá yếu. Bạch Chỉ lắc lắc đầu. Bạch Giang Nam nhìn Trương Huyền quanh thân ám kim trường kiếm, lộ ra vui mừng thần sắc. Thị tộc người, cùng với thần ẩn hội người, toàn vẻ mặt trầm trọng nhìn Trương Huyền, bọn họ đều từ những cái đó ám kim trường kiếm thượng, cảm nhận được một loại làm cho bọn họ tim đập nhanh khí thế. Trương Huyền, ta Tô thị không trêu chọc quá ngươi, không biết ngươi đây là ý gì. Tô Văn Hiến lời nói chịu thua, một cái có thể đuổi giết ngục tốt người, giết chết hắn, cũng không phải cái gì việc khó. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ra tiếng nói, thật sự, các ngươi không nên xuất thế, cổ võ có cổ võ quy củ, các ngươi tồn tại, quá dư thừa. Trương Huyền duỗi tay, búng tay một cái, tại đây nháy mắt, 13 đem ám kim trường kiếm, chiều trước mặt 13 danh ngưng khí cao thủ, bắn nhanh mà đi. Tên kia phía trước đã bị người áo đen coi như tấm chắn, bị trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể thần phạt xử, cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự, lại một lần bị ám kim trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể, một ngụm máu tươi phun ra, đồng tử phát sinh tan rã. Một cái ngưng khí cảnh cao thủ, liền như vậy bị Trương Huyền chảm rớt. Còn lại 12 người, phân biệt đối trước mặt ám kim trường kiếm tiến hành ngăn cản, Trương Huyền rõ ràng là một hóa 13 công kích phương thức, lại làm cho bọn họ mỗi người, đều đến dùng hết toàn lực, mới có thể ngăn trở. Mắt thấy một người thần ẩn hội thần phạt xử ngã vào trước người, Tô Văn Hiến cùng với Tiêu Minh Hiền, đều là sắc mặt trầm xuống. Họ Trương, ngươi không cần khinh người quá đáng. Tô Văn Hiến hét lớn một tiếng. Khinh các ngươi lại như thế nào, không phục, liền mạnh hơn ta. Trương Huyền một tay niết quyền, che trời lấp đất ám kim trường kiếm từ Trương Huyền phía sau hình thành, theo sau chiều dư lại 12 danh ngự khí cao thủ chém tới. Đối mặt này vô số ám kim trường kiếm, đông đảo ngưng khí cao thủ, đều có một loại tuyệt vọng cảm giác, này che trời lấp đất trường kiếm, mỗi một phen, đều mang cho bọn họ mãnh liệt nguy cơ cảm. Trường kiếm rơi xuống, những cái đó đứng ở các đại ngưng khí cao thủ phía sau thì tộc con cháu toàn bộ thân chết, cho dù là hóa hình cảnh, đều không thể căng quá 2 giây. Trên đời này người, là bằng hữu vẫn là địch nhân, đơn giản là bởi vì ích lợi bất đồng mà thôi. Một cái thành thục người, biết chính mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Một cái quyết đoán người, ở biết chính mình nghĩ muốn cái gì sau, sẽ thực mau trả giá hành động. Thực hiển nhiên, Trương Huyền là một cái, tức thành thục, lại quyết đoán người, hắn hiện tại phải làm sự tình rất đơn giản, làm này luyện khí giới bên ngoài thượng, lại vô ngưng khí hạng người. Tam đại thị tộc, nếu dám đảm đương cái này chim đầu đàn, đồng dạng liền phải làm tốt bị người đương chim đầu đàn tới đánh chuẩn bị. Họ Trương, chúng ta thần ẩn hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối, Chu Lam phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bị một phen trường kiếm đinh ở trên vách đá, còn không đợi hắn có bất luận cái gì động tác, lại là mười mấy thanh trường kiếm đánh úp lại, đem hắn cả người đều cắm đầy. Liền nghe phốc phốc thịt vang, máu tươi từ trên vách đá chảy xuống dưới, bị đinh ở trên vách đá, không riêng có Chu Lam, bao gồm còn lại thần ẩn hội người, cùng với thị tộc người, cũng đều bị đinh đi lên. Trúc thị Trúc Hoa Thái, Tô thị Tô Văn Hiến, Tiêu thị Tiêu Minh Hiền, cũng tất cả đều bị đinh ở trên tường. Nghiền áp, tuyệt đối nghiền áp. Trương Huyền thậm chí bản thân đều không có động, chỉ bằng vào mượn khí, liền nhẹ nhàng chém giết này 13 danh ngưng khí cao thủ. Cái này làm cho ở đây này đó thấy như vậy một màn người, đều có một loại mãnh liệt không chân thật cảm. Thị tộc vừa mới lộ diện thời điểm, có bao nhiêu cường thế, bọn họ lăng không mà đứng, giống như thần đệ, thần ẩn hội hiện thân thời điểm, lại có bao nhiêu khí phách, muốn chém quang minh đảo, kết quả hiện tại, liền như vậy nhẹ nhàng bị người đóng đinh ở trên vách đá. Còn lưu tại này huyệt động trong đại sảnh, chỉ có số ít ngầm thế lực người, giờ phút này nuốt nước miếng, xem Trương Huyền ánh mắt giữa, mang theo một mạt cuồng nhiệt. Địa ngục quân vương, trước sau là cái kia địa ngục quân vương, cường đại, không thể địch nổi. Bạch Chỉ đám người há to miệng, bọn họ cùng thần ẩn hội người động qua tay, biết những người này có bao nhiêu cường, chính mình đám người mạnh mẽ dùng linh thạch đem thực lực tăng lên đi lên,
đều chỉ có thể cùng thần ẩn hội những người này đánh cái ngang tay, cứ như vậy cường giả, thế nhưng bị Trương Huyền nhất chiêu chém giết. Đừng nói Bạch Chỉ bọn họ, chính là Bạch Giang Nam, đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bạch Giang Nam là một chân bước vào phú thần cảnh cường giả, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Trương Huyền thực lực, bất quá là ngưng khí cảnh mà thôi, lại có thể như vậy nghiền áp cùng cấp bậc cường giả, công kích như vậy cường độ, chính là Bạch Giang Nam chính mình, đều làm không được. Bạch Giang Nam không biết chính là, Trương Huyền trải qua huyền thiên đám người huấn luyện, hiện tại tuyệt đối có thể xưng được với là cùng cấp bậc vô địch, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, hoàn toàn toàn có thể làm được nháy mắt hạ gục. Hơn nữa Trương Huyền bản nhân sở tu luyện diệt thế đồ lục, cho dù là mới vừa vào phú thần cảnh đối thủ, Trương Huyền cũng có một trận chiến chi lực. Hiện tại Trương Huyền đã không thể quang căn cứ linh khí cường độ tới định nghĩa hắn sức chiến đấu. Nguyên bản cường thế các đại cường giả, lúc này đều biến thành thi thể, các đại thị tộc thành viên, trừ bỏ phía trước chạy ra đi bên ngoài, cũng đều chết ở nơi này. Trương Huyền xoay người, ánh mắt phóng hướng những cái đó đứng ở Bạch Chỉ đám người bên người ngầm thế lực thành viên. Này đó ngầm thế lực thành viên, mỗi một cái đều là nhân tinh nhân vật, thấy Trương Huyền đem ánh mắt thả lại đây, vội vàng quỳ một gối xuống đất, không dám ngẩng đầu. Tương Lai, ngươi xử lý đi, Trương Huyền hướng Tương Lai nói một tiếng. Tương Lai gật gật đầu, tự y nội lấy ra một ống dược tề, hướng những cái đó ngầm thế lực nhân đạo, này dược uống xong đi, mỗi nửa tháng ta sẽ làm người đem giải dược đưa đến các ngươi kia, 3 năm phía sau nhưng hoàn toàn giải trừ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Minh bạch, minh bạch, vài tên ngầm thế lực người, kinh sợ tiếp nhận dược tề, bọn họ căn bản không dám có bất luận cái gì dư thừa tâm tư, thả bọn họ trong lòng cũng minh bạch, Tương Lai lấy ra này đó dược tề, là cho bọn họ một cái mạng sống cơ hội, nếu không thật muốn tưởng diệt khẩu, đối với Quang Minh đảo tới nói, bất quá là tùy tay sự tình mà thôi. Vài tên ngầm thế lực người, ăn vào dược tề sau, không có một giây đồng hồ dừng lại, toàn bộ chạy mau xuất động huyệt. Bọn họ trong lòng nói cho chính mình, đời này, đều không cần đem huyệt động nội phát sinh sự nói ra đi. Đãi các thế lực lớn người rời đi sau, huyệt động nội, cũng chỉ thừa Quang Minh đảo mấy người, cùng với Bạch Giang Nam cùng Hàn Ôn Nhu. Trương Huyền xoay người, hướng Bạch Giang Nam nói, sư huynh, đã lâu không thấy, ta liền nói là ai tới khai lão nhân mộ. Ha ha, Bạch Giang Nam cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, sư đệ, nhìn đến ngươi trở về ta liền an tâm rồi. Nói, ngươi thật bị lưu đày địa ngục nhà giam. Tiến nơi đó người, không có khả năng ra tới a. Bạch Giang Nam thực nghi hoặc, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chương 756 Thần Bí Quyển Sách. Trương Huyền không có lập tức trả lời Bạch Giang Nam vấn đề, mà là mở miệng nói, chúng ta trước rời đi này đi, gần nhất này một tháng, đều đã xảy ra cái gì, các ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi, ta ở nơi đó mặt, là một chút ngoại giới tin tức đều không có. Bạch Giang Nam gật gật đầu, mấy người vừa mới chuẩn bị nhấc chân chiều đồng thau ngoài cửa đi đến, liền nghe song phương, vang lên rầm rầm thanh âm. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, liền thấy, ở thạch thất nhất trung tâm địa phương, kia hai phiến nho nhỏ đồng thau môn chậm rãi mở ra, 13 danh ngưng khí cảnh cường giả máu tươi, đã hoạt đến trên mặt đất, chậm rãi chiều đồng thau bên trong cánh cửa chảy tới. Bạch Giang Nam có chút thần sắc dại ra nhìn kia tự động mở ra đồng thau môn, tình huống như thế nào? Sư phụ hắn lão nhân ra xác chết vùng dậy. Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn nhưng không chôn ở này. Kia nơi này là cái gì? Bạch Giang Nam tò mò một tiếng, về tiểu đồng thau trong môn mặt đồ vật, hắn một mực không biết. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhìn xem sẽ biết. Trương Huyền đi nhanh chiều kia phiến tiểu đồng thau môn đi đến. Bạch Giang Nam cũng không có vọng động, hắn đứng ở Bạch Chỉ đám người trước người, để ngừa có cái gì đột phát sự kiện. Trương Huyền vừa mới sở biểu hiện ra ngoài thực lực, căn bản không cần hắn đi hỗ trợ cái gì. Một phen ám kim sắc trường kiếm hư không hiện lên ở Trương Huyền trong tay, Trương Huyền cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi tới gần đồng thau môn. Này tiểu đồng thau bên trong cánh cửa, cũng là một gian thạch thính phi thường trống vắng, vách tường cũng đều là chỉnh tề vách đá. Trương Huyền tùy tay nhặt lên một khối đá vụn, chiều trên vách tường ném đi, đá vụn tiến vào trong thạch thất. Không có khiến cho bất luận cái gì biến hóa, tạp đến trên tường, mang theo một trận trầm đục, chứng minh này vách tường là thành thực, không cụ bị tồn tại cơ quan khả năng tính. Như thế, Trương Huyền mới yên tâm đi vào trong thạch thất. Ở thạch thất nhất trung tâm, phóng một cái thạch đài, trên thạch đài, bày một quyển quyển sách, này quyển sách là màu đen giấy da, phi thường có cảm giác niên đại, nhăn bèo nhèo,
phảng phất bị người cầm trong tay tạo thành đoàn lại mở ra giống nhau. Quyển sách chiều dài 20cm, khoan 10cm, độ dày đại khái ở 5mm tả hữu. Trương Huyền đem tay phóng tới quyển sách thượng, muốn cầm lấy, lại phát hiện này quyển sách phá lệ trọng, làm Trương Huyền trước tiên cũng chưa có thể cầm lấy tới. Trương Huyền một lần nữa thủ đoạn dùng sức, lúc này mới thành công đem quyển sách bắt được trong tay, hơi chút cảm thụ một chút, này quyển sách, ít nhất có 200 cân trọng lượng, nhưng kia tài chất, rõ ràng chính là ngày thường thường thấy trang giấy, cái này làm cho Trương Huyền trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đem quyển sách mở ra, bên trong rỗng tuếch, không có ghi lại bất luận cái gì nội dung. Đang lúc Trương Huyền còn tưởng tiếp tục nghiên cứu một chút thời điểm, dưới chân đột nhiên phát sinh mãnh liệt đong đưa, trên đỉnh đầu, khối khối đá vụn rơi xuống. Bạch Giang Nam thanh âm từ bên ngoài trong đại sảnh truyền đến, sư đệ, đi mau, này thạch động muốn sụp. Đi, Trương Huyền không có chần chờ, bay nhanh xông ra ngoài, một phen kéo lên Hàn Ôn Nhu, chiều huyệt động ngoại chạy tới. Còn lại người, đều thực lực mạnh mẽ, không cần Trương Huyền tới chiếu cố. Ở cuối cùng một người chạy ra huyệt động lúc sau, một trận mãnh liệt chấn cảm từ mọi người dưới chân truyền đến, nguyên bản giống như dã thú há mồm huyệt động, ầm ầm sập, bị cự thạch sở vùi lấp, các đại thị tộc con cháu, cùng với thần ẩn hội 5 người thi thể, tắc hoàn toàn chôn ở này trong núi. Cường đại thị tộc, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, liền như vậy biến mất. Đi thôi, này tình huống, lập tức sẽ có thần ẩn hội người tới xem, chúng ta trước rời đi nơi này. Trương Huyền nói một tiếng. Mọi người đều là sức của đôi bàn chân cực nhanh hạng người, thực mau liền ra này phiến thần nông giá không người khu, đi vào bình thường du khách khu vực, như vậy nhiều người du ngoạn, ai cũng không nhiều chú ý này đột nhiên xuất hiện 10 người. Tẩu tử, người đem trên người ngòi nổ trước hái được đi, bằng không như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ lập tức liền có người báo nguy. Hải thần cười khổ một tiếng. Hàn Ôn Nhu lúc này mới ý thức được chính mình trên người còn cột lấy như vậy rất cao bạo ngòi nổ đâu, vội vàng dỡ xuống trang hảo. Một hàng 10 người, hướng du lịch khu ngoại đi đến. Ở thần nông giá du lịch khu phụ cận một nhà khách sạn chung, Trương Huyền 10 người, vây quanh ở một trương trước bàn cơm, trên bàn là một ít nguyên sinh thái mỹ thực, ghế lô môn đã đóng lại, các loại rượu ngon bãi ở trên bàn, mười mấy đã không rớt rượu trắng bình ném tới một bên. 10 người uống lên mười mấy bình rượu trắng, phóng cấp người thường, sớm vựng ở trên bàn bò không đứng dậy, nhưng đối ở đây những người này tới nói, cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Trương Huyền thượng một lần uống nhiều, vẫn là bởi vì cùng Hàn Ôn Nhu ở quán bar, các loại chủng loại rượu đổi uống, lại còn có đều là giả rượu, trực tiếp cho hắn uống bất tỉnh nhân sự. Trên bàn, Bạch Trì kêu Trương Huyền kêu ca, kêu Bạch Giang Nam kêu ba, mà Bạch Giang Nam kêu Trương Huyền kêu sư đệ, này bối phận loạn không thể lại loạn, nhưng ở đây người giống như đều đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Trương Huyền nghe mọi người giảng thuật này một tháng tới phát sinh sự, Quang Minh Đảo đã khởi động lưu lạc kế hoạch. Các đại địa hạ thế lực ngủ đông không ra, thị tộc cường thế. Trúc lão nhân đâu, hiện tại như thế nào? Trương Huyền uống lên khẩu rượu, hỏi. Tương Lai trả lời nói, đến trên đảo hôn mê nửa tháng, đã tỉnh, bất quá hơi thở có vẻ thực suy yếu, nhị trưởng lão đang ở điều dược, lại tu dưỡng một đoạn thời gian hẳn là thì tốt rồi. Nghe được Tương Lai nói, Trương Huyền yên tâm không ít, hắn cùng Trúc Nguyên Cửu, cũng coi như là tâm đầu ý hợp chi giao, quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Tương Lai trong miệng nhị trưởng lão, chính là Đường thị nhị trưởng lão, thiện dùng độc dược, sẽ dùng độc người, đồng dạng cũng sẽ dùng y. Sư huynh, ngươi lần này đem mọi người gọi vào lão nhân mộ, chính là muốn cho đại gia cùng nhau luyện khí đúng không? Trương Huyền suy đoán nói. Không tồi, Bạch Giang Nam gật gật đầu, Trúc thị này ba cái thị tộc, quá cường thế, bọn họ áp lực lâu lắm, vừa ra tới, liền có loại muốn xưng bá thế giới cảm giác, này còn chỉ là ba cái tiểu thị tộc. Nếu là những cái đó đại thị tộc ra tới, không chừng loạn thành cái dạng gì đâu, cùng với đến lúc đó chúng ta một bàn tay vỗ không vang, còn không bằng làm đại gia cùng nhau luyện khí. Trương Huyền nghe vậy, lại lần nữa hỏi, sư huynh, còn thừa những cái đó thị tộc, cũng sẽ ở sắp tới xuất thế sao? Hẳn là sẽ không, Bạch Giang Nam lắc đầu, càng là cường đại thị tộc, đã chịu ước thúc liền càng nhiều, Trúc thị hẳn là hiện tại có thể xuất thế thị tộc chung, mạnh nhất. Hơn nữa ngươi lần này chạm rất tam đại thị tộc tộc trưởng, còn lại thị tộc, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng lộ diện, bất quá, để lại cho chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, căng chết lại có nửa năm thời gian, lại sẽ có thị tộc ngoi đầu. Trương Huyền khẽ nhíu mày, ngươi biết bọn họ muốn làm gì sao? Không rõ ràng lắm, Bạch Giang Nam mở miệng, ta căn bản là không nghĩ tới thị tộc sẽ đột nhiên xuất thế,
chỉ sợ chỉ có thần ẩn hội mới biết được những người này muốn làm cái gì. Hành đi, Trương Huyền trầm ngâm nói. Lão đại, Bạch Trí cấp Trương Huyền đem rượu đảo thượng, thị tộc quá kiêu ngạo, ép tới các đại địa hạ thế lực không thở nổi, ngươi lần này ra tay, chính là hung hăng đánh bọn họ mặt a, tin tức hướng ra một truyền, chúng ta Quang Minh đảo, uy vọng tất nhiên càng cao. Không thể đem này tin tức truyền ra đi, Trương Huyền ra tiếng. Chương 757 muốn biến thiên. Ân. Nghe Trương Huyền nói, mọi người đều là sửng sốt. Đích xác không thể truyền ra đi, các ngươi thậm chí không thể nói ra về ta sư đệ hành tung. Bạch Giang Nam nói, lần này, sư đệ là bị lưu đày đến địa ngục nhà giam chung, nơi đó, từ thành lập đến nay, liền không có người có thể ra tới, nếu hiện tại làm thần ẩn hội người biết sư đệ đã ra tới, phiền toái có thể to lắm. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, không riêng không thể làm thần ẩn hội người biết, bao gồm thị tộc, thậm chí những cái đó ngầm thế lực, cũng không thể truyền ra về ta trở về tin tức, còn có, Quang Minh đảo sấn cơ hội này, cũng đừng lộ diện, ngủ đông đi xuống đi, ta sẽ cho các ngươi cung cấp một cái tân địa phương, các ngươi đi kia an ra. Trương Huyền nhìn trước người chén rượu, lúc này đây, các đại địa hạ thế lực, đều tìm được rồi luyện khí cơ hội, thị tộc tuyệt đại bộ phận ngự khí cảnh, đều chết ở huyệt động nội, đây là một lần nữa tẩy bài cơ hội. Cũng là một lần làm các đại địa hạ thế lực có thể bộc phát ra tiềm lực cơ hội, thế giới ngầm sự, đều không cần đi quản, làm cho bọn họ tranh đi, dựa theo sư huynh theo như lời, nhiều nhất nửa năm, lại sẽ có thị tộc ngoi đầu, nhìn xem tại đây nửa năm nội, các đại địa hạ thế lực, có thể tranh thành cái dạng gì. Có một cái ngự khí cảnh, tính một cái ngự khí cảnh. Đang ngồi đều là người thông minh, vừa nghe lời này, lập tức minh bạch Trương Huyền ý tứ. Lão đại, người đây là muốn... Thị tộc có bao nhiêu cường, chúng ta căn bản không rõ ràng lắm, chỉ bằng vào cho chúng ta mượn, căn bản không có biện pháp chống lại thị tộc, hiện tại không biết bọn họ muốn làm cái gì, cũng không có tốt biện pháp đi khống chế, chỉ có thể trước tiên dự phòng, này ngầm thế lực thêm một cái ngự khí cảnh, chúng ta đến lúc đó, liền nhiều một phân chiến đấu lực lượng a. Trương Huyền thở dài, các ngươi phải nhớ kỹ, thật tới rồi nửa năm sau, lại có thị tộc lộ diện thời điểm, ngự khí dưới, toàn vì con kiến. Ngự khí dưới, toàn vì con kiến. Trương Huyền nói, ở mọi người trong lòng quanh quẩn, thế giới này muốn thời tiết thay đổi, không bao giờ là phía trước thế giới, khí xuất hiện, đã làm cho cả cách cục, ở phát sinh một loại thay đổi. Về sau, không phải đua người nhiều thời đại, không phải đua thương pháo thời đại, đua, là ngự khí cảnh trở lên cao thủ. Mọi người ở trầm tư Trương Huyền nói, đột nhiên, một đạo di động tiếng chuông vang lên. Hàn Ôn Nhu cầm lấy di động, uy, đối. Ta ở, mới ra tới, lập tức liền đi. Hàn Ôn Nhu đối với điện thoại nói vài câu, theo sau lập tức đứng dậy. Tẩu tử, người đây là phải đi à? Hải thần nhìn Hàn Ôn Nhu, mở miệng hỏi. Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, đúng vậy, lưỡi dao sắc bén ở tìm ta phải chạy nhanh đi rồi. Ta có việc cùng ngươi nói. Trương Huyền cũng đứng dậy, làm Bạch Trì bọn họ uống trước, hắn tắc mang theo Hàn Ôn Nhu ra ăn cơm địa phương. Đi vào một gian Trương Huyền phía trước liền khai tốt phòng cho khách nội. Hàn Ôn Nhu nhìn này gian chỉ có nàng cùng Trương Huyền phòng, mặt đẹp một chút liền đỏ bừng. Trương Huyền vào phòng, tắt đi phòng trong sở hữu đèn, chỉnh gian nhà ở một chút liền trở nên đen nhánh một mảnh. Hàn Ôn Nhu nhấp nhấp môi, ngồi vào mép giường, vừa muốn mở miệng, liền thấy nguyên bản tiêu diệt đèn lại thống nhất sáng lên. Hàn Ôn Nhu lúc này mới phản ứng lại đây, Trương Huyền vừa mới hành động. Bất quá là đang xem căn phòng này nội có hay không camera mà thôi. Cái này cho ngươi, Trương Huyền lấy ra một khối chỉ có một lập phương cm lớn nhỏ linh thạch, giao cho Hàn Ôn Nhu, biết dùng như thế nào sao? Hàn Ôn Nhu tiếp được này khối linh thạch, nàng ở huyệt động thời điểm gặp qua linh thạch, biết đây là cái gì ngoạn ý, hướng Trương Huyền lắc lắc đầu, ta lúc ấy không lấy về luyện khí đồ vật. Trương Huyền trầm ngâm một phen, lại ở trong phòng cầm một quyển công pháp quyển sách ra tới, nghiêm mặt nói. Nơi này văn tự, ngươi hẳn là có tuyệt đại bộ phận đều không quen biết, thuộc về chữ tiểu triện, ngươi quay đầu lại tra xem đi, lý giải lên sẽ hơi chút khó khăn một ít, bất quá so hiện tại phần lớn luyện khí pháp môn hiếu thắng, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Này công pháp quyển sách, là Trương Huyền ra tới thời điểm, những cái đó địa ngục nhà giam người giao cho hắn, hy vọng Trương Huyền có thể giúp bọn hắn đem công pháp truyền thừa đi xuống. Hàn Ôn Nhu nhìn Trương Huyền kia vẻ mặt chỉnh trọng bộ dáng. Thật cẩn thận đem này bổn công pháp cùng linh thạch thu hảo. Trương Huyền nhìn chằm chằm Hàn Ôn Nhu cặp kia sáng ngời mắt to, nói, Ôn Nhu, nhớ kỹ, kế tiếp nửa năm, đặc biệt quan trọng, hôm nay sư huynh cho ta nói,
tuyệt đại đa số ngầm thế lực, đều sẽ tiến hành luyện khí giả thế giới. Kể từ đó, mặc kệ là nguyên bản ngầm thế lực, vẫn là luyện khí giả thế giới, đều sẽ nghênh đón một vòng tân tẩy bài, thế cục tại đây nửa năm sẽ trở nên thực loạn, mỗi người, đều phải tại đây nửa năm thời gian nội, tìm hảo tự mình định vị, rốt cuộc là ở bình thường ngầm thế lực làm thổ hoàng đế. Vẫn là ở luyện khí giả thế giới chém giết. Ta minh bạch, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, lưỡi dao sắc bén lần này có hội nghị khẩn cấp muốn triệu khai, nói hẳn là chính là chuyện này. Trương Huyền đem tay đặt ở Hàn Ôn Nhu trên vai, này nửa năm nội, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa, người ở lưỡi dao sắc bén, nhất định phải cẩn thận, thế cục loạn đi xuống sau, lưỡi dao sắc bén cũng không an toàn, chờ ta đem Quang Minh đảo giàn xếp hảo sau, ta sẽ đem tân vị trí nói cho ngươi, có khó khăn, đừng chết chống, minh bạch sao. Yên tâm, ta đã không phải trước kia cái kia chết cân não ta. Hàn Ôn Nhu hơi hơi mỉm cười, chủ động mở ra hai tay, cho Trương Huyền một cái ôm. Ở bế lên đi sau, Hàn Ôn Nhu theo bản năng nắm thật chặt hai tay, ánh mắt lộ ra tham luyến thần sắc, bất quá cũng liền vài giây, Hàn Ôn Nhu liền đem trong mắt tham luyến che giấu đi xuống, lưu luyến buông lỏng ra Trương Huyền, ta phải đi trước, bằng không lưỡi dao sắc bén người khả năng sẽ đi tìm tới. Chú ý an toàn. Yên tâm, Hàn Ôn Nhu bước đi đến phòng cửa, kéo ra cửa phòng, nhưng thật ra ngươi, càng phải chú ý an toàn. Nói xong, Hàn Ôn Nhu ra khỏi phòng, cố nén phát hồi Trương Huyền trong lòng ngực xúc động, đem cửa phòng đóng lại, rời đi nơi này. Nhìn Hàn Ôn Nhu rời đi bóng dáng, Trương Huyền trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại cũng không phải làm hắn liêu cái gì nhi nữ tình trường thời điểm, toàn bộ thế giới ngầm đều phải biến thiên, chờ đợi hắn đi làm sự, còn có rất nhiều. Đêm dài, Bạch Trì đám người, các uống say mềm, nằm trở về khách sạn phòng, Trương Huyền an toàn trở về, làm cho bọn họ mỗi người, đều đánh đáy lòng cảm thấy vui vẻ, tin tức này, cũng truyền tới Quang Minh đảo, nghe nói trên đảo người, cũng là đem rượu cuồng hoan, một nửa người đều uống lớn. Nửa đêm hai điểm, Trương Huyền ngồi ở khách sạn bên cửa sổ, lấy ra hôm nay ở huyệt động nội vào tay kia bổn quyển sách. Lúc trước, mai táng Lục lão nhân thời điểm, Trương Huyền tuổi còn nhỏ, chỉ biết căn cứ Lục lão nhân lâm chung di ngôn, làm cái giả đồng thao mộ, Lục Diễn chân chính huyệt mộ, cũng không ở thần nông giá chung, bao gồm mộ bên trong có cái gì, Trương Huyền cũng là một mực không biết. Khi đó Trương Huyền, còn không phải ngầm quân vương, càng không biết khí tồn tại, ở phương diện này, có thể nói là ngây thơ mờ mịt. Chương 758 thế giới này quá lớn. Trương Huyền ngồi ở bên cửa sổ, nghiên cứu nửa ngày, cũng không biết này quyển sách rốt cuộc là làm gì dùng, chỉ có thể trước thu hồi tới, chờ trở lại trên đảo, làm tương lai chậm rãi nghiên cứu đi. Trương Huyền nhìn lên bầu trời đêm, Lâm Thanh Hạm thân ảnh, không tự giác hiện lên ở bên cửa sổ. Nữ nhân giọng nói và dáng điệu nụ cười, ở bên tai xoay quanh. Trương Huyền lắc lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ ném ra, hắn lúc trước muốn đi Trúc gia cùng Trúc thị đại chiến, trận chiến ấy kết quả sẽ là cái gì, Trương Huyền chính mình cũng không dám bảo đảm, hắn chỉ có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, mượn Lâm Thanh Hạm phá bỏ và xây lại viện phúc lợi sự, cùng Lâm Thanh Hạm phát sinh khắc khẩu, làm những cái đó giấu ở âm thầm đôi mắt nhìn đến, lại thuận thế làm Quang Minh đảo tuyên bố, cùng Tô thị lại không lui tới. Chính là sợ một trận chiến lúc sau, chính mình nếu bại. Đem Lâm Thanh Hạm đều liên lụy đến. Lúc ấy, Trúc thị có thể diệt Trúc gia mãn môn, đã nói lên này không phải một đám thiện nam tín nữ. Sự thật chứng minh, Trương Huyền quyết sách, là phi thường đối, nếu không phải Trương Huyền lúc trước chủ động cùng Lâm Thanh Hạm phân rõ giới hạn, mượn cơ hội khắc khẩu, chỉ sợ ở Trương Huyền tin người chết truyền ra cùng ngày, Tô Văn Hiến liền sẽ vì nào đó ích lợi, đương trường lấy Lâm Thanh Hạm mệnh. Trương Huyền thừa nhận, hắn hiện tại phi thường tưởng niệm Lâm Thanh Hạm, tưởng niệm Ngân Châu cái kia ra, bất quá, còn chưa tới có thể trở về thời điểm. Hiện tại giấu ở âm thầm địch nhân, thật sự là quá nhiều, Trương Huyền bản nhân bị đánh vào địa ngục nhà giam, ở hắn tìm được tốt giải quyết phương thức trước, là tuyệt đối không thể dễ dàng lộ diện, thần ẩn hội bên trong là cái tình huống như thế nào, Trương Huyền hoàn toàn không biết, nhưng hắn tuyệt không sẽ thiên chân cho rằng, thần ẩn hội chính là một cái duy trì chính nghĩa tổ chức. Còn có này đó âm thầm thị tộc, hiện tại, Trúc thị, Tiêu thị, còn có Tô thị tộc trưởng tất cả đều thân chết, âm thầm khẳng định có vô số đôi mắt đều ở nhìn chằm chằm, muốn biết những người này nguyên nhân chết, nếu Trương Huyền đột nhiên lộ diện, thực dễ dàng làm người đem chuyện này liên tưởng đến hắn trên người, nếu thật muốn làm thị tộc người cha được Trương Huyền từ địa ngục nhà giam chung ra tới, cơ hồ là có thể xác định Trúc Hoa Thái đám người nguyên nhân chết cùng Trương Huyền có quan hệ, đến lúc đó, mặc kệ cùng Trương Huyền có hay không ích lợi xung đột thị tộc,
đều sẽ theo bản năng đem Trương Huyền coi là địch nhân. Rốt cuộc, Hoa Hạ cổ võ người thủ hộ truyền nhân, không phải tùy tiện nói nói, không nói chuyện ích lợi, đại gia trời sinh ở lập trường thượng, liền chạm không đến một bên đi. Trương Huyền lúc này đây xuất thế, đã bị hảo kế hoạch của chính mình, chuyện thứ nhất phải làm, chính là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết thần ẩn hội bên kia sự, tốt nhất tình huống, có thể hỗn thượng thần phạt xử chức vị, chỉ cần có thể đem địa ngục nhà giam mở ra, thì tộc uy hiếp, ở Trương Huyền xem ra, cũng không phải như vậy trọng. Ra, đối hiện tại Trương Huyền tới nói, là không thể hồi, lần này đi, không riêng sẽ cho chính mình rước lấy vô số địch nhân, bao gồm Lâm Thanh Hạm, cũng sẽ thân ở nguy hiểm giữa. Hiện tại, Tô gia tuy rằng bị Tô thị sở khống chế, nhưng đại thể tới nói, vẫn là an toàn, một khi muốn cùng Trương Huyền trộn lẫn thượng, kia nguy hiểm chỉ số, từ một viên tinh, nháy mắt có thể biến thành đầy trời tinh. Trương Huyền lắc lắc đầu, nằm đến trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một đêm thời gian, lặng lẽ qua đi. Chờ Trương Huyền rời giường sau, Bạch Giang Nam đã rời đi. Bạch Trì, ta sư huynh đi đâu? Đi như vậy cấp. Trương Huyền ở khách sạn nhà ăn nhìn thấy Bạch Trì, Bạch Trì chính một tay bắt lấy một cái bánh bao thịt, mồm to ăn. Ai biết được, Bạch Trì trợn trắng mắt, ta lão tử người nọ, suốt ngày thần thần thao thao, trước kia lão cho ta nói cái gì vạn pháp về một, hiện tại lại mỗi ngày kêu muốn đi tìm thế giới căn nguyên, làm đến ta đều mau bị hắn mang xuất ra. A, à, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, cha ngươi nhưng luyến tiếc ngươi xuất ra, hắn ước gì làm ngươi cho hắn sinh mười mấy tôn tử tới nối dõi tông đường. Thôi bỏ đi, Bạch Trì bĩu môi, nhà ta tổ tiên, tạo nghiệt quá sâu, có thể một mạch đơn truyền đã là vạn hạnh, muốn khai chi tán diệp, trước tích mấy đời đức đi. Lão đại, kế tiếp như thế nào an bài, tương lai ném còn có chút ẩm ướt đầu tóc đã đi tới, có thể thấy được, nàng là vừa rồi tắm gội xong. Về trước đảo, ta có một số việc phải cho các ngươi an bài một chút. Trương Huyền giao đãi một tiếng, cũng cầm hai cái bánh bao, điền khởi bụng tới. Giữa trưa 12 giờ, một trận tư nhân phi cơ, xông lên trời cao, thẳng đến Đại Tây Dương phương hướng mà đi. Khắp Đại Tây Dương, chiếm viên tinh cầu này tổng diện tích 20%, mênh mông vô bờ, so chín Hoa Hạ lãnh thổ còn lớn hơn một chút, một tòa đảo nhỏ phiêu phù ở mặt biển thượng, giống như phù du nhỏ bé. Tự Trương Huyền đám người xuất phát đệ thập tứ tiếng đồng hồ sau, một nhà phi cơ bay lượn ở Đại Tây Dương trên không. Lão đại, nhìn cái gì đâu, như vậy xuất thần. Bạch Trì ngậm một cây thuốc lá, đi đến Trương Huyền bên cạnh. Lúc này Trương Huyền, đang đứng ở bên cửa sổ, nhìn dưới thân kia mênh mông vô bờ biển rộng. Người nói, này hải hạ rốt cuộc có cái gì? Trương Huyền đột nhiên tới như vậy một câu. Bạch Trì bị Trương Huyền nói sửng sốt, sao cũng không nghĩ tới Trương Huyền đột nhiên sẽ nhắc tới như vậy hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn trả lời, ai biết được, biển sâu hạ chính là có thể đem xe tăng đều áp thành môn ném đĩa khí áp, căn bản là không thể đi xuống. Viên tinh cầu này lớn như vậy, chúng ta không biết đồ vật nhiều đi. Đúng vậy, Trương Huyền thở dài một tiếng, đích xác, chúng ta không biết đồ vật, thật sự là quá nhiều, Bạch Trì, ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng chính là bởi vì chúng ta vô tri, mới làm chúng ta đem nguyên bản đều tồn tại đồ vật, nhận định vì là thần thoại. Lão đại, ngươi sao đột nhiên cùng ta kia lão tử giống nhau, trở nên thần thần thao thao. Bạch Trì vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Huyền. Trương Huyền lắc lắc đầu. Hắn không phải thần thần thao thao, mà là biết đến càng nhiều, đối thế giới này kính sợ chi tâm liền càng dày đặc. Dĩ vãng Trương Huyền, cho rằng người là không có khả năng phi thiên độn địa, cho rằng người thọ mệnh là có cuối. Nhưng hiện tại, phi thiên độn địa, Trương Huyền cũng có thể làm được. Hắn cũng gặp qua huyền thiên cái loại này sống mấy trăm năm lão quái vật. Các loại dĩ vãng cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật, đều hiện ra ở Trương Huyền trước mắt. Nhưng cố tình, loại này không thể tưởng tượng đồ vật, đối toàn bộ thế giới. Lại không có trong tưởng tượng như vậy đại ảnh hưởng, rốt cuộc, mặc kệ là phi thiên độn địa người, vẫn là trường sinh người, so với toàn bộ thế giới tới nói, đều là quá nhỏ bé. Lão đại cùng ta tưởng một khối đi, tương lai từ một bên đi tới, ta cảm thấy, có chút cái gọi là thần thoại, chưa chắc chính là thần thoại. Tương lai, người cô nàng này chính là làm nghiên cứu khoa học, gì thời điểm cũng tin tưởng này đó. Bạch Trì trợn trắng mắt. Tương lai bĩu môi, khoa học cuối. Chính là thần học, rất nhiều đồ vật, khoa học cũng giải thích không ra. Nga, vậy các ngươi lấy khoa học góc độ tới nói, trên thế giới này, thật sự có long cái loại này đồ vật sao? Bạch Trì chỉ chính mình đại đao, ở hắn sống giao thượng, liền có khắc một cái ngũ trảo kim long. Đương nhiên là có, tương lai phi thường khẳng định nói. Có,
Bạch Trì trừng lớn đôi mắt, trên thế giới này, thật sự có long tồn tại. Vô nghĩa, ngươi thật đúng là cái ngu ngốc, tương lai một chút đều không cho Bạch Trì lưu mặt mũi.